chương 586, thu đỉnh tiểu tử vô cực, người muốn chết. Mắt thấy màn xương đen đã bao phủ lấy đám người liễu chính, bộ xương quỷ vương không thèm để ý đến nữa, chuyển thân ngay trên không trung, múa may mạch đao, nổi giận tấn công mãnh liệt về phía tiêu phàm. Trên xương đùi trắng hiếu của bộ xương xuất hiện sáu vết đen lớn nhỏ như chén trà, hiển nhiên đã bị thương. Mạch đao cuồn cuộn nổi lên âm phong đầy trời, từ bốn phương tám hướng ập đến tiêu phàm. Tiêu phàm hét lớn một tiếng, song trưởng cùng lúc đẩy tới hạo nhiên chính khí cuồn cuộn xuất ra hướng lên ninh đón âm phong đang tấn công mãnh liệt tới cũng tạo ra một cơn gió xoáy khác xoáy tròn gào thét rồi đụng vào nhau lúc này tiêu phàm hết sức chăm chú toàn lực ứng phó hầu như không lưu lại dư lực thậm chí ngay cả đám người uyển thiên thiên đàm hiên cũng không có thời gian để ý đòn này của bộ xương quỷ vương quả thật quá dũng mãnh tiêu phàm không thể không vận toàn lực ứng phó tiêu phàm từ khi học nghệ thành tài chưa bao giờ gặp phải một đối thủ hùng mạnh như thế, chỉ có lần nghịch thiên cải mệnh kia mới cho hắn cảm giác bất lực, dồn hết bản lĩnh ra chưa chắc đã thành công. Nhưng lần đó là nghịch thiên cải mệnh, không những đối kháng lực thiên cơ, mà còn chống dung thiên tổ sư đánh lén. Mà tiêu phàm hiện tại, mặc dù thương thế chưa lành hẳn, nhưng đã liên tiếp tìm được mấy đoạn kinh văn trong, luân hồi tướng, đã bị thất lạc. Về mặt thành tựu thuật pháp, không nói là hơn hẳn lúc nghịch thiên cải mệnh, ít nhất cũng không kém hơn so với lúc đó sức mạnh của bộ xương quỷ vương, không ngờ có thể so sánh với lực thiên cơ và dung thiên tổ sư đánh lén, thậm chí còn mạnh hơn. Hai luồng kinh lực hùng mạnh lao vào nhau, nhanh chóng phân thắng bại. Tiêu phàm kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại vài bước rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt thoáng lướt qua sắc hồng. Audio điện tử võ tấn bền Bộ xương quỷ vương lại không lập tức truy sát, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, mạch đao trầm trọng trống xuống, mắt nhìn tiêu phàm, gật gật đầu, hơi có vẻ kinh ngạc. Tiểu tử vô cực, người rất mạnh, ngoài cả dự kiến của ta. Thật không ngờ thế gian này còn có thuật sư đạt đến trình độ cao minh như vậy. Xem ra người tự xưng là trưởng giáo hiện tại của vô cực môn cũng không phải là dối trá. Tiêu phàm vẫn hơi điều tức một lượt, chậm rãi đứng thẳng thân hình, nhìn hai điểm sáng như ma chơi trong hai hốc mắt bộ xương quỷ vương. Trầm giọng nói, người luôn mồm nhắc đến vô cực môn, chẳng lẽ năm đó người thực sự quen biết với tổ sư của vô cực môn sao? Đương nhiên, không có bọn người vô cực môn khốn kiếp các người chó mũi vào, dựa vào đồ bỏ đi tầng nguyên dụ, lại có thể khiến ta bị thương sao? Ta không chúng tiến bị thương, người nào có thể ngăn được bổn tướng quân? Bộ xương quỷ vương nói xong, lại có ý nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù y sớm không còn răng lợi, chỉ có hai khối quay hàm, nhưng ngữ điệu này cũng có thể nghe ra được. Tiêu phàm chợt nhớ đến mấy ngày trước ở cảm bẫy đã tìm được đầu mũi tên đã bị hoen dỉ trong đống bùn đất, bên trên đã nhiễm hơi thở của sát nhân ma quân, ngàn năm không mất. Xem ra vương tiên chi khi còn sống, trước là bị tên gây thương tích, sau là chết trong đám loạn quân. Cũng cho đến lúc này, tiêu phàm mới có thể phân thần xem xét tình hình bên kia. Nhưng chỉ thấy phía dưới bức màn xương kỳ hàn đen như mực, một nhóm hoàng quang, một đạo bạch khí, một đạo kim quang đang bay lượn ngang dọc, màn xương đen lạnh như dòng nước cuồn cuộn không ngừng quay cuồng nhưng trước sau vẫn chụp xuống bốn phương phía dưới bất kể tấn công thế nào cũng không thể thoát ra được màn xương đen lạnh này còn khó đối phó hơn âm phong trên thanh đao của bộ xương quỷ vương nếu không có càn khôn đỉnh trợ giúp ngay cả tiêu phàm cũng khó thoát thân mắt thấy thế nguy tiêu phàm không nói nhiều chân nhún xuống phi thân bay vọt về phía bên kia thân hình đang lơ lửng trên không trung tay bắt thủ ấn miệng lầm rầm Càn khôn đỉnh, màu đỏ phóng ra, xoay tròn từng vòng nhỏ, hỗn độn đồ án ở miệng đỉnh tức thì phóng lớn, hình thành nên một hố hú hút lốc xoáy. Tình thế nguy cấp, tiêu phàm trong giây lát đã sử dụng, càn khôn đỉnh đến mức cực hạn. Liễu chính, đàm hiên, lục ninh trần đều là các thuật sư, bị màn xương âm u bao vây, nhất thời nửa khác đều có thể tự bảo vệ được. Quyền thiên thiên lại toàn nhờ vào phù lục và đan dược hắn đưa cho để chống đỡ. Loại xương âm u này lạnh đến xương tủy, ẩn chứa âm sát khí nồng đậm vô cùng, chờ đến khi phù lục và đan dược hao tổn hết, Uyển Thiên Thiên liền nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may, càn khôn đỉnh là khắc tính của màn xương mù đen. Khi đỉnh vừa xuất ra, màn xương đen vốn rất điên cuồng kia đột nhiên như trăm sông về biển, lần dượt chạy vào hố lốc xoáy do càn khôn đỉnh tạo nên, phút chốc đã loãng đi rất nhiều. Đám người liễu chính, đàm hiên vừa thấy thế, không khỏi mừng rỡ, đều tự dùng bảo vật hộ thân, từ trong màn xương ngủ sông ra. Lại là trò này à, tiểu tử vô cực, nạp mạng đi. Bộ xương quỷ vương gầm lên giận dữ, mạch đao múa tít, trong phút chốc biến thành vô số đạo đao phong, bổ về phía tiêu phàm. Bộ xương quỷ vương người mặc giáp sắt, tay cầm cương đao vô cùng nặng nề, thế nhưng thân pháp không hề bị ảnh hưởng, động tác mau lẹ vô cùng. Chỉ có chân trái bị thương bởi liễu diệp phi đao, có chút chuyển động không linh hoạt, những vết đen lớn nhỏ như chén trà cũng không thất to ra nữa, màu sắc cũng nhạt dần đi. Nhiệt trướng. Liễu chính hết một tiếng lớn, nháy mắt cắn vào chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phụt lên phía trên ngọc như ý màu vàng của chính mình, ném thẳng lên không trung. Chỉ thấy màu vàng bình thường vốn có trên ngọc như ý, bất chợt bắn hào quang ra bốn phía, cả vật thể hóa thành trong suốt, dạng hổ phách, hóa lớn thành hai trượng, công kích mãnh liệt xuống bộ xương quỷ vương. Bộ xương quỷ vương như cũng biết lợi hại, vẫy tay một cái, cấp tốc thu lại mạch đao đang tấn công tiêu phàm, tiến lên đón đánh cái bóng to lớn của Ngọc Như Ý. Âm, một tiếng lớn. Vàng ngọc giao tranh. Màu vàng ngọc như ý phóng lớn rực rỡ, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi, trói mắt rực rỡ. Bộ xương quỷ vương vừa tiếp xúc với ánh sáng này, toàn thân bốc lên từng làn khói đen, tựa hồ như đang bị thiêu đốt. Bộ xương quỷ vương nổi giận hét lên một tiếng, tiếng la thép loảng xoảng vang lên. Trên giáp sắt bên ngoài bộ xương quỷ vương, từng lá thép hình thoi dần bay lên, tạo thành một tấm thuẫn lớn trên không trung, hoặc mang tỏa ra bốn phía, lập tức che ánh vàng của Ngọc Như Ý ở bên ngoài. Tật! Liền ngay lúc đó, Đàm Hiên hét lên một tiếng chói tai, tay phải tung ra, gương bát quái thái cực bay lên, hóa thành một bánh xe sáng chói, như gió bay chấp giật về phía bộ xương quỷ vương. Bánh xe này ánh vàng chấp chấp, uy lực vô cùng. Bộ xương quỷ vương, tay trái buông chuôi mạch đao, năm ngón tay nắm thải quyền, một quyền đảo ra, chúng ngay giữa bánh xe chỉ nghe một tiếng cong bánh xe bay ngược trở lại ánh sáng trở nên ảm đạm gương bát quái thái cực trở lại dáng vẻ vốn có đàm hiên lui mạnh về phía sau hai bước há miệng phun ra một ngụm máu tươi phút chốc mặt trắng như tờ giấy cùng lúc đó một loạt tiếng ngọc vỡ vụn đáng sợ vang lên trên không trung ngọc như ý sớm đã thu lại pháp tướng hổ phách trở lại màu vàng đơn điệu vốn có lập tức một vết nứt xuất hiện ngay giữa ngọc như ý đầu tiên mảnh như sợi tóc lát sau đã mở rộng thành một cái khe, rồi càng nhiều vết nứt xuất hiện thêm ra. Ao ao, ngọc như ý màu vàng trên không trung biến thành muôn vàn mảnh vỡ, lần lượt rơi xuống đất. Mặt liễu chính hiện lên màu đỏ như máu, cả người run rẩy, lung lay sắp đổ, thần quang trong mắt dây lát trở nên ảm đạm, rõ ràng đã bị trọng thương. Bộ xương quỷ vương lần này thực sự nổi giận, vừa xuất thủ đã đả thương liễu chính, đàm hiên hai người, không chút trần trừ, múa tiết mạch đao, quét ngang tới. Bà nó chứ, liều với nó thôi." Uyển Thiên Thiên khẽ cắn răng ngà, hé miệng đọc Tứ tự kinh, yên chi kiếm trên tay dương ra, phi thân lên, liều mạng với Quỷ Vương. Thình lình một cỗ kình lực từ bên cạnh phóng tới, Uyển Thiên Thiên không thể ngờ Tiêu Phàm lại ra tay lén lút như vậy, không hề có phòng bị gì, thân hình bé nhỏ của cô bị cỗ lực hung hậu ấy đẩy một cái, thân hình không tự chủ được bay sang một bên. "Tiêu Phàm, đồ ngốc này." Uyển Thiên Thiên đang lơ lửng giữa không trung, vừa dối vừa sợ, không nhịn được kêu lên. Tiêu phàm không chút để ý, miệng niệm chú, mười ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp lực tinh thuần liên tục không ngừng bắn vào bên trong, càn khôn đỉnh. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, mắt mặt trở nên trắng như tuyết, rất rõ. Trong một khoảng thời gian ngắn, pháp lực chân khí tiêu hao quá lớn, lập tức cạn kiệt quá độ. Càn khôn đỉnh, điên cuồng bay lên, hướng lên trời, từng đám sương mù đen từ miệng đỉnh phun ra vốn là thế giới dưới lòng đất lạnh lẽo vô cùng chớp mắt biến thành hố băng uyển thiên thiên người đang bay trên không trung cảm giác hơi lạnh thấu xương lục ninh trần đứng cách đó không xa cũng không kịp trốn tránh bị đông cứng thành một cây băng đứng ở nơi đó toàn thân cứng ngắc ngay cả ngón tay cũng không cử động nổi bất kể uyển thiên thiên hay lục ninh trần cũng chỉ là bị liên lụy mà sương mù đen lạnh thấu xương này quét hết mà đi giây lát đã đem bộ xương quỷ vương bao vây vào giữa Mặc dù bộ xương quỷ vương là do âm khí địa phủ ngưng tụ mà thành, nhưng màn xương mù lạnh lẽo này, lấy từ chỗ cực âm của nơi cực nhiệt, lại được đào tạo bởi Càn Khôn đỉnh, uy lực không phải tầm thường. Màn xương mù lướt qua, bộ xương quỷ vương bất động thân hình, rõ ràng đã bị đông cứng lại rồi. Tiêu Phàm không dám chậm trễ, không ngừng đem pháp lực truyền vào trong đỉnh, đem tất cả địa mạch âm khí đã thu thập được, tất cả phóng hết ra, tăng thêm uy lực. Hay vừa rơi xuống bên ngoài cách mấy thước, Uyển Thiên Thiên thấy cảnh này, nửa mừng nửa lo hét to một tiếng. Nhưng sự thật là Uyển Thiên Thiên vui mừng quá sớm. Chỉ nghe rầm rầm rầm, một loạt tiếng động lớn, Bộ xương Quỷ Vương nhìn như bị đông cứng, chợt đột nhiên vươn quỷ chảo trắng hiếu ra, mặt hướng về phía Càn Khôn đỉnh đang treo lơ lửng trên đầu, chụp tới. Một chảo này nhanh như thiểm điện, tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng ra nhìn, bao gồm cả Tiêu Phàm, đều không có bất cứ phản ứng nào tang rắc, bạch cốt quỷ chảo nắm lại, nắm chặt càn khôn đỉnh trong tay. Luồng khí lạnh thấu xương vốn tuôn ra không ngừng đột nhiên dừng lại, hỗn độn đồ án chuyển động không ngừng trên thân đỉnh cũng dần chậm lại. Tiêu phàm kêu lên đau đớn, ngực như bị sét đánh, một cơn đau nhức chuyển đến, không kìm nổi lùi về sau hai bước. Ha ha ha, vật nhỏ này hay lắm, bản tướng quân thu nhận vậy. Ngay sau đó, bộ xương quỷ vương thân hình run lên, cả người băng mụn nhọt không kìm được rơi xuống, ngửa mặt lên trời bật cười ha hả. Chương 587, Nguyên thần xuất khiếu. Tiêu Phàm thầm đọc khẩu quyết, mười ngón tay luân chuyển, từng đạo chân khí pháp lực bắn liên tục không dứt về phía Càn Khôn đỉnh. Cùng lúc đó, gương thiên cương phóng lên, kim quang lóng lánh, luồng khí chí dương ép mạnh xuống dưới. Hừ, đom đóm cũng đòi so với mặt trăng sao? Bộ xương quỷ vương cười khinh thường, thân hình vừa rung lên, tấm khiên do vô số lá rát sát tạo thành lại hiện ra, đón đầu lấy luồng công kích của gương thiên cương, chắn lại bên ngoài. Bạch cốt quỷ trảo trên tay phải co lại vào phía trong, muốn kéo càn khôn đỉnh về trước mặt. Một cảnh tượng ngoài dự đoán của tất cả mọi người hiện ra. Càn khôn đỉnh, nhỏ bé như không hề có sức chống cự nào, lại không hề động đậy. Ừm, bộ xương quỷ vương dường như cũng không ngờ được, quay đầu lại nhìn càn khôn đỉnh. Hai đốm ma chơi trong mắt ánh lên, hét lớn một tiếng, lá giáp sắt trên vai kêu, bang, bang, xuất ra 10 phần kinh lực. Liền ngay lúc đó, dị biến nảy sinh, càn khôn đỉnh, vốn có chút đình trệ bỗng nhiên tỏa hào quang sáng chói, hỗn độn đồ án màu đỏ hiện ra trên không trung xuyên qua bạch cốt quỷ trảo của bộ xương quỷ vương, bắt đầu quay tiết. Không hay, bộ xương quỷ vương lập tức cảm thấy không ổn, vội buông quỷ trảo. Thế nhưng làm sao còn kịp? Hỗn độn đồ án bỗng nhiên chụp xuống, chỉ nghe, vù, một tiếng, bộ xương quỷ vương đột nhiên bị hỗn độn đồ án hút vào, phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Có cảm giác, bộ xương quỷ vương đã bị càn khôn đỉnh hút vào trong rồi. Mọi người cùng lúc mở to hai mắt, bị biến cố này làm cho trợn mắt há miệng. Càn khôn đỉnh, cao chừng hơn một tấc, còn chưa lớn bằng hai ngón tay của bộ xương quỷ vương. So với, càn khôn đỉnh, bộ xương quỷ vương cũng như một vật khổng lồ. Một bộ xương lớn như vậy, làm sao có thể bị một vật nhỏ bé đẹp đẽ như càn khôn đỉnh hút vào nhưng tất cả đều thấy rất rõ bộ xương quỷ vương chính là bị hút vào càn khôn đỉnh rất rõ ràng không có nửa phần hoa mắt không thể tưởng tượng được cường địch lại bị khuất phục như thế tiêu phàm nửa mừng nửa sợ thở phào một hơi dài nâng tay khẽ vẫy muốn thu lại càn khôn đỉnh thế nhưng ngay sau đó hai chân mày của tiêu chân nhân chợt nhướng lên vô ích Bảo vật vốn thu phát tự nhiên, bỗng nhiên hờ hững với mệnh lệnh của hắn, lặng yên lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, ánh sáng đỏ vẫn thản nhiên sáng lấp lánh. Mặc cho Tiêu Phàm niệm chú làm phép thế nào, cũng không hề có tác dụng. Dường như đột nhiên bảo đỉnh bị một lực lượng thần bí cấm chế, lập tức cắt đứt liên hệ với bên ngoài. "Tiêu Phàm, thế là thế nào?" Đàm Hiên cố áp chế khí huyết đang cuồn cuộn trong ngực, kinh ngạc hỏi. "Cô đã nhìn ra, tình hình có vẻ như ngoài ý muốn." Tiêu phàm lắc đầu, không nói. Ngay sau đó, càn khôn đỉnh, vốn xoay tròn chậm rãi, bỗng nhiên chấn động kịch liệt, bằng mắt thường có thể thấy tốc độ đã tăng lên rất nhiều, phút chốc lại cao lớn đến 3-4 tấc. Mặc dù trước đây vốn rất nhỏ, nhưng hiện tại đã lớn hơn trước 3-4 lần. Tình hình này, trước đây chưa từng gặp, dù là tiêu phàm vốn rất bình tĩnh tự nhiên, lúc này cũng không nhịn được mà há mồm không ngậm lại được. Càn khôn đỉnh, đã biến thành quả bóng ra sao? Tiêu Phàm tuy chưa bao giờ nghiên cứu xem Càn Khôn đỉnh là do nguyên liệu nào đúc thành, nhưng nghĩ nhất định là kim loại, nếu không bên trên rất khó khắc các loại hoa văn dày đặc và phức tạp như thế. Nếu như là ngọc đá các loại, Tiêu Phàm tất nhiên cảm giác được sự khác nhau giữa kim loại và ngọc đá, sự thật rất rõ ràng. Thế nhưng, đồ vật do kim loại đúc thành, không ngờ có thể co giãn tự nhiên. Đang lúc mọi người lo lắng, cứ như vậy thì Càn Khôn đỉnh sẽ bị nứt vỡ, bảo đỉnh đột nhiên chậm rãi co rút lại. Nhưng khi chưa khôi phục lại trạng thái ban đầu, lại một lần nữa chầm chậm phình to. Tiêu phàm, mau nghĩ cách đi, cứ thế này, càn khôn đỉnh sẽ có chuyện mất. Đàm Hiên cũng lo quá, kêu lên. Cô mặc dù chỉ là đệ tử ký danh của chỉ thủy tổ sư, nhưng mà ơn thầy sâu nặng, lại có mối liên hệ rất sâu với, vô cực môn. Càn khôn đỉnh là bảo vật hàng đầu trong tam bảo chấn giáo, chẳng nhẽ lại bị hủy nơi này. Nếu mà như thế, không chỉ tiêu phàm ngay cả Đàm Hiên cũng là tội nhân của vô cực môn. Sư tỷ, hộ pháp cho đệ. Tiêu phàm khẽ quát một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, một tay đặt ngang ngực, một tay bắt nắn bí quyết, miệng thì thảo niệm chú. Một luồng lực thần niệm từ từ lộ ra, bắn về phía càn khôn đỉnh. Mặc dù càn khôn đỉnh rõ ràng là không bình thường, trong tình huống không biết tình hình mà dùng lực thần niệm bắn vào thì không phải là cách hay. Nhưng hiện tại, càn khôn đỉnh không chịu sự khống chế, vậy nên chỉ còn cách dùng lực thần niệm để thử lực thần niệm vừa chạm vào càn khôn đỉnh bảo đỉnh đột nhiên lại phóng to ánh sáng đồ án hỗn độn màu đỏ hình thành một hố xoáy trói mắt tiêu phàm chỉ thấy một luồng lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống nháy mắt đã gắn chặt mình tại chỗ toàn thân trên dưới không thể động đậy dù chỉ là đầu ngón tay không đợi tiêu phàm dãy ruộng một cơn đau đầu ập đến rồi cảm giác thần hồn của mình bị rút ra khỏi cơ thể bay về phía hố đen màu đỏ trói mắt kia trước mắt màu đỏ chợt lóe như có vô số ánh chớp rơi xuống đầu. Tiêu phàm hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trong tai có tiếng ầm ầm rung động, bốn bên ánh chớp lập lè. Miễn cưỡng hình dung, thì như đang trôi trong một đường hầm, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Ngay lúc tiêu phàm cảm thấy không thể chịu nổi, trước mắt chợt sáng lên, không ngờ đã đến một nơi đình viện. Tiêu phàm khó khăn lắm mới chấn tĩnh được tinh thần, lắc lắc đầu, đứng vững thân hình, giơ hai tay ra phía trước mắt, có vẻ như có chỗ không ổn nhưng cảm giác lại không chân thật mặc dù sự việc xảy ra rất đột ngột tiêu phàm vẫn nhớ rõ chính mình như bị một lực lượng thần bí nào đó đưa linh hồn ra khỏi cơ thể hiện thân lúc này đây không phải là cơ thể mình mà là lực thần niệm hay nói cách khác là chính linh hồn mình đã từng chứng kiến linh hồn của ma cư đối mặt với tình hình này tiêu phàm không hề cảm thấy sợ hãi tiêu chân nhân vẫn luôn giữ được tính cách bình thản trầm tĩnh ổn định tinh thần, tiêu phàm lập tức đánh giá bốn phía. Có thể khẳng định, đang đứng trong đình viện nào đó. Bốn phía hoa cảnh sum xuê, trên tường là một bức hỗn độn đồ án tinh xảo, chấp động lên linh lực nhạt nhòa, tiêu phàm nhớ rõ, mình đã đi vào trong đình viện xuyên qua bức tường này, trước khi đặt chân xuống đất, hắn đã trông thấy hỗn độn đồ án này. Đình viện một bên, bên kia là một hành lang gấp khúc bằng gỗ, trụ hành lang bằng màu đỏ, giường cột chạm trổ vô cùng tinh xảo, lại có một cửa tròn, Mơ hồ có một hơi khí hung sát từ bên cổng tròn kia truyền lại. Hai hàng lông mày Tiêu Phàm khẽ nhướng lên. Hắn cảm giác được, đó chính là hơi thở của bộ xương quỷ vương do Vương Tiên chi biến thành. Chẳng lẽ mình cũng bị hút vào càn khôn đỉnh rồi? Trong giây lát, Tiêu Phàm có chút khó chấp nhận sự thật như vậy. Dù sao thì hắn cũng sống ở thế kỷ 21, một xã hội văn minh khoa học cực kỳ phát triển chuyện vượt cả không gian như vậy chỉ thấy trong kinh điển đạo gia và Phật gia, chứ chưa hề thật sự trải qua. So với sự kinh ngạc của tiêu phàm lúc này, dám người uyển thiên thiên, đàm hiên, liễu chính chỉ có há mồm trợn mắt. Tiêu phàm đột nhiên đứng xứng như tượng gỗ, như bị mất hồn. Cả người vẫn ở tư thế niệm chú nắn bí quyết, không hề cử động. Không xa là, càn khôn đỉnh, vẫn lúc lớn lúc nhỏ, ánh sáng lúc rõ lúc nhạt, tình cảnh ngụy dị tột cùng. Tiêu phàm, anh thế nào rồi? Huyền Thiên Thiên nắm chặt tay tiêu phàm, gấp gáp kêu lên, nước mắt không ngăn được, chảy ra. Đã không biết bao nhiêu năm tháng, đệ nhất nữ ma đầu này không biết khóc lóc là gì, giờ đây không kìm nổi, để mặc nước mắt lăn xuống. Huyền Tiểu Thư, không được đụng lung tung. Liễu Chính gắng đứng vững, trầm giọng quát, vẻ mặt nặng nề. Chủ nhiệm Liễu, có chuyện gì thế, ông biết không? Hai hàng lông mày Liễu Chính níu lại, có vẻ nghi hoặc, nói tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà theo tình hình này thì tiêu chân nhân có khả năng là nguyên thần xuất khiếu rồi. Ông vốn gọi tiêu phàm là trưởng phòng tiêu, hiện tại cuối cùng đã thay đổi. Chuyện nguyên thần xuất khiếu, vốn chẳng can hệ gì đến trưởng phòng, nhưng lại thích hợp với ba chữ tiêu chân nhân. Cái gì, nguyên thần xuất khiếu, đây không phải nói đùa chứ. Dù là như thế, Nguyễn Thiên Thiên vẫn đờ đẫn không nói, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Tôi cũng chỉ phỏng đoán, không dám khẳng định, tình hình thế nào phải đợi tiêu chân nhân giải thích với chúng ta, việc cấp bách của chúng ta là bảo vệ cho hắn, tuyệt đối không để những thứ linh tinh làm ảnh phiền hắn. Được, quyền thiên thiên lần này lại đáp ứng vô cùng nhanh nhẹn. Duệt, một tiếng, yên chi kiếm, đã được rút ra. Trong một không gian khác, tiêu phàm lại sắp gặp phiền phức. Tiểu tử vô cực, người ở đây sao, ha ha, tốt lắm, nạp mạng đi. Không đợi tiêu phàm nghĩ kỹ nên đi hướng nào bên phía cổng tròn truyền đến tiếng gạo giống kinh thiên động địa của bộ xương quỷ vương lập tức tiếng lá giáp vang lên bộ xương quỷ vương tay cầm mạch đao bước nhanh tới bên đình viện này trong mắt ánh ma chơi bốc lên tiêu phàm cuối cùng cùng có thể xác định lúc này đứng tại đây không phải là thân xác của bản thân mà chỉ có thần thức bởi vì hắn hiện tại không có gì không có càn khôn đỉnh không có gương thiên cương không có phủ lục cũng không có liễu diệp phi đao tất cả những vũ khí tùy thân này đều không có hết không có mấy thứ này, hắn càng khó chống đỡ. Ở bên ngoài, càng khôn đỉnh, tiêu phàm thấy rất rõ bộ xương quỷ vương bị hút vào bên trong đỉnh. Đối phương bị hút cả thân người, còn mình bị hút linh hồn, chiến đấu thế nào? Mắt thấy quỷ vương từ bên kia sắp chém gỡ yêu ta lại, bên hành lang bỗng hiện lên một bóng người, áo trắng, bào trắng, dâu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt tựa như một lão già trong thế giới thần tiên. Lão già này tay bắt pháp môn, miệng thì thào niệm chú tay phải vung lên, cổng tròn kia đột nhiên nhấp nhô từng đợt sóng, trong giây lát, tất cả đều biến mất không thấy nữa, thay thế vào đó là bức tường bao kiên cố. Tiếng gầm gừ của bộ xương khô, chốc lát đã trở nên xa xăm, không nghe rõ nữa. Lão giả áo trắng thản nhiên cười, vẫy tay với tiêu phàm, nói ba chữ. Đi theo ta, chương 588, tổ sư tiền bối đi sau lão giả áo trắng, tiêu phàm hết sức đề phòng. Mặc dù lão già áo trắng tạo cho hắn cảm giác rất thân thiết, nhưng đã đến nơi kỳ quái này, Tiêu Phàm vẫn tập trung hết tinh thần, nâng cao cảnh giác. Lão già áo trắng cũng không thèm để ý suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, cứ bước đi phía trước không nhanh không chậm. Bước chân huyền chuyển như nước chảy mây trôi, dường như chân không chạm đất, cảm giác chỉ là một cái bóng hư ảo, có chút không thực tế. Thế nhưng hành lang màu đỏ này, cỏ cây hoa lá trong đình viện, có vẻ như là thật, không hề có chút hư ảo nhất thời tiêu phàm cũng bị làm cho u mê cả đầu óc nơi này là bên trong càn khôn đỉnh sao hay là mình cảm giác đã vào trong đỉnh nhưng thực tế đã bước vào một không gian khác thật khó xác định chỉ có thể trông chờ lão giả áo trắng giả thích cho biết hành lang gấp khúc màu đỏ không hề dài rất nhanh trước mắt hiện ra một loạt xương phòng thiết kế theo kiểu đình viện cổ điển không ít chỗ dùng đá cẩm thạch để trang trí lão giả áo trắng dẫn tiêu phàm vào một trong những gian phòng đó trong phòng bố trí rất trang nhã. Ngồi đi." Lão già áo trắng bước vào trước bàn tròn, thản nhiên nói với Tiêu Phàm, bản thân thì không khách khí, ngồi xuống trước. Tiêu Phàm khom người về phía lão già, chậm rãi ngồi xuống một bên, ánh mắt bình tĩnh chờ đợi lão già nói trước. Lão già áo trắng nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới, khẽ vuốt cằm, nói: "Khá lắm, ngươi là đệ tử đời thứ mấy?" Câu này không đầu không đuôi, một khi nghe vào, rất khó lý giải nhưng tiêu phàm ngay lập tức hiểu được ý tứ của ông ta, lại hạ thấp người, nhẹ nhàng đáp phiền tiền bối đã hỏi tới, tại hạ tiêu phàm, là đại đệ tử đời thứ 64 của vô cực môn. Đại đệ tử đời thứ 64 Hai hàng lông mày lão giả áo trắng nhướng lên, dường như không ngờ đến câu trả lời này của tiêu phàm, rồi lại thấp giọng lẩm bẩm một câu. Thời gian đã qua nhiều năm vậy sao? Xin hỏi tiền bối. Lão giả áo trắng khoát tay, ngăn lại câu nói của tiêu phàm, nhìn hắn, chậm rãi nói. Lão Phu là Tạ Thanh Dương. Tạ Thanh Dương. Tiêu Phàm đứng phát dậy, hai mắt nhìn chầm chầm vào lão già, trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Thật sự ba chữ kia quá kinh người, không khác gì có người ném một quả bom siêu cấp vào trong đầu hắn. Chỉ có tiếng ầm ầm trong đầu, tất cả trống rỗng, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Tạ Thanh Dương, trưởng môn chân nhân đời thứ 38 của vô cực môn, các đệ tử truyền nhân đời sau của vô cực môn tôn xưng là thanh dương tổ sư theo như điển tịch vô cực môn ghi lại thanh dương tổ sư sống vào thời vãn đường thuật pháp cao cường can đảm hào hiệp cách nay đã hơn một nghìn năm hiện tại lão giả áo trắng đang sống sờ sờ trước mắt lại xưng là thanh dương tổ sư hỏi tiêu phàm trong thời gian ngắn làm sao có thể tin nổi sao ngươi không tin à lão giả áo trắng thản nhiên nhìn tiêu phàm chậm rãi hỏi Tiêu phàm hít một hơi sâu, không người về phía lão giả áo trắng, nói. Tiền bối, thứ cho vãn bối vô lễ. Thanh Dương Tổ Sư là trưởng môn chân nhân đời thứ 38 của vô cực môn chúng tôi. Theo điển tịch bản môn ghi lại, Thanh Dương Tổ Sư ra đi không rõ tung tích trong năm càn phù thời vãn đường, cách nay đã 1.100 năm. Người nói, người là Tổ Sư gia của chúng tôi, vậy xin hỏi có bằng chứng gì không? Lão giả áo trắng gật gật đầu, nói hóa ra là đã hơn một nghìn năm rồi chả trách tiêu phàm ta biết ngươi cũng không tin nhưng lão phu quả thật là tả thanh dương chẳng có gì phải mạo danh hết ngươi tu luyện chủ yếu là luân hồi tướng phải không tiêu phàm lại càng cả kinh vội vàng đáp tiền bối tuệ nhãn như đuốc vãn bối tu luyện chính là luân hồi tướng nói như vậy ngươi là truyền nhân trưởng giáo à thưa phải hiện tại bản môn là do vãn bối trông coi Tiêu Phàm trả lời cẩn thận, lão già áo trắng này biết rõ chuyện của vô cực môn. Nhưng chỉ bằng mấy câu nói đó, muốn Tiêu Phàm tin tưởng thân phận tổ sư của ông ta, há chẳng phải cho đua. Người ngoài hiểu tình hình vô cực môn một chút, cũng có thể nói ra những câu đó. Lão già áo trắng, nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm, khẽ mỉm cười nói cũng được. Tay phải vừa nhấc, năm ngón luân chuyển, tiếng xé gió, suy suy, vang lên, từng đạo chân khí bắn tới Tiêu Phàm, tốc độ không hề nhanh vừa thấy tư thế năm ngón tay của lão giả áo trắng luân chuyển tiêu phàm kinh ngạc nói tiền bối đắc tội tay phải giơ lên tiện thể hóa giải luôn mấy đạo chân khí bắn tới thế nào còn nghi ngờ sao tiêu phàm trầm ngâm nói tiền bối đây đúng là hạo nhiên chính khí hạo nhiên chính khí đời đời truyền lại là thần công trấn giáo của vô cực môn tuy rằng không phải đệ tử trưởng giáo không truyền dạy thì không đúng nhưng tuyệt đại đa số truyền nhân trưởng giáo, công pháp tu luyện chủ yếu đều là hạo nhiên chính khí. Mấy đạo chân khí do lão giả áo trắng dùng đạn chỉ thần công phát ra, tất nhiên không mạnh mẽ bá đạo. Nhưng rõ ràng là hạo nhiên chính khí, chẳng sai. Chỉ có điều, so với hạo nhiên chính khí mà tiêu phàm tu luyện, có chút khác biệt. Lão giả áo trắng không nói nhiều lời, đột nhiên thể hiện một tư thể cổ quái. Tiêu phàm không khỏi ngẩn người ra. Đây là pháp tướng tu luyện thức thứ hai tu la đạo, luân hồi tướng. Ngay sau đó, lão già lại bày ra mấy tư thế khác, đều là pháp tướng tu luyện, luân hồi tướng, tinh diệu tuyệt luân. Người chưa tu luyện, luân hồi tướng, tuyệt đối không thể tạo ra những tư thế đó được. Tiêu phàm cuối cùng cuối người, cung kính nói. Đại đệ tử đời thứ 64 vô cực môn tiêu phàm tham kiến thanh dương tổ sư. Thể hiện như vậy, không phải tiêu phàm không tin, hơn nữa nơi này không biết là ở đâu, tiêu phàm cũng nóng ruột muốn lão giả áo trắng giải thích. Lão giả áo trắng này cho dù có không phải là thanh dương tổ sư, thì cũng có liên quan rất lớn đến vô cực môn. Chẳng trách khi vừa thấy ông ta, tiêu phàm liền có cảm giác thân thiết rất khó nói. Lão giả áo trắng cười ha hả, nói. Nhóc con nhà ngươi, xem ra thận trọng từ lời nói đến hành động, muốn được ngươi tin tưởng cũng chẳng dễ dàng gì. Ha ha, khá lắm, ta rất thích, ngươi đứng lên đi. Vâng, đa tạ tổ sư tiêu phàm theo lời đứng dậy nhưng không ngồi xuống nữa cung kính đứng ở đó ngồi đi ngồi đi không cần câu nệ nhiều năm như vậy chẳng ai trò chuyện với ta làm ta buồn bực quá ha ha người đến thì tốt rồi cuối cùng ta cũng có người nói chuyện giải buồn rồi lão già áo trắng cười ha hả dường như tâm tình vô cùng su y gờ sứ y gờ nếu tình hình quả như lời ông ta nói một nghìn năm không có ai cùng nói chuyện quả thực quá quỷ dị nếu đổi lại là người khác, ở vào trường hợp của ông ta, không biết phải làm sao mà chịu đựng được, chỉ sợ sớm phát điên lên rồi. Bây giờ đột nhiên có người đến nói chuyện, lại là truyền nhân chính tông của bản môn, chẳng trách ông ta vui mừng như vậy. Tổ sư, chúng ta ở chỗ này là nơi nào? Do xét khoảng cách nói chuyện của lão giả áo trắng, tiêu phàm vội hỏi. Đây là câu hỏi mà hắn muốn biết đáp án nhất hiện tại. Lão giả áo trắng vuốt tròm dâu trắng như tuyết, cười nói ngay bên trong càn khôn đỉnh đáp án này tuy rằng tiêu phàm đã đoán ra từ trước nhưng vẫn hoàn toàn kinh ngạc ngay tại càn khôn đỉnh nói như vậy là không gian tu di càn khôn đỉnh chính làn bảo vật không gian lão già áo trắng liếc nhìn hắn cũng có chút kinh ngạc sao ngươi không biết à bề trên sư môn của ngươi không nói cho ngươi biết sao theo ý của ông ta điều này chẳng phải là bí mật gì thân là trưởng giáo chân nhân của vô cực môn tiêu phàm nên biết việc này. Tiêu phàm cười khổ một tiếng, nói. Bề trên sư môn chỉ e cũng không rõ lắm, trong biển tịch, thuật tàng, cũng không thấy ghi lại rõ ràng, nếu có cũng chỉ là sơ lược. Lão giả áo trắng chợt trừng mắt lên, nói. Đương nhiên là sơ lược, bí mật quan trọng như vậy, sao thể hiện ra chữ viết chứ? Tự nhiên là chỉ có thể truyền miệng, từng đời một truyền lại. Nếu thuật sư các phái khác biết vô cực môn chúng ta có bảo vật không gian như vậy, chẳng phải là lũ lượt đến cửa cướp đoạt sao. Cho dù chúng ta không sợ, nhưng nếu có thể không gờ yêu ta ít người, thì không gờ yêu ta ít vẫn là tốt hơn. Trời cao vốn có đức hiếu sinh. Câu này thật có khí phách. Bất cứ kẻ nào muốn đến đoạt bảo vật trấn giáo của vô cực môn, đều là tìm chết mà thôi. Điều này, tiêu phàm lập tức hiểu rõ. Lại nói thiên hạ rộng lớn, người tài xuất hiện lấp lấp, vô cực môn không phải lúc nào cũng có thể vô địch thiên hạ. Cho dù có như thế, những kẻ tham lam lũ lượt, quả thật là gợi yêu ta hoài không hết. Vô cực môn chủ trương, hành thiện tích đức, gợi yêu ta người quá nhiều không khỏi phạm đến âm đức, cũng là trái với giáo lý của môn phái. Chẳng qua, chỉ thủy tổ sư lại chưa nói bí mật của, càn khôn đỉnh, cho hắn biết, tiêu phàm tin rằng không phải sư phụ giấu hắn, mà là chỉ thủy tổ sư cũng không rõ lắm bí mật này. Rất có thể nhiều năm trước, bí mật này đã bị mất đi chỉ cần một trong những đời tổ sư chưa kịp truyền lại bí mật cho đời sau mà gặp tai nạn ngoài ý muốn vậy thì bí mật này người đời sau khó mà biết được xem ra trong đám đệ tử đời sau có người xảy ra chuyện không hay nhóc con ta hỏi ngươi càn khôn đỉnh có công dụng an định hồn phách cái này ngươi biết không lão già áo trắng mở miệng gọi là gọi nhóc con tiêu phạm nghe lại cảm thấy rất thân thiết không hề cảm thấy khó chịu một lão già hơn một ngàn năm tuổi tổ sư bản môn gọi mình là nhóc con chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên tổ sư công dụng an hồn này đệ tử đã nghe nói chỉ là không biết dùng thế nào lão già áo chẳng gật gật đầu nói xem ra những pháp môn này cũng đã thất truyền rồi càn khôn đỉnh không chỉ là bảo vật không gian hơn nữa trên thân có hai khí âm dương vô cùng ảo diệu ba hồn sáu phách vừa hay bổ sung lẫn nhau chỉ là bao nhiêu năm nay càn khôn đỉnh không hề được bổ sung vào hai khí âm dương bị tổn hại nhiều. Nếu không phải vậy thì trước đó vài ngày, có một lượng lớn khí trí âm tràn vào, lão phu gần như không chống lại được. Tiêu phàm chấn động trong lòng, luồng khí trí âm trước đó vài ngày chính là địa mạch âm khí hắn thu ở trang viên ma cư. Vốn là thủ đoạn đối phó với kẻ thù, không ngờ lại có tác dụng bồi bổ với hồn phách tổ sư bản phái đang ở trong đỉnh, cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Nhóc con, những cái này nói sau đi, nói nghe coi, người vào đây bằng cách nào? chương 589, chuyện cũ vô cực. Tiêu phàm liền lời ít mà ý nhiều mà đem tình huống vừa rồi miêu tả một chút. Thì ra là thế, chẳng trách. Ông lão áo bảo trắng nghe xong, vuốt vuốt dâu nói. Tiêu phàm kinh ngạc hỏi. Tổ sư, cái gì gọi là chẳng trách? Ông lão áo bảo trắng liếc mắt nhìn hắn, nói. Tôi thấy thần hồn của ngươi tuy động lại, nhưng lại còn lâu mới đến trình độ có thể nguyên thần xuất khiếu nhưng ngươi lại xuất hiện ở nơi này, khiến lão nhân gia ta rất là kỳ quái. Ngươi vừa nói như vậy, tôi xem như hiểu rõ. Ở nơi cực âm, vương tiên chi tên giặc cỏ kia thần thông phóng đại, đã kích phát tiềm lực của càn khôn đỉnh mạnh mẽ hút y và ngươi vào. Giặc cỏ. Tiêu phàm lặp lại một câu, chỉ từ hai chữ này có thể đoán được. Thanh Dương Tổ Sư Tựa Hồ đối với Vương Tiên Chi biến thành bộ xương khô quỷ vương không có chút hảo cảm nào. Đúng, năm đó chính là lão phu tương trợ đại sứ tăng, bắn chúng cầu tặc kia một mũi tên, phá thần công hộ thể của y, lúc này mới chém chết y. Cầu tặc kia chính là ma đầu chuyển thế, hung hãn thô bạo, gợi yêu ta ết người đầy đồng. Chết sớm một ngày, dân chúng thứ dân liền sống nhiều hơn một mạng người. Ông lão áo bào trắng ngạo nghễ nói. Tăng đại sứ, nói trong miệng ông, tiêu phàm cũng biết chỉ chính là ai. Năm đó tăng nguyên dù tiếp nhận tống uy, đảm nhiệm, chư đạo hạnh doanh chiêu thảo sứ ông lão áo bào trắng và ông ta là người của cùng thời đại, liền dựa theo quy củ lúc đó, tôn gọi ông ta là tăng đại sứ. Tuy nhiên lực chú ý của tiêu phàm, rất rõ ràng không có đặt ở bên trên này, hắn chú ý chính là một vấn đề khác. Tổ sư, Vương Tiên Chi là ma đầu chuyển thế, loại tình hình này, thật sự tồn tại sao? Tiêu phàm hỏi, thần sắc trở nên cực kỳ trịnh trọng. Bên trong điển tịch, vô cực cử tương thiên, rõ ràng ghi lại, mà quân chi tướng, chỉ có điều câu nói ngắn gọn. Vô cùng tinh luyện, rất nhiều chỗ thuyết minh khá mơ hồ, muốn lý giải như thế nào, phải xem mộ tính của mọi người. Trên tướng thuật, thật không có đáp án tiêu chuẩn. Nhưng trong cuộc đời này của tiêu phàm, lại chưa nhìn thấy ai có, mà quân chi tướng, chân chính. Mấy vị kiêu hùng đương đại có tư cách được xưng là, mà quân chuyển thế, tiêu phàm đều chỉ có thể dựa vào ảnh chụp để xem tướng. Trong trường hợp dựa vào bức ảnh để xem tướng, độ chính xác thật sự rất không đáng tin. Cho nên, có liên quan, mà quân chỉ tướng Tiêu Phàm chưa bao giờ chính thức giao lưu cùng người. Mà hiện tại, lại từ miệng tổ sư Thanh Dương nghe thấy, mà đầu chuyển thế. Lời nói nói như vậy, hơn nữa, vị ma quân chuyển thế biến thành bộ xương khô này, liền ở trong cùng một không gian với hắn, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bỗng nhiên xuất hiện. Đương nhiên tồn tại, không có những ma vương này tác loạn thế giới sao có những ngày khói lửa như thế. Nhiều sinh linh lầm than như vậy, núi thây biển máu, đều là do những ma vương đó tạo thành. Nhóc con, người có biết điển tịch bổn môn tà thất lạc như thế nào không? Nghe nói là bởi vì chiến loạn. Chiến loạn đúng là chiến loạn, nhưng rốt cuộc là loại chiến loạn nào, người biết được không? Tiêu phàm lắc đầu, hai đầu lông mày toát ra vẻ nghi ngờ. Căn cứ vào điển tịch ghi lại, trước tổ sư đời thứ 36, điển tịch của vô cực môn căn bản là đầy đủ, văn chương thất lạc không nhiều lắm. Chẳng những cơ sở lục tương đại khái đầy đủ, cho dù là thiên nhân tương, trường sinh tương, và tạo hóa tương, được xưng là phi thăng tam tương, vẫn là có rất nhiều văn chương bảo tồn. Đến thời tổ sư thứ 36, tao mộ chiến loạn, làm cho đại lượng điển tịch thất lạc. Vô cực cửu tương thiên, từ đó về sau không được đầy đủ, nhất là phi thăng tam tương, hoàn toàn thất thiếu. Nhưng mà, dựa theo thời gian suy đoán, tổ sư đời thứ 36 hẳn là sống trong thời kỳ đường thịnh vượng, chính là thời điểm quốc gia hùng mạnh, xã hội ổn định. Cũng không có phát sinh chiến tranh quy mô lớn, điển tịch tại sao lại thất lạc trong thời chiến loạn chứ? Vấn đề này, tiêu phàm suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp, chỉ là bởi vì niên đại đã lâu, không thể chứng thực chân tướng của năm đó. Hơn nữa, phô cực môn qua nhiều thế hệ truyền nhân, đều coi việc tìm văn chương thất lạc về là nhiệm vụ của mình. Đối với nguyên nhân vì sao thất lạc, ai còn đi chú ý chứ? Văn chương bổn môn thất lạc là vì thần ma chi chiến. Ông lão áo bảo trắng vuốt dâu, nói ra một nguyên nhân khiến tiêu phàm trợn mắt há hốc mồm. Thần ma chi chiến, tổ sư, tiêu phàm đầy chán xám xịt, trước mắt kim tinh loạn mạo. Đối với cây ếch yêu ta ếch sợ của tiêu phàm, ông lão áo bảo trắng hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, vỉnh dâu lên, kỳ quái nói. Như thế nào, người ngay cả này cái cũng không biết sao chẳng lẽ bên trong thuật tàng không có ghi lại sao tiêu phàm mãnh liệt lắc đầu kỳ quái thật không biết hơn một nghìn năm này con cháu hậu bối lại phải trải qua mấy thứ đau khổ gì điền tịch bổn môn bị tổn thất quá nhiều ôi phàm là những lưu phái ngàn năm bất bại vạn năm không ngừng kế thừa nói chung nhất định là nhiều tai nạn được rồi nhóc con ta liền mơ hồ nói với ngươi một câu nói tới đây ông lão áo bảo trắng nhìn kỹ tiêu phàm một chút dường như đang lo lắng một vấn đề nào đó. Xin tổ sư dạy bảo, Tiêu Phàm kính cần nói. Vô cực môn chúng ta, thời kỳ viễn cổ là đại phái tu chân cực kỳ thịnh vượng, truyền thừa cực kỳ lâu, người biết không? Ông lão áo bảo trắng vừa mở miệng, lại khiến cho Tiêu Phàm bị choáng, vội vàng nói. Nhưng tổ sư, chúng ta không phải là truyền thừa tướng thuật sao? Là truyền thừa tướng thuật, nhưng cũng là môn phái tu chân, điều này có cái gì không ổn sao? thầy trò viên hỏa sơn, hoàng quan tử dựa vào tướng thuật tinh chuẩn mà nổi tiếng hậu thế. Thầy trò hai người đều là tu chân chi sĩ, người phải biết rằng, tướng thuật và tu chân, vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Đây là sáng tạo độc đáo của môn phái tu chân trung thổ chúng ta, cũng là nguyên nhân chủ yếu bị ma thần ma giới và minh giới ghen ghét. Tiêu phàm trong đầu loạn thành một đám, bất chấp lễ phép, cắt ngang lời ông lão áo bảo trắng, vội hỏi, tổ sư, vì sao môn phái tu chân trung thổ chúng ta bị ma thần ghen ghét từ xưa chính ta không cùng tồn tại tà phái ma thần không ngừng quấy nhiễu chúng ta tranh đấu không ngừng môn phái tu chân trung thổ khác với giáo sĩ phương tây trung thổ rất nhiều đại phái tu chân đều tinh nghiên thuật bói toán có thể tiên đoán cắt hung thời điểm đại chiến liền có thể có được tiên cơ đa số ma thần chuyển thế chưa kịp làm ác liền bị chúng ta bói ra tìm ra chân thân tức khắc gỡ yêu ta chết nếu không thế giới này sớm đã bị ma thần đảo điên biến thành a tỷ địa ngục rồi tuy rằng như thế một số đại ma đầu đạo hạnh cao thâm giỏi về dấu kín hành thích bói toán suy diễn thuật bình thường rất khó tìm ra chân thân chuyển thế của bọn chúng tiêu phàm lại đầu váng mắt hoa thậm chí ngay cả giáo sĩ phương tây đều xuất hiện rồi chẳng lẽ lúc đó giáo sĩ phương tây cũng đã cùng môn phái tu chân phương đông bù đắp nhau thịnh thời đường kỳ Phương Tây chẳng phải là bị vây vào thời kỳ trung cổ hắc ám. Ông lão áo bảo trắng không để ý tới sự kinh ngạc của hắn, tiếp tục nói, dường như một bức sử thi cuộn tròn khổng lồ đang từ từ triển khai ở trước mặt Tiêu Phàm. Rốt cục khiến hắn đối với rất nhiều bí mật của bổn môn có điều hiểu biết. Trước đây rất lâu, bất kể Trung Thổ hay là Phương Tây, nói chung có rất nhiều môn phái tu chân và càng nhiều tu chân chi sĩ nữa. Những tu sĩ này là lực lượng trung kiên chống ác ma chuyển thế thần ma chi chiến vẫn chưa từng ngừng nghỉ chờ một chút chờ một chút tổ sư tại sao con nghe những ác ma đó đều là người từ ngoài đến đương nhiên ma giới cũng tốt minh giới cũng thế hoàn toàn bất đồng với nhân giới chúng ta vốn là nước giếng không phạm nước sông chúng ta nơi này sở dĩ thần ma chi chiến kéo dài không dứt đó chỉ là bởi vì chúng ta vận khí không tốt cái gì gọi là vận khí không tốt ông lão áo bảo trắng liếc hắn một cái Thản nhiên nói. Bởi vì chính sử chúng ta ở mấy chỗ giao xoa không gian. Thế giới chúng ta sống, trải rộng lối đi không gian to nhỏ và tọa độ không gian. Thần ma giao chiến, tuy rằng cũng có đường khác có thể đi, nhưng thông qua những lối đi không gian là đường tắt gần nhất. Cho nên, ở thế giới của chúng ta, chẳng những có người tu chân nhân giới, cũng có ác ma và minh thần. Mọi người giao tập cùng một chỗ, đan sen, hỗn chiến không ngớt. Tiêu Phàm nuốt ngụm nước miếng, động tác này rất chướng tai gai mắt, ngày bình thường tiêu chân nhân cực kỳ chú trọng dung nhan, từ trước tới giờ chưa từng thất lễ như thế. Nhưng hiện tại đây hết thảy, đối với nhận thức trước kia của hắn gần như hoàn toàn đảo điên, thất lễ nho nhỏ này, ai còn để ý. Mãi cho đến hơn 100 năm trước, trận hỗn chiến này mới rốt cuộc dừng lại. Có kết quả rồi. Không có kết quả, thế giới trung thổ gần như hoàn toàn đánh hỏng, không ít lối đi không gian đều bị đánh cho sụp đổ, đại lượng linh khí tiết ra ngoài tài nguyên tu luyện của thế giới trung thổ hủy diệt hầu như không còn một số gần như hoang vu không hề thích hợp tu luyện đa số tu sĩ đều rời khỏi nơi này chỉ có số rất ít vừa mới nhập môn không thể không ở lại nói thí dụ như sư tổ của ta thiên minh tổ sư lúc trước kia chẳng qua chỉ là tiểu đồ đệ vừa mới bái nhập vô cực môn không bao lâu bởi vì nguyên nhân quá nhỏ thần ma đại chiến không có lan đến gần ông cũng bởi vì duyên cớ như vậy lối đi không gian toàn bộ sụp đổ Công lực của ông quá nhỏ bé, căn bản bước đi không xong. Lúc này mới đem y bát bổn môn truyền thừa xuống, Tiêu Phàm hoàn toàn không nói gì. Thiên Minh Tổ sư, tổ sư đời thứ 36 vô cực môn. Cũng chính là bắt đầu từ thời Thiên Minh Tổ sư, điển tịch vô cực môn liền thất lạc, không được đầy đủ. Rốt cuộc không nghĩ tới, lại là nguyên nhân này, một tiểu đồ đệ vừa mới mới nhập môn, còn không kịp học công pháp tướng thuật cao thâm, cả môn phái lại đột nhiên không thấy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lại bảo ông phải đi đâu để tìm lại đủ những điển tịch đó nếu lời của ông lão áo bảo trắng nói hết thảy đều là sự thật như vậy vô cực môn hiện nay chẳng qua chỉ là truyền thừa được một chút gia lông của truyền thừa tổ tông mà thôi bọn vương tiên tri hoàng sao chỉ là yêu nghiệt ma giới còn sót lại không biết ẩn núp ở nơi nào đến thời cơ thích hợp liền đầu thai chuyển thế nảy sinh mà tác loạn thật vất vả mới bị chúng ta tiêu diệt hết nhưng tổ sư vì sao sau khi vương tiên chi bị Giota ết chết đã hơn một nghìn năm lại bắt đầu quấy phá ông lão áo bảo trắng lắc lắc đầu hai hàng lông mày nhíu lại trầm giọng nói nguyên do trong đó ta cũng không rõ lắm nhưng trước đó không lâu ngươi có thể dùng càn khôn đỉnh hấp thu nhiều âm khí địa mạch tinh thuần như vậy dường như chứng tỏ linh mạch thiên địa nhị khí âm dương từng bị phá hư lại đang dần dần khôi phục đây cũng khó trách dù sao quá khứ hơn một nghìn năm rồi chẳng những linh mạch thiên địa có thể khôi phục, cho dù là lối đi không gian từng sụp đổ cũng đều có thể lại mở ra. Một thịnh thế có lẽ sắp đến. Tiêu Phàm không khỏi cười khổ. Nếu cái gọi là thịnh thế chính là thần ma hỗn chiến, sinh linh lầm than, thịnh thế như vậy, không cần đi. Hơn nữa, Tiêu Phàm sinh sống ở thế giới hiện hữu hơn 20 năm, mặc dù có rất nhiều chỗ không như ý, lại cũng không hy vọng hoàn cảnh sinh sống phát sinh thay đổi quá lớn. Ít nhất lúc này, coi như an ổn chỉ có điều, đại cục như vậy, tùy vào hắn đến quyết định sao. chương 590, Tàng Bảo Các của Thủy Tổ Tiêu Phàm đang muốn nói chuyện, một trận ầm ầm truyền đến, mơ hồ cảm thấy mặt đất đều đang không ngừng chấn động. Ông lão áo bảo trắng sắc mặt hơi biến đổi, hừ nói. Thằng nhãi này đã chết hơn một nghìn năm, chờ tái sinh, không ngờ so với trước kia càng thêm lợi hại. Là Vương Tiên Chi. Ừ, năm đó y vừa mới chuyển thế chưa lâu, mà lực chịu giam cầm rất lớn muốn tiêu diệt vẫn tương đối dễ dàng hiện giờ hấp thu đại lượng oan hồn oán khí tu vi tiến nhanh thật ra khó mà đối phó ông lão áo bảo trắng hai hàng lông mày gắt gao nhào lên tiêu phàm hỏi tổ sư ngay cả lão nhân ra người cũng không đối phó được y sao ông lão áo bảo trắng hử nói nếu là ta bản thể không bị trở ngại pháp bảo đầy đủ muốn gỡ yêu ta ít y cũng không coi là quá khó nhưng lão phu bản thể sớm hủ phá hư thân thể linh trải qua nhiều năm tiêu hao như vậy cũng đã quá yếu ớt thậm chí ngay cả rất nhiều chuyện cũng đã không nhớ nổi làm sao còn có thể tranh đấu với người chứ tiêu phàm giật mình kinh hãi nói tổ sư năm đó ngài là bản thể tiến vào trong càn khôn đỉnh sao đó là đương nhiên năm đó thế giới trung thổ tuy rằng gần như hoàn toàn tan vỡ cũng còn có một số chỗ để lại chút linh khí thiên địa có thể khu động, càn khôn đỉnh, mở ra không gian tu di, thân thể tiến vào. Truyền thừa vô cực môn chúng ta đã không có phi thăng tam tương, lại muốn được đạo trường sinh, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên thời điểm đại nạn giáng xuống, ta liền kiệt lực tìm được một nơi như vậy, mượn dùng vài món pháp khí bản mạng có uy năng tự nổ, cưỡng ép mở ra không gian tu di, thân thể tiến nhập trong đỉnh. Chỉ có điều sau đó, con cháu hậu bối các ngươi không hăng hái tranh giành can khôn đỉnh, thời gian dài không hấp thu được tinh hoa thiên địa, không thể tự hành tạo ra nhị khí âm dương. Trong không gian tu di khó có thể duy trì cho nhục thể của ta không bị mục, liền không thể không từ bỏ thân thể. Đem thần thức chuyển hóa thành thân thể linh, tiếp tục ở trong này. So sánh với thân thể, thân thể linh tinh hoa linh khí phải tiêu hao quả thật ít hơn nhiều. Nhưng hơn một nghìn năm trôi qua, tinh khí của thân thể linh này cũng tiêu hao không ít. Người nếu như đến chậm một chút, có lẽ sẽ không gặp được lão phu rồi tiêu phàm lập tức rất nhạy bén bắt được mấu chốt trong đó vội hỏi tổ sư lão nhân ngài ra nói là nếu ở chỗ linh khí thiên địa vô cùng tinh thuần không gian tu di của càn khôn đỉnh là có thể tùy ý mở ra dùng nạp thân thể tiến vào tùy ý mở ra đó là khả năng không lớn dù sao trải qua hơn một nghìn năm này linh khí thiên địa thế giới trung thổ có sự khôi phục muốn đạt tới trình độ trước thần ma đại chiến chỉ sợ cũng là mơ mộng hão huyền. Nhưng thời điểm điều kiện thích hợp, nếu pháp lực của người đủ hùng mạnh, ngẫu nhiên một lần mở ra không gian tu di, khiến thân thể tiến vào trong đỉnh, trái lại là có thể đấy. Tuy nhiên, tê thấy hạo nhiên chính khí của người luyện tập không được pháp, chân khí cả người chỉ có một bộ phận cực nhỏ mới có thể hóa thành pháp lực. Như vậy muốn mở ra không gian tu di, khó khăn thật không nhỏ. Ông lão áo bảo trắng nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhíu mi nói, dường như có chút buồn bực, Tổ sư, hạo nhiên chính khí này, hơn 20 năm gần đây, đệ tử vẫn là dựa theo sư phụ dạy bảo đến luyện tập đấy. Hình như cũng không có cái gì không ổn a. À. Ông lão áo bảo trắng lắc đầu, nói. Tôi đã từng nói, không biết là nguyên nhân gì, công pháp truyền thừa của hậu bối các ngươi lại thất lạc không ít. Dù sao hơn một nghìn năm này, thế giới bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra loại biến cố nào, lão phu hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến vẫn là duyên cơ chiến loạn không ngừng chỉ cần có chiến loạn sẽ có phát sinh không ngờ tiêu phàm không khỏi im lặng tổ sư nói không thể tinh chuẩn hơn hơn một nghìn năm chiến loạn thay đổi chưa từng thực sự sống an bình bao nhiêu ngày như vậy đi ta trước tiên truyền phương pháp tu luyện hạo nhiên chính khí chính xác cho ngươi ngươi tu luyện rất dụng công chân khí nội lực bản thân cực kỳ hùng hậu chỉ cần có thể chuyển hóa làm pháp lực chắc hẳn thế gian hiện giờ người có thể thắng được ngươi đã rất ít rồi trừ phi Tổ sư, trừ phi cái gì? Trừ phi một số yêu ma quỷ quái ngủ say nhiều năm, một lần nữa xuất thế. Không phải, bên ngoài liền có một quái vật như vậy đang gầm thét như sấm muốn tìm hắn suối quẩy. Tiêu phàm, người nhất định nhớ kỹ, vô cực môn chúng ta là đại tông thuật pháp trung thổ, lãnh tụ tông môn chính đạo. Trừ ma vệ đạo là bổn phận của chúng ta, mặc kệ thế cục gian nan cỡ nào, tình hình hiểm ác cỡ nào, chỉ cần có tả ma quấy phá, làm hại tứ phương, liền nhất định phải trừ hại cho dân bất cứ lúc nào chỗ nào vô cực môn và tà ma ngoại đạo thì không đội trời chung ông lão áo bảo trắng nghiêm nghị nói giọng điệu cực kỳ ác liệt vâng cần tuân tổ sư dạy bảo tiêu phàm tuyệt không dám quên tiêu phàm vái chào đến đất cao giọng đáp ông lão áo bảo trắng vui mừng gật gật đầu lập tức gương mặt nhất túc nhóc con nghe cẩn thận đây lập tức ông lão áo bảo trắng nói ra công pháp tu luyện hạo nhiên chính khí, tiêu phàm ngưng thần ghi nhớ. Trên đại thể, bộ công pháp mà ông lão áo bảo trắng truyền thụ này và công pháp mà tiêu phàm biết về cơ bản là giống nhau, chỉ có chỗ khác biệt rất nhỏ. Với thiên phú của tiêu phàm, cố nhiên tạm thời khó có thể tận hành lĩnh ngộ chỗ huyền diệu của bộ công pháp mới này, lại chỉ nghe xong hai lần, liền chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Tốt lắm, người quả nhiên thiên phú cực cao, mắt nhìn người của sư phụ người thực tại không kém được người hãy nghe cho kỹ lần nữa đây ta hiện tại truyền khẩu quyết khu động không gian tu di của càn khôn đỉnh cho ngươi dụng tâm nhớ kỹ tương lai nếu ngươi có cơ duyên đối với ngươi có chỗ rất tốt vâng tổ sư ông lão áo bào trắng vừa mới đem khẩu quyết đọc một lần bỗng nhiên lại là ầm ầm một trận nổ một thanh mạch đao không hề dấu hiệu từ trên trời giáng xuống bổ nát cửa phòng bao bộ xương khô quỷ vương huyền giáp bạch nhận uy phong lẫm liệt đứng ở ngoài cửa yêu ma này không ngờ đã gợi yêu ta ếch tới nơi này. Tiểu tử vô cực, xem ngươi còn chạy trốn tới đâu. Vừa nhìn thấy tiêu phàm, bộ xương khô quỷ vương lập tức mừng rỡ, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Đi! Không cho tiêu phàm nghĩ nhiều, ông lão áo bảo trắng kéo cổ tay của tiêu phàm, tay phải vung lên trên không trung, một hỗn độn đồ án tinh mỹ mạnh mẽ hiện ra. Tiêu phàm chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhộn nhạo, quanh người không khí căng thẳng. Khi đứng lại được, cảnh vật quanh người sớm nổi lên biến hóa. Mình và ông lão áo bào trắng đứng ở phía trước một động đá. Trong lúc cấp bách, tiêu phàm vẫn không kìm nổi nhanh chóng đánh giá một chút hoàn cảnh bốn phía. Chỉ thấy chung quanh hoa và cây cảnh sum xuê, núi giả đình hóng mát, mọi thứ đầy đủ hết, dường như là ở trong hậu hoa viên của một tòa nhà lớn nào đó. Ông lão áo bào trắng nói, không cần hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, vẫn là trong nhà của ta, tuy nhiên đã đến hậu viện chỗ này không gian tu di cũng không quá lớn, là nơi ở mà năm đó Đại Thiên Tôn đã khai tích ở trong bảo vật. Tiêu phàm lập tức lại mơ hồ một chút. Đại Thiên Tôn, Thủy Tổ Vô Cực Môn, Tổ Sư Đời Thứ Nhất Sáng lập ra môn phái, Vô Cực Thiên Tôn. Nơi này là chỗ tu chân lão nhân gia ông ta đã mở trong không gian tu di. Nhóc con, người nghe, hiện tại tình thế gấp gáp, ta chỉ chỉ dùng ảo thuật tạm thời ngăn cách hung ma ở bên ngoài, nhưng nơi này không gian tu di vốn cũng không lớn, thằng nhãi này pháp lực thâm hậu, vô cùng mạnh mẽ, bài trừ ảo thuật chỉ là vấn đề thời gian. Dùng không được bao lâu, nó sẽ gợi Iota S đến đây, đến lúc đó chúng ta trên cơ bản cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Tổ sư, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào khả thi sao? Tiêu phạm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trầm giọng hỏi. Có, nếu không, Tanh cũng sẽ không dẫn người tới nơi này. Nhưng, có thể tránh được một kiếp này hay không, còn phải xem vận khí của ngươi và ta như thế nào. Nhóc con, nhìn về phía trước. Tiêu phàm ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước mắt vẫn là cái động đá bình thường kia, trên cửa đá, vẽ một hỗn độn đồ, bề ngoài cũng vô cùng tầm thường. Nhưng mà tiêu phàm một chút ngưng thần, cảm thấy hoa mắt, hỗn độn đồ kia thủy vân dường như đung đưa. Tuy nhiên trong khoảng khắc, tiêu phàm còn có cảm giác đầu váng mắt hoa, dường như toàn bộ thần thức đều đang lay động, cũng bị hỗn độn đồ kia hút vào. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng trầm đục, mãnh liệt đề chân khí, cứng rắn đem thần thức rời khỏi hỗn độn đồ, thở phào một hơi, hoảng sợ nói: Tổ sư, đây là chỗ nào? Quả nhiên lợi hại, nhưng đầu đi, không dám tiếp tục đối nhau với cửa đá nữa. Ông lão áo bào trắng cười nhạt một tiếng, vuốt râu nói: Đó là đương nhiên, từ bút tích của Đại Thiên Tôn đến xem, nơi này là tàng bảo các của lão nhân gia. Tàng bảo các, đúng vậy. Trong này cất giấu loại bảo vật gì? Không biết. Không biết, tổ sư chưa từng đi vào sao? Tiêu Phàm lại có chút choáng. Ta nếu như đi vào, làm gì còn ở nơi này vô nghĩa với ngươi. Trực tiếp dẫn ngươi đi vào không phải là được rồi, ngươi nghe, qua nhiều năm ta nghiên cứu như vậy, cửa chính tàng bảo các này kỳ thật không có huyền cơ gì. Mấy đạo cấm chế đều rất đơn giản, nhưng mà, muốn dùng cậy mạnh bài trừ, trừ phi tu vi ở trên đại thiên tôn, nếu không tuyệt không có khả năng hiện tại ta đi giữ chân tên hung ma kia người ở nơi này nghĩ biện pháp tiến vào bên trong nơi này nếu là tàng bảo các của đại thiên tôn chắc hẳn sẽ có bảo vật hiếm có chỉ cần ngươi có thể lấy ra một thứ đồ tin tưởng đủ để đối phó cái tên hung ma kia tiêu phàm lại một lần nữa hoàn toàn không nói gì khó trách tổ sư ra nói phải đánh cuộc vận khí nhưng nghe ông vừa nói như vậy tỷ lệ trúng thưởng này cũng thấp quá đi tổ sư lão nhân ngài ra nghiên cứu hơn một ngàn năm đều không thể phá giải ảo diệu trong đó. Lúc này thời gian cấp bách như thế, đệ tử làm sao có thể có năng lực như vậy? Cho dù tôi so với ngài thông minh một ngàn lần, lão nhân gia người nghiên cứu hơn một nghìn năm đều không thể khả thi, như thế nào cũng phải cho tôi một hai năm thời gian chứ. Tuy nhiên, con quỷ vương ở bên ngoài kia sẽ không đồng ý cái phương án này. Ông lão áo bảo trắng sắc mặt trầm xuống, không hài lòng nói. Thiệt thòi ngươi là người tu đạo, chẳng lẽ không hiểu được, Thế gian hết thảy đều là duyên, vô duyên không thể cưỡng cầu, hữu duyên lại cũng không có thể chối từ. Tổ sư, ngay vào lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng nổ long trời lở đất và tiếng giống giận của bộ xương khô quỷ vương. Xem ra người này là quyết định muốn gây phiền phức cho Tiêu Phàm rồi. Trước mắt bóng trắng chợt lóe, lập tức liền mất đi bóng dáng ông lão áo bảo trắng. Nhóc con, từ ngàn năm nay, ngoại trừ lão phu ngươi là truyền nhân vô cực duy nhất tiến vào không gian tu di của Đại Thiên Tôn. Sự tình hôm nay cấp bách, ngươi nhất định phải tin tưởng, mình chính là người hữu duyên. Giọng nói của ông lão áo bảo trắng xa xa truyền đến, rất mờ mịt. Tiêu phàm không khỏi lại lắc đầu cười khổ. Bất kể hắn có phải người hữu duyên hay không, liền vào thế cục lúc này, giống như ông lão áo bảo trắng đã nói, ngoại trừ đánh cuộc một lần vận khí của mình, hắn cũng không có lựa chọn khác. Audio điện tử võ tấn bền. chương 591, viêm linh chi đao. Tiêu phàm lại đối mặt với cửa đá, trong mắt lục mang lóng lánh, vận khởi thiên nhãn thần thông. Mặc dù tiêu phàm đã có thể xác định, bản thân lúc này là trạng thái thân thể linh, nhưng lại cũng không gây trở ngại hắn sử dụng thiên nhãn. Dưới cái nhìn chăm chú của thiên nhãn, hỗn độn đồ án trên cửa đá vẫn đang không ngừng lay động. Tiêu phàm cũng không lại có cảm giác đầu váng mắt hoa nữa, nhưng mà muốn hoàn toàn thấy rõ ràng hỗn độn đồ, phá giải cơ mật bên trong cấm chế đó, cũng là không có đầu mối. Nếu coi hỗn độn đồ này như một mê cung mini, muốn phá giải mê cung này, một chút thời gian là tuyệt đối không đủ. Vấn đề ở chỗ, Tiêu Phàm hiện tại chính là thời gian không đủ. Bộ xương khô quỷ vương nếu phá vỡ ảo thuật, gờ ít đến nơi đây, phỏng chừng không cần bao lâu thời gian. Tiêu Phàm đơn giản đóng hai mắt lại, thần niệm lực bay vọt ra bao vây về phía hỗn độn đồ trên cửa đá. Ông lão áo bào trắng Tạ Thanh Dương vừa rồi đã nói, cấm chế trên cửa đá này cũng không phức tạp, phải phá giải khó khăn cũng không lớn. Bởi vì hắn không phải người hữu duyên, liền không vào được. Vô cực thiên tôn lưu lại cấm chế, sao có thể thật sự đơn giản như thế? Nhưng phát triển kế tiếp của sự tình lại ngoài dự liệu của Tiêu Phàm. Phá giải cấm chế, không ngờ thật sự vô cùng đơn giản thần niệm lực vừa mới bao trùm hỗn độn đồ không bao lâu hoa văn vốn không ngừng giao động hỗn độn đồ mơ hồ không rõ bỗng nhiên liền trở nên rõ ràng tiêu phàm gần như là lập tức liền đọc hiểu được nội hàm chất chứa bên trong hỗn độn đồ này ngay sau đó hỗn độn đồ lại nổi lên một trận giao động giống như hoa văn từ giữa phân thành hai nhìn qua cửa đá vô cùng nặng nề từ từ mở ra một khe hở nhỏ một cỗ sáng bóng dịu dàng từ trong khe hở thẳng thấu mà ra tiêu phàm không khỏi mừng rỡ không cần suy nghĩ bước đi về phía trước từ trong cửa đá mở một nửa phiêu nhiên mà vào tiêu phàm vừa mới đi vào thạch động phía sau một tiếng vang nhỏ cửa đá hờ khép lại khép kín hết thảy trong đình viện bên ngoài lập tức ngăn cách ở bên ngoài tiêu phàm cũng khó có thể cảm giác xem ra thạch động này là một không gian độc lập xây dựng bên trong không gian tu di sự thần kỳ của bảo vật thật sự là tinh diệu tới cực điểm tiêu phàm cưỡng chế kinh hãi trong lòng bắt đầu đánh giá tình hình bên trong thạch động. Lại một mê cung, chỉ thấy trước mắt là một lối đi thẳng tắp, cuối lối đi là vách tường màu trắng lấp kín. Hai bên lối đi lại có hai lối đi đi thông tới phương hướng khác, sang khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó lý giải rõ ràng. Tất cả vách tường, đều là dùng lại ngọc thạch trắng nào đó xây thành. Tiêu phàm không khỏi ngầm cười khổ một tiếng, hiện giờ bên ngoài tình hình khẩn cấp như thế, hắn lại phải ở chỗ này phá giải mê cung. Mặc dù nói, Tiêu Phàm ở trên trận pháp có trình độ cực kỳ cao, nhưng mê cung trong thiên hạ biến hóa hàng nghìn hàng vạn, ai dám ba hoa nói bất luận là mê cung gì mình cũng có thể tức khắc phá giải. Nếu tiến sĩ Phong Yêu Yêu ở trong này thì tốt rồi, phá giải mê cung, đó là một thiên tài. Tiêu Phàm lập tức lắc đầu, đem ý niệm không thực tế này quăng ra khỏi đầu, cũng không có vội vã đi về phía trước, trước tiên thử thăm dò, đưa tay sờ sờ vào vách tường bạch ngọc bên người. Vào tay trắng mịn, Hơi có một tia băng hàn, thời gian ngón tay đặt lên trên đó càng lâu, băng hàn càng rõ. Tiêu Phàm không có thử dùng man lực đi phá hư vách tường bạch ngọc này. Đây là cấm địa mà thủy tổ bổn môn để lại, làm sao có thể vô lễ như thế? Hơn nữa, cho dù là hắn muốn dùng man lực, thì vách tường bạch ngọc này cũng nhất định sẽ không đơn giản như vậy mà bị phá hư. Mặc dù Tiêu Phàm tạm thời không cảm giác được lực cấm chế tồn tại trên vách tường nhưng không có nghĩa là nơi đây thật sự không có cấm chế khác tu vi của mình so sánh với thủy tổ thật sự là khác nhau một trời một vực tiêu phàm chậm rãi đi về phía trước từ bên cạnh ngã ba thứ nhất trực tiếp đi qua không có nửa phần dừng lại đi thẳng đến chỗ ngã ba thứ hai mới quẹo phải tiếp tục hướng trước lần này hắn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình thanh dương tổ sư rõ ràng từng nói xem duyên phận cái gọi là duyên phận ở trong mắt người bình thường chính là đánh cuộc vận khí đối với tiêu phàm mà nói có lẽ còn phải trộn lẫn một chút trực giác như vậy mặc dù vô cùng mơ hồ nhưng mà chỉ cần có một chút cảm giác khác thường như vậy là đủ rồi ở ngã ba thứ hai quẹo phải không bao xa tiêu phàm liền dừng bước ở trước mặt hắn đã không có đường ra lại là một cửa đá vắt ngang ở phía trước trên cửa đá là hỗn độn đồ giống nhau như đúc tiêu phàm theo lệ hành động hai mắt khép hờ Thần niệm lực trực tiếp thăm dò. Lần này, hỗn độn đồ hiện ra lại cũng không phải là đồ án mê cung mini. Cửa đá càng không có tự động mở ra, mà ở trên cửa đá, dần dần hiện ra một bóng người mơ hồ. Bóng người này lúc đầu mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng, cao chừng một thước, liền khảm ở bên trong hỗn độn đồ. Toàn thân liệt hỏa hừng hực, rực rỡ đẹp mắt. Hỏa Diệm tiểu nhân mạnh mẽ mở hai mắt ra, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Phàm một cỗ khí thế hung bạo không nói ra được đập vào mặt tiêu phàm quát to một tiếng lập tức mở hai mắt ra trước mắt rỗng tuếch ngoại trừ một cái cửa đá một hỗn độn đồ như hoa văn đang không ngừng dao động không có cái gì khác hỏa diệm tiểu nhân ở đâu ra chứ tiêu phàm khẽ thở vào một cái ngưng thần tưởng tượng lại nhắm hai mắt lại lực thần niệm thăm dò hỏa diệm tiểu nhân quả nhiên lại đang hiện lên vẫn hung tợn nhìn chăm chú lại đây tựa hồ đối với tiêu phàm có thù hận thấu xương lúc này đây tiêu phàm không có lùi bước vận khởi lực thần niệm đối diện với hỏa diệm tiểu nhân hỏa diệm tiểu nhân càng thêm phẫn nộ miệng hít kha z z hí z z một tiếng kêu to giơ tay phải lên một thanh trường đao màu đỏ hiện ra thanh trường đao này hình dạng cùng loại với đường đao nhưng dài hơn so với đường đao trên tỷ lệ cũng rộng hơn vài phần dài ngắn gần như giống với bản thể hỏa diệm tiểu nhân vậy hơn nữa phía trên lưỡi dao, ngọn lửa hừng hực, nhìn qua diễm lệ vô cùng, cũng yêu dị vô cùng. Bá, hỏa diệm tiểu nhân hai tay nắm ở hỏa diệm trường đao, giơ lên cao, bỗng dưng bổ về phía tiêu phàm. Mặc dù là giao chiến trong đầu, tiêu phàm lại rõ ràng cảm nhận được trên hỏa diệm trường đao này mang theo uy lực hùng mạnh. Cái loại thô bạo và yêu dị này, làm cho người ta kinh hãi. Một khi bị đánh trúng, tiêu phàm tuyệt không hoài nghi thần trí của mình lập tức sẽ bị thương nặng, thậm chí bị hỏa diệm tiểu nhân này một đao gỡ yêu ta chết. Liền vào lúc này, tiêu phàm trong óc tự nhiên hiện ra pháp tướng tu luyện tu la đạo, luân hồi tương. Dường như trong tiềm thức cảm thấy, pháp tướng tu luyện tu la đạo rất có thể là khắc tinh của hỏa diệm tiểu nhân. Trong giây lát, hỏa diệm trường đao liền bổ tới trước mắt tiêu phàm, tiêu phàm không khỏi không trần chừ. Lúc này hét lớn một tiếng, thân mình vặn vẹo thành một hình dạng kỳ quái, hỏa diệm trường đao khó khăn bổ tới thân thể của hắn một đao thất bại, hỏa diệm tiểu nhân dường như càng thêm phẫn nộ. Hít kha zz hí zz kêu to, hai tay múa đao, lại là một đao bổ tới. Tiêu phàm cũng không yếu thế, tu la đạo lục pháp tướng vừa diễn biến, tay không chiến đấu với hỏa diệm tiểu nhân. Cũng không biết đại chiến bao nhiêu lâu, hỏa diệm tiểu nhân vẫn không làm gì được tiêu phàm, không khỏi nôn nóng, lại giơ cao trường đao lên, đem kinh lực cả người đều rót vào trong đao. Trên hỏa diệm trường đao, cuồn cuộn, khí tức trên thân hỏa diệm tiểu nhân, lại một lần suy yếu rất nhiều. Ngọn lửa vốn không ngừng quay cuồng bốc hơi trên thân, chỉ còn lại ngọn lửa nhẹ nhẹ, dường như bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tan. Viêm linh chảm. Hỏa diệm tiểu nhân gầm lên giận dữ, trường đao chói mắt, bổ xuống đầu. Tư thế kia cực kỳ giống, nghênh phong nhất đao chảm, mà liễu sinh hùng nhất từng thi triển. Uy mãnh hống hách, khí thế kinh người. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, chân nhún một chút, thân mình giống như tên rời cung, bắn thẳng đến phía trước. Tay phải ngưng tụ kinh lực toàn thân, một quyền đảo ra. So với chiêu số lúc trước hắn phá giải, nghênh phong nhất đao chảm, không có gì khác mấy. Chẳng qua lúc này đây, mục tiêu công kích của tiêu phàm không phải thanh hỏa diệm trường đao, mà là trực tiếp đánh tới ngực của hỏa diệm tiểu nhân. Ở trong thần thức hải, thân thể của tiêu phàm cũng biến ảo thành hỏa diệm tiểu nhân, chiều cao lớn nhỏ, đúng là thế lực ngang nhau kết quả cũng không bất ngờ hỏa diệm tiểu nhân kia trường đao bổ vào không trung hai tay ở bên ngoài đã tê không kịp thu hồi tiêu phàm một quyền thật mạnh ở giữa ngực hỏa diệm tiểu nhân hỏa diệm tiểu nhân một tiếng thét chói tai thân thể nho nhỏ giống như gặp phải sấm đánh xa xa bay ra ngoài người trên không trung oán hận vô cùng nhìn chằm chằm tiêu phàm thân hình liền là hóa thành nhiều ánh hồng quang tiêu tan trong vô hình hỏa diệm trường đao mất chỗ dựa phóng lên cao Ngọn lửa trên lưỡi đao lập tức tàn lụi, cũng giống với hỏa diệm tiểu nhân, hóa thành nhiều điểm tinh quang màu đỏ, biến mất vô tung. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trong thần thức hải một trận kịch liệt bốc lên, trong phút chốc đầu đau muốn nứt, thiếu chút nữa một phát ngã ngồi, vội vươn tay tựa vào vách tường bạch ngọc bên cạnh. Hạo nhiên chính khí vận chuyển ba vòng thiên, mới miễn cưỡng ép cổ đau đầu vô cùng kịch liệt xuống, chậm rãi đứng thẳng người. Tiêu Phàm biết, đây là bởi vì lực thần niệm tiêu hao quá mức. Vừa rồi giao phong với Hỏa Diệm tiểu nhân, bề ngoài xem đây là ảo giác. Tiêu Phàm lại rất rõ ràng, nếu như mình không thể thắng, chỉ sợ cũng không phải là không thể mở cửa đá đơn giản như vậy, thần thức bị thương nặng gần như là tất nhiên. Trong không gian tu di thần bí khó lường này, bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối không thể phớt lờ. Ngay tại lúc Hỏa Diệm tiểu nhân bị đánh bại, cửa đá cũng chậm rãi mở ra. Lúc này không phải nứt ra một khe hở, mà là hoàn toàn mở ra dường như là dùng loại phương thức này để tỏ vẻ hoan nghênh Tiêu Phàm, người chiến thắng này. Tiêu Phàm hít sâu sâu một hơi, ổn định tinh thần suy nghĩ, lúc này mới chậm rãi đi vào. Vừa mới đi vào bên trong cánh cửa, một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn nghênh diện đánh tới. Tiêu Phàm bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa bị sóng nhiệt đẩy một phát bổ nhào. Vội vàng chợt lóe sang bên cạnh, mới tránh né được sóng nhiệt tập kích. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trong cửa đá là một gian ngọc phòng vách tường bốn phía đều là bạch ngọc xây thành so với lối đi bên ngoài là cùng một loại chất liệu ngọc phòng ở giữa lập một đỉnh to lớn ba chân mà đứng trong đỉnh lửa cháy hừng hực một thanh trường đao dài đến hơn một trường cắm ở giữa đỉnh lớn toàn thân hiện lên màu đỏ tươi trên lưỡi đao lửa cháy cuồn cuộn so với trường đao ngọn lửa mà vừa rồi ngọn lửa tiểu nhân vận dụng ngoại hình giống nhau như đúc chỉ có điều lớn hơn vô số lần mặc dù tiêu phàm lúc này không phải thân xác chỉ là thân thể linh do thần thức động thành, đứng ở xa cũng hiểu được sóng nhiệt kinh người. Toàn thân khô nóng khó chịu, rất không thoải mái. Tiêu Phàm bất chấp điều này, cẩn thận đánh giá thanh trường đao uy phong lẫm lẫm này vài lần, lại cúi đầu nhìn lại đỉnh lớn. Phía mặt đỉnh đối diện với cửa đá kia, khác rõ bốn chữ to. Viêm Linh Chi Đao, chương 592, định bảo. Thanh trường đao uy phong lẫm lẫm, sát khí kinh người này tên là Viêm Linh Chi Dao. Như vậy, viêm linh chỉ đao vừa rồi múa may ở trong thần thức hải, liều chết đấu với mình, chính là viêm linh. Có vẻ trên quyển cổ tịch nào đó mà tiêu phàm đã từng xem, có ghi chép tương quan với viêm linh. Chỉ có điều bởi vì thời gian trôi qua khá lâu, tiêu phàm lại là tùy tay lật xem, đối với một đoạn ghi chép này, cũng không phải là rõ ràng như vậy. Cũng may không cần tiêu phàm hao tâm tốn sức suy nghĩ, hoa văn khắc trên đỉnh lớn này đã trực tiếp giải trừ mê hoặc cho hắn hạo nhiên chính khí lưu chuyển, bảo vệ toàn thân tiêu phàm, chậm rãi hướng về đỉnh lớn lửa cháy cuồn cuộn, ánh lửa hừng hực đem toàn thân tiêu phàm nhuộm thành màu đỏ tươi diễm lệ đến cực điểm. Bên cạnh bốn chữ to, viêm linh chi đao, khác rõ một số văn tự tương đối nhỏ, phong cách cổ giạt rào, không ngờ là văn trung đỉnh, cũng chính là một loại đại triện văn tục xưng Cũng may văn trung đỉnh không làm khó được tiêu phàm, trên cơ bản hắn đều có thể nhận thức toàn bộ. Cho dù là văn giáp cốt thời kỳ mông muội tiêu phàm cũng có thể nhận ra được tám chín phần. Tiêu phàm đoán không sai, viêm linh chi đao, này chính là binh khí viêm linh sử dụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm, thiên chi nam hữu địa hỏa, dựng dục ly hỏa chi tinh, thị vi viêm linh. Hoa văn trung đỉnh này ghi chép câu chuyện phát sinh ở thời kỳ viễn cổ. Trước đây rất lâu, địa hỏa phía nam dựng dục ra một loại tinh linh liệt hỏa, chính là yêu linh trong lửa, thần thông quảng đại, người phương nam chịu đau khổ. Trong khi đó, vô cực thiên tôn tu luyện thành công, nhận lời mời của bộ lạc địa phương, đi phía nam, xâm nhập địa hỏa, đại chiến với viêm linh. Lấy binh khí bằng đao, dùng địa hỏa chi tinh, tẩm bổ dựng dục đến nay. Vì vậy được xưng là hỏa diệm đao. Nói cách khác, viêm linh là yêu linh trong lửa bị vô cực thiên tôn chém gỡ yêu ta Căn cứ hoa văn mà suy đoán, khi đó, vô cực thiên tôn hẳn là vừa mới trên tu chân chi đạo có được một chút thành tựu, chưa chính thức khai tông lập phái. Tương đối mà nói, Viêm linh này thực sự không phải là đối thủ dũng mãnh nhất mà Vô Cực Thiên Tôn gặp phải. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phàm thầm kêu may mắn. May mắn hắn giao chiến trong thần thức hải chính là ảo giác của Viêm linh. Nếu là yêu vật khác dũng mãnh hơn, dù là ảo giác bảo tồn hàng ngàn năm, uy năng giảm mạnh, chỉ sợ mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tính mạng nguy ngập, lại càng không cần phải nói đi vào không gian này rồi. Lại nghĩ lại, Tiêu Phàm lập tức liền nghĩ đến viêm linh chi đao này có lẽ ở trong mắt vô cực thiên tôn chỉ là chiến lợi phẩm nào đó nhưng đối với tiêu phàm hắn mà nói cũng tuyệt đối có thể nói là thần binh lợi khí hơn nữa ví dụ chứng minh người thắng sử dụng chiến lợi phẩm tiếp tục tác chiến yêu iota ít địch nhiều vô cùng mấy chục năm trước thiết lưu dũng mãnh màu đỏ kia của triều đại thái tổ thống soái sử dụng đại đa số đều là vũ khí thu được dường như so với vũ khí mình đầu sử dụng ban đầu uy lực lớn hơn nhiều chỉ có điều viêm linh chi đao này tẩm bổ trong hỏa chi tinh, sóng nhiệt cuồn cuộn, tới gần chút liền cảm thấy khó chịu, lại làm thế nào mới có thể thu nhận cho mình dùng. Tiêu phàm không chút nghi ngờ, bản thân mình nếu như muốn cưỡng ép thu nhận thần binh viễn cổ này, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị ly hỏa phương nam nóng cháy này bốc hơi sạch sành xanh. Tiêu phàm trong lòng đầy nghi vấn, vòng quanh đỉnh lớn một vòng, lại không phát hiện có gợi ý đặc biệt. Dùng hạo nhiên chính khí thử một chút, pháp lực bắn ra vô thanh vô tức bị hỏa diệm đao thu đi, không có nửa phần động tính. Nhìn lại Ngọc Phòng, ngoại trừ chỗ đỉnh lớn này, và viêm linh chi đao dựng dục tẩm bổ trong đỉnh, bốn vách tường trống trơn, không còn những vật khác. Tiêu phàm lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía trường đao to lớn chiếu lấp lánh bên trong, trong hai mắt lửa cháy bốc hơi, ánh hào quang nóng lánh, thi triển thiên nhãn thần thông, ra. Chỉ thấy bề ngoài viêm linh chi đao hừng hực lửa cháy, mơ mơ hồ hồ hiện ra mấy cái đồ hình kinh hồng thoáng nhìn liền biến mất nhưng mà tiêu phàm lại thấy rõ ràng những đồ hình này cũng là văn trung đỉnh lần thứ nhất chợt lóe mấy hàng trung đỉnh văn ngay sau đó lại xuất hiện đại triện thứ hai nhìn đến đây tiêu phàm không khỏi vừa mừng vừa sợ những văn tự này rõ ràng chính là nói cho hắn biết làm thế nào để nắm bí quyết pháp môn viêm linh chi đao trong tay dựa theo lời nói hiện đại mà nói đây là bản thuyết minh sử dụng viêm linh chi đao chỉ có điều bản thuyết minh này cũng không tránh khỏi thiết kế có chút cao đoan đại khí. Giả dụ tiêu phàm không có tu luyện, thiên nhãn thần thông, hoặc là không xem hiểu văn trung đỉnh, cho dù đến nơi này, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, dương mắt nhìn viêm linh chi đao. Bí quyết pháp môn của viêm linh chi đao thể hiện chỉ có hơn 10 từ ngắn ngủn, chỉ nhìn một lần, tiêu phàm đã nhớ kỹ. Lúc này một tay nắn bí quyết, thi triển pháp quyết này ra. Tật, tiêu phàm gào to một tiếng, ngón giữa tay phải chỉ một kích, một đạo pháp lực vô cùng hùng hồn bắn thẳng về phía viêm linh chi đao lúc này đây pháp lực không giống như trâu đất xuống biển nữa hỏa diệm đao to lớn bỗng nhiên chấn động chợt kêu lên một tiếng sắc nhọn từ trong đỉnh lớn bay lên trời hóa thành một con rồng lửa bay lộn ở trong ngọc phòng dương nanh múa vuốt dường như muốn đoạt môn mà chạy trong nháy mắt viêm linh chi đao rời khỏi đỉnh lớn ngọn lửa vốn hừng hực thiêu đốt trong đỉnh lớn chợt tắt trong khoảng khắc liền trở nên lạnh băng băng màu sắc của đỉnh lớn cũng từ đỏ tươi biến thành xanh đen nhìn qua đen kịt không còn một chút linh tính tiêu phàm hai mắt nhìn chằm chằm hỏa diệm đao như du long giữa không trung miệng thì thào niệm chú tay phải năm ngón tay luân phiên từng đạo pháp lực không ngừng bắn vào trong đao viêm linh chi đao mặt ngoài quay cuồng lửa cháy dần dần trở nên ảm đạm thân đao dài đến hơn một trượng đã thu nhỏ lại một chút định tiêu phàm lại quát lạnh một tiếng hỏa diệm đao đang bay lộn không ngừng mạnh mẽ cố định ở giữa không trung lửa cháy trên thân đao biến mất hầu như không còn độ lớn cũng na ná giống đường đao bình thường dài chừng nửa thước thân đao bày biện ra màu đỏ sập như thể là màu của miếng sắt sau khi nung đỏ dần dần nguội lạnh nhưng thật ra màu sắc có vài phần tương tự với yên chi kiếm của uyển thiên thiên chỉ có điều nhìn qua toàn bộ tạo hình so với yên chi kiếm uy mãnh hơn nhiều tiêu phàm yên lặng nhìn giữa không trung trường đao một lát lúc này mới nâng tay khẽ vẫy viêm linh chi đao kêu to một tiếng ngoan ngoãn bay về phía tiêu phàm tiêu phàm khẽ vươn tay bắt được chuôi đao rất nặng với nội lực mạnh mẽ của tiêu phàm phải một tay vận dụng thanh trường đao này cũng không phải làm không được nhưng nếu muốn uy lực của trường đao phát huy đến mức tận cùng tốt nhất là có thể hai tay vận đao tựa như đông đảo kiếm tiêu phàm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng lại đánh giá bốn phía chẳng những đỉnh lớn đã trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí trong ngọc phòng tựa hồ cũng đã không còn linh tính. Vách tường bạch ngọc vẫn trắng nõn, nhìn qua lại vô cùng đờ đẫn, rốt cuộc cũng không còn bảo quang lưu chuyển linh động như lúc trước nữa. Xem ra gian ngọc phòng này là chuyên môn giam cầm viêm linh chi đao, hiện giờ viêm linh chi đao một lần nữa nhận chủ, bị tiêu phàm đạt được, gian ngọc phòng coi như là công thành lui thân rồi. Đương nhiên, viêm linh chi đao này dù sao cũng là binh đao đến từ thời đại viễn cổ, vì thần khí bản mạng của Ly Hỏa chi tinh, Tiêu Phàm mặc dù nắm giữ pháp bí quyết, thật muốn phát huy uy lực toàn bộ hỏa diệm đao, trong thời gian ngắn nhất định là cuồng dại ảo tưởng. Viêm Linh chi đao Tiêu Phàm cầm trong tay gời khỏi gian phòng ngọc phòng hoàn toàn biến mất linh tính này, hướng về một lối đi khác. Tàng bảo các này của Vô Cực Thiên Tôn khẳng định không chỉ có một món bí bảo như vậy, Tiêu chân nhân tuy rằng cũng không phải lòng tham vô đáy, nhưng nếu vào bảo sơn, bất kể là ai đều mơ tưởng lấy nhiều thêm một ít báu vật liền vào lúc này một tiếng hét nổi giận điên cuồng xuyên thấu qua cửa đá truyền vào ngay sau đó toàn bộ thạch động đều bị chấn động ù ù tiêu phàm sắc mặt hơi đổi bên ngoài thạch động ông lão áo bảo trắng hiện thân ngay sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện ở chỗ cách hắn không xa chính là bộ xương khô quỷ vương mà vương tiên chi biến thành hai tay nắm lấy mạch đao nặng sáng như tuyết trong mắt ma chơi lóng lánh gắt gao nhìn thẳng ông lão áo bảo trắng miệng phát ra tiếng cười ong ong chạy a, à, người chạy nữa a, à, ta xem người còn có thể chạy đi đâu. Bộ xương khô quỷ vương cười cực kỳ đắc ý. Ha ha, ha ha ha, tả thanh dương, lão bất tử này, cũng có ngày hôm nay. Ông lão áo bảo trắng lạnh lùng nhìn y, sắc mặt xám xịt, khóe miệng vẫn mang theo ý cười châm chọc, lạnh lùng nói. Vương tiên tri, năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta. Cho dù lão phu hiện tại đặc biệt suy yếu, người muốn thắng ta, cũng không dễ dàng như vậy tuy rằng ngươi là ma đầu chuyển thế, nhưng trong cái thế giới này, ngươi vẫn chính là một tên giặc cỏ mà thôi. Đều chết hết hơn một nghìn năm rồi, nghĩ đến còn có cơ hội cá ướp muối trở mình sao? Vậy sao, ngươi lão bất tử kia, đã chết đến nơi rồi còn mạnh miệng? Bản đại tướng quân không thèm rông dài với ngươi, liền tiễn ngươi xuống âm phủ. Ha ha, lão già kia, đến đó rồi, sẽ có người tiếp đón ngươi. Chịu chết đi. Bộ xương khô quỷ vương giống to một tiếng, hai tay giơ mạch đao lên cao, trên mũi đao, màn xương đen cuồn cuộn, oán khí ngút trời. Mắt nhìn mạch đao vô cùng sắc bén, trong mắt ông lão áo bảo trắng cực kỳ nhanh hiện lên một chút sợ hãi. Nếu như là hơn một nghìn năm trước, thời kỳ ông ta đang lúc toàn thịnh, chỉ là một tên giặc cỏ không coi là cái gì, cho dù là ma đầu chuyển thế, cũng không khiến tạ thanh dương chân nhân coi trọng. Năm đó, bộ đội sở thuộc của Vương Tiên Chi bị tăng nguyên dụ vây quanh tiêu diệt, Khả năng đoán trước của Tạ Thanh Dương có tác dụng mấu chốt nhất. Nếu không, với sự rào hoạt âm hiểm của Vương Tiên Tri, chỉ sợ sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy quan quân. Chỉ có điều hiện tại, Tạ Thanh Dương thân thể sớm hủy, đến thân thể linh cũng đã cực kỳ suy yếu. Trái lại Vương Tiên Tri, lại đang thời kỳ thượng thăng. Mặc dù vì lý do bị đánh thức dậy quá sớm, còn xa mới đạt tới thời kỳ chiến lược toàn thịnh, thì cũng đã không phải là đối thủ Tạ Thanh Dương có thể đối kháng được ảo thuật mà tạ thanh dương bố trí bị bộ xương khô quỷ vương nhất nhất bài trừ hậu hoa viên này đã là trận địa cuối cùng của không gian tu di nho nhỏ này tạ thanh dương không thể lui được nữa không kìm nổi vọng tới thạch động bên kia không hề có động tĩnh gì tuy nhiên ở trong này không nhìn thấy tiêu phàm tạ thanh dương an tâm tối thiểu tiêu phàm đã trốn vào thạch động chắc hẳn vương tiên chi có khó lường hơn nữa cũng chỉ là một quỷ linh nho nhỏ mà thôi cũng quả quyết phá không giải được tàng bảo các mà vô cực thiên tôn lưu lại. Tuy rằng so với tạ thanh dương giờ phút này mà nói, bộ xương khô quỷ vương hùng mạnh tuyệt luân, gần như không thể chống đỡ. Nhưng so sánh với vô cực thiên tôn, vương tiên chi còn xa không đủ trình. Yêu ma cấp thấp nhất mà vô cực thiên tôn gợi yêu ta diệt lúc trước, cũng không phải vương tiên chi có thể sánh bằng. Hoàn toàn không ở trên một cấp bậc. Bộ xương khô quỷ vương đương nhiên không biết, trong hậu hoa viên này còn giấu giếm huyền cơ hai tay múa may mạch đao, hung tuận đánh về phía ông lão áo bảo trắng. chương 593, nhất trảm trị uy. Đối mặt với quỷ vương hung hãn tuyệt luân và mạch đao đồng dạng hung hãn, ông lão áo bảo trắng thấy không thể cứng rắn chống đỡ, lập tức thi triển thân pháp thượng thừa, phiêu nhiên trốn tránh. Xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Bộ xương khô quỷ vương lớn tiếng giống giận, mạch đao múa may quay cuồng trong không trung. Trong phút chốc hắc khí cuồn cuộn, đem phạm vi mấy trượng xung quanh đều bao phủ ở bên trong. Thực lực của đối thủ và mình kém quá xa, cuộc chiến này dự là đánh đặc biệt lanh lẹ, chỉ cần để ý tiến công, hoàn toàn không cần phòng thủ. Một tiếng, suy, vang nhỏ. Ông lão áo bảo trắng kêu lên một tiếng trầm đục, từ bên trong sương mù phiêu nhiên mà ra. Trên chiếc áo trắng trước ngực xuất hiện một vết thương đen thùi dài hơn thước. Ông lão áo bảo trắng giờ phút này là thân thể linh, đương nhiên không có máu tươi chảy ra tuy nhiên có thể nhìn ra được, thân thể linh của ông ta bị thương không nhẹ, hơi thở so sánh với lúc trước, yếu đi vài phần. Tạ Thanh Dương, năm đó ngươi đánh lén ta, ta muốn đem hồn phách của ngươi nhốt vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn chịu nỗi khổ luyện ngục, muôn đời thoát thân không được. Bộ xương khô quỷ vương cười như điên, lại một lần nữa dơ mạch đau nặng trĩu lên cao. Ông lão áo bảo trắng một tay xoa ngực, cố gắng điều hòa hô hấp, gắt gao nhìn thẳng mạch đao dơ lên cao giữa không trung. Mặc dù ông ta trấn tĩnh như hằng, nhưng bây giờ không có gì nắm chắc có thể tránh thoát một vòng công kích biên cuồng này của bộ xương khô quỷ vương. Lão già kia, tử kỳ của ngươi tới rồi. Bộ xương khô quỷ vương ngửa mặt lên trời rít gào, trên mạch đao lại ngưng tụ ra từng đoàn từng đoàn xương đen, hàn khí kinh người. Ngay sau đó, tiếng rít gào của bộ xương khô quỷ vương đột nhiên dừng lại, như là cảm nhận được hơi thở nào đó cực kỳ nguy hiểm, lập tức bỏ qua ông lão áo bảo trắng sang một bên, mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác. Trên mặt bộ xương khô lập tức toát ra vẻ mặt cực kỳ nhân cách hóa, cực kỳ kinh ngạc. Vô cực tiểu tử, là ngươi. Không biết khi nào, tiêu phàm bỗng nhiên liền xuất hiện ở phía sau cách đó không xa. Đây không phải là nguyên nhân khiến bộ xương khô quỷ vương giật mình. Thực sự khiến bộ xương khô quỷ vương cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, chính là thanh trường đao màu đỏ sậm dài đến năm thước mà tiêu phàm đang nắm trong tay thanh trường đao này nhìn qua cũng không có gì thu hút thậm chí bởi vì nguyên nhân màu sắc đều không thể phán đoán chính xác mức độ sắc bén bộ xương khô quỷ vương lại có thể rõ ràng từ trên thanh đao này tê cảm nhận được sát khí kinh người cổ sát khí thô bạo này nó vô cùng quen thuộc cùng nguồn gốc với oán khí sát khí mà mấy năm nay nó đại lượng hấp thu chỉ có điều cường đại đến kinh người tiêu phàm vóc dáng cao gầy vẻ mặt nhã nhận nho nhã cố tình kéo một thanh trường đao uy mãnh như thế, làm cho cả người hắn nhìn qua, có một loại cảm giác vô cùng dũng mãnh lại vô cùng bí y thái yêu dị. Thậm chí ở trong nho nhã còn lộ ra một cỗ khí thế hung bạo khó có thể che giấu, so với khí chất vốn có của tiêu phàm, là một trời một vực. Vô cực tiểu tử, người ở đâu tìm được một thanh trường đao như vậy? Muốn hù dọa ai chứ? Bộ xương khô quỷ vương chố mắt nhưng lại không duy trì quá lâu. Ngay sau đó liền ngửa mặt lên trời cười hô hố, rất khinh thường gào lên. Tiêu phàm không nói một lời, hoành đao để trước ngực, chậm rãi đặt tay trái lên, nắm chặt chuôi đao, mũi đao chỉ thẳng lên trước. Lại chậm rãi nâng lên, chỉ hướng lên trời cao, cả người hạo nhiên chính khí không ngừng rót vào bên trong lưỡi dao. Mũi đao vốn màu đỏ sập, dần dần trở nên sáng lên, theo pháp lực rót vào, càng ngày càng sáng, hào quang trói mắt rực rỡ. Bộ xương khô quỷ vương chấn động, không khỏi lui về sau hai bước gắt gao nhìn thẳng viêm linh chi đao, trong hốc mắt tối đen, mà trời không ngừng nhảy lên. Thanh đao này biến hóa quá kinh người. Nếu như nói, vừa rồi nó vẫn chỉ là kinh ngạc bởi sát khí trên mũi đao. Vậy thì trong chớp mắt, nó liền cực kỳ rõ ràng cảm giác được thanh đao này đối với nó đã tạo thành uy hát yêu ép to lớn. Đây tuyệt đối là yêu đao có thể chém gỡ yêu ta ép nó. Điểm chết người chính là, yêu đao sát khí này còn đang dựa vào tốc độ cực nhanh tiếp tục tăng mạnh, không thể để cho người này thong dong xuất kích, nhất định phải tiên phát chế nhân, hành động trước để kiềm chế đối phương. Bộ xương khô quỷ vương dù thế nào cũng là giặc cỏ kinh khôi có kinh nghiệm chiến trận, chỉ trong giây lát, đã hạ quyết tâm. Nhất hết lên điên cuồng, cũng là hai tay giơ mạch đao lên cao, sải bước sông lên phía trước, trong mắt ma chơi hung quang bắn ra bốn phía. Liền vào lúc này, oanh, một tiếng, viêm linh chi đao toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực, lập tức chiếu xạ toàn bộ hậu hoa viên sáng ngời vô cùng, nhiệt độ chợt lên cao gấp bội. Viêm linh chảm, tiêu phàm hét to một tiếng, thả người dựng lên, hỏa diệm đao mãnh liệt bổ xuống. Bộ xương khô quỷ vương quá sợ hãi, bất chấp công kích tiêu phàm, hai tay múa may, mạch đao quét ngang, xương đen quay cuồng, bắn ra bốn phía hào quang. Hỏa diệm đao lửa cháy hừng hực ninh đánh. Suy, song đao tương giao, mạch đao nặng sáng như tuyết không thể chống đỡ nổi một khắc, viêm linh chi đao không hề trì trệ liền bổ xuống suy mũ sắt trên đầu bộ xương khô quỷ vương lập tức vỡ thành hai mảnh ngay sau đó đầu của bộ xương khô cũng từ giữa vỡ ra sau đó là cổ điều truy giáp vô cùng cứng rắn kia cũng không thể trì trệ theo đó mà dạn nứt nháy mắt một cái bộ xương khô quỷ vương ngạo mạn liền ngay cả thân hình mang binh khí khôi giáp cũng vỡ thành hai mảnh hai hốc mắt đen nhánh đã phân thuộc ở hai bên ma chơi hừng hực nhảy lên một chút, liền ảm đạm mà tắt. Hắc khí đại cổ bốc hơi lên, trong nháy mắt, bộ xương khô quỷ vương liền biến thành từng cổ xương đen, dần dần tiêu tan trong vô hình ở trong hậu hoa viên. Đến mạch đao và khôi giáp cắt thành hai đoạn, cũng hóa sạch sẽ, một chút đều không thừa lại. Cùng lúc đó, viêm linh chi đao lửa cháy cuồn cuộn, cũng chợt ảm đạm. Ngọn lửa bỗng nhiên không thấy, biến thành cái loại màu đỏ sậm bình thường như lúc trước. Tiêu phàm thân mình nhoáng lên một cái, vội vàng dựa đao dừng chân mới miễn cưỡng ổn định thân hình toàn bộ thân hình lại lắc lư vài cái giống như thần thức đã sắp không xong thân thể linh bất cứ lúc nào cũng đều có thể tiêu tan ông lão áo bào trắng giật mình kinh hãi phiêu nhiên tiến lên đưa một ngón tay ra tiêu phàm chỉ cảm thấy chỗ lưng vò tới một cỗ kình lực ấm áp tuy rằng cũng không hùng hậu nhưng lại hết sức thoải mái đây là hạo nhiên chính khí thanh dương tổ sư tu luyện nhiều năm cùng nguồn với hạo nhiên chính khí mà tiêu phàm tu luyện đương nhiên không trở ngại chút nào liền dung hợp lại với nhau tiêu phàm vội vàng vận hơi thở thất chu thiên lúc này mới thở phào một hơi giọng cung kính đa tà tổ sư yêu thương nhóc con thanh đao này sát khí quá nặng nếu đã khó có thể nắm trong tay ngươi cũng đừng có miễn cưỡng cẩn thận nó sẽ hút khô ngươi đấy ông lão áo bào trắng thở dốc hai tiếng lúc này mới tức giận nói tiêu phàm cười khổ một tiếng nói tổ sư không phải đệ tử muốn cậy mạnh thật sự là dừng không được. Trải qua chảm vừa rồi kia, tiêu phàm cũng đã biết, viêm linh chi đao cố nhiên uy lực lớn kinh người. Nhưng hiện tại cũng còn xa hắn mới có thể tự nhiên khống chế được. Thanh đao này tựa như không đáy, mỗi lần thi triển, đều hút hết pháp lực toàn thân hắn. May mà hắn đã từ chỗ thanh dương tổ sư học được cách chuyển hóa hạo nhiên chính khí thành bí quyết pháp lực. Nếu không dựa vào chút năng lực trước kia của hắn, căn bản cũng đừng có nghĩ vận dụng viêm linh chi đao để đối địch, hoàn toàn không có khả năng kích phát được lưỡi đao thần binh sắc bén này. Đao này quả thật uy lực kinh người, nhưng cổ khí thế hung bạo này cũng không phải là nhỏ. Chỉ sợ không phải binh khí chính đạo. Ông lão áo bảo trắng đánh giá trường đao màu đỏ sậm trong tay tiêu phàm, lắc đầu, nói, trước sau không có giơ tay đụng một chút vào chuôi đao. Ông lão áo bảo trắng rất rõ ràng, dựa vào trạng huống hiện tại của ông, còn xa mới bằng tiêu phàm, một khi bị yêu đao này quấn lên, tình hình có thể sẽ rất xấu tổ sư nói đúng, đây là binh khí mà ly hỏa viêm linh tinh phương Nam từng sử dụng. Tiêu phàm cũng không giấu giếm, đem tình hình vừa rồi ở trong thạch động, kể lại tỉ mỉ cho ông lão áo bảo trắng. Có loại sự tình này, tàng bảo các mà thủy tổ lưu lại này, xem ra quả nhiên rất có đạo lý. Ông lão áo bảo trắng lão nghe chật chật liên thanh, tán thưởng không ngừng, người đã là người hữu duyên, vậy trở về xem xem, có lẽ còn có thể có thu hoạch cũng chưa biết chừng. Tiêu Phàm cười cười, nói. Đệ tử cũng đang có ý tưởng này. chương 594, Càn Khôn Đỉnh Thần Kỳ. Nếu đây là tàng bảo các mà thủy tổ vô cực thiên tôn lưu lại, bảo vật khác cũng thế mà thôi. Nói không chừng sẽ có, vô cực cửu tương thiên, đầy đủ, đây mới thực sự là cần nhất. Nếu có thể tìm được thiên nhân tương, trường sinh tương, và tạo hóa tương, phi thăng tam tương, này, không cần nói hóa giải ác nghịch chi tướng trước mắt của hắn, chỉ sợ ngay cả trường sinh đều có vài phần trông cậy vào nói xong cũng không đợi ông lão áo bảo lại có thêm chỉ bảo gì tiêu phàm nỗ lực đứng thẳng người nhìn lại phía cửa đá hai mắt khép hờ theo nếp làm ai ngờ thần niệm lực của hắn vừa mới đi thăm dò chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt bỗng nhiên kêu to một tiếng đặt mông ngồi ngay tại chỗ hai tay bưng lấy đầu tổ sư thần niệm lực của con vừa mới tiêu hao quá lớn tiêu phàm thân nói thì ra là thế chỉ trách ta lòng quá tham không nên gấp người đã là người hữu duyên ngày sau sẽ còn có cơ hội lại tiến vào tàng bảo các tuy nhiên người hiện tại nhất định phải mau chóng rời khỏi chỗ này ông lão áo bảo trắng vuốt râu nói trình độ bây giờ của ngươi còn xa mới đạt tới cảnh giới nguyên thần xuất khiếu lần này tiến vào nơi này hoàn toàn là bảo đỉnh cứng rắn đem ngươi hút vào ngươi nguyên thần chưa vững chắc ở lại chỗ này quá lâu chỉ sợ sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn tiêu phàm nỗ lực đứng dậy sắc mặt xanh lét gật gật đầu nói vâng tổ sư con cũng cảm giác được rồi chỉ có điều con không biết nên rời khỏi nơi này như thế nào ông lão áo bào trắng nói việc này cũng không khó ta có thể truyền cho ngươi khẩu quyết pháp môn như vậy đi ngươi đợi một lát ta đem vô cực cửu tương thiên truyền thụ cho ngươi ngươi đến lúc đó tự hành tìm hiểu xem những cái ngươi hiện tại đã học có gì bất đồng nói xong ông lão áo bào trắng liền bắt đầu truyền thụ. Tiêu phàm cũng không chối từ, kính cẩn thụ giáo. Cũng may nguyên văn, vô cực cửu tương thiên, vốn cũng không quá dài, lại chỉ còn lại lục tương phía trước, ngắn hơn. Tiêu phàm thiên phú dị bẩm, lại sớm vô cùng quen thuộc đối với điển tịch. Lần này phải nhớ kỹ, chỉ là chỗ bất đồng với, vô cực cửu tương thiên, hiện hữu không cần nhiều thời gian, cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Nhớ kỹ chưa? Ông lão áo bảo trắng vuốt dâu hỏi đa tà tổ sư dạy bảo. Tiêu phàm vội vàng kính cẩn mà đáp nói. Tốt, người lát nữa là có thể bắt đầu tác pháp rồi, ta sẽ giúp ngươi một tay. Người phải nhớ kỹ, càn khôn đỉnh chẳng những bản thân là không gian trí bảo, mà còn là bảo vật mở ra một số không gian đường hầm sụp đổ, không thể rơi vào tà ma ngoại đạo tay. Bằng không, không gian đường hầm sụp đổ này một khi một lần nữa mở ra, thế giới trung thổ liền vô cùng hậu hoạn. Tiêu phàm ngẫm nghĩ một chút, nói. Tổ sư, một khi đã như vậy, vậy tại sao chúng ta không dùng càn khôn đỉnh để mở ra không gian đường hầm khác, đem sư môn tiền bối vô cực môn chúng ta đều nghênh đón trở về? Người nghĩ quá đơn giản rồi. Thứ nhất, bất kể là người hay là ta, lúc này cũng chưa có năng lực mở ra không gian đường hầm như thế. Người đang lúc tuổi thanh xuân, chỉ cần khắc khổ cố gắng, cộng thêm một ít cơ duyên xảo hợp, về sau có lẽ còn có cơ hội. Lão Phu đã gần đất xa trời, thân thể đều đã không còn, Thân thể linh bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan, đó là một ngày vĩnh viễn không thể đợi được. Thứ hai, phương tiên chi tên nghịch tặc này đã có thể tái sinh, có thể thấy được thiên quỷ chi môn thật sự sắp mở ra. Yêu ma quỷ quái lúc trước ngủ đông ở thế giới trung thổ và nơi hoang dã, cả đám đều sắp đi ra làm hại thế gian. Những yêu ma đó lúc trước kết thù kết oán với vô cực môn chúng ta quá sâu. Cho dù ngươi không đi tìm bọn họ, bọn họ cũng sẽ chủ động tìm tới tận cửa báo thù. Ngươi hiện tại tu vi không đủ chi bằng cực kỳ chú ý mới được ông lão áo bào trắng vẻ mặt nghiêm túc nói vâng cần tuân tổ sư dạy bảo tiêu phàm dung màu dùng mình ánh mắt nhìn lại viêm linh chi đao trong tay thanh yêu đao này cho dù rất khó nắm trong tay uy lực cũng là to đến thần kỳ bộ xương khô quỷ vương tu vi vốn ở trên hắn một khi tế bảo vật lên một đao đánh xuống bộ xương khô quỷ vương đến nửa phần lực kháng cự cũng không có lúc này tan thành cho bụi đương nhiên đây là bởi vì bộ xương khô quỷ vương có chút khinh địch chủ động tiến lên muốn chết nhưng đủ để chứng minh uy lực của viêm linh chi đao người muốn mang thanh đao này ra ngoài ông lão áo bào trắng lập tức liền nhìn thấy suy nghĩ trong lòng của hắn hiển nhiên thế đạo sắp đại loạn sắp đối mặt với vô số địch thủ dũng mãnh đại sát khí uy lực lớn như vậy ai không muốn giữ ở bên người chứ điều này không có bất cứ quan hệ nào với lòng tham vâng tổ sư, đệ tử thật có ý tưởng này. Ông lão áo bảo trắng hai hàng lông mày nhíu chặt, giơ tay vuốt vuốt tròm dâu tuyết trắng, nói. Ngươi là thân thể thần thức, không phải thân thể xác ở đây. Muốn mang theo bất luận vật gì rời khỏi, cũng không dễ dàng. Tiêu phàm khom người nói. Xin tổ sư thành toàn tâm nguyện của đệ tử. Ông lão áo bảo trắng trầm ngâm nói. Biện pháp không dễ nghĩ, tuy nhiên, bản thân, càn khôn đỉnh, chính là không gian trí bảo, theo lý là có thể mở ra một không gian tu di nho nhỏ cho mình dùng. Nếu là những người khác, tu vi thấp, đương nhiên là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng ngươi là trưởng giáo vô cực môn hậu đại, lại là người hữu duyên đạt được sự ưu ái của thủy tổ, có lẽ có thể thử một lần. Mở ra không gian tu di của mình ư. Tiêu phàm không khỏi ngây dại, điều này hắn có lẽ chưa nghĩ tới. Ông lão áo Bảo trắng nói. Trước tiên thử xem đi, ngoại trừ biện pháp này, cũng không biện pháp khác có thể tưởng tượng. Lão Phu có chiếc nhẫn chữ vật, nhưng ngươi là thân thể linh, nhẫn chữ vật cũng không mang ra được. Chỉ có ở trong, càn khôn đỉnh, trước tiên mở một không gian tu di nho nhỏ, ngươi bỏ viêm linh chi đao vào, chờ ngươi sau khi ra ngoài, tu vi tiến bộ, lại thử lấy viêm linh chi đao ra để sử dụng. Ý của tổ sư là đệ tử có thể luyện chế, càn khôn đỉnh thành không gian chữ vật. Tiêu phàm hơi hiểu được ý nghĩ của tổ sư. Ông lão áo bảo trắng vuốt râu gật đầu nói. Đúng là có chuyện như vậy. Càn Khôn đỉnh, không gian trí bảo như vậy, bên trong quảng đại cỡ nào? Muốn luyện chế một không gian nho nhỏ cho mình, cũng không phải hoàn toàn làm không được. Càn Khôn đỉnh, bây giờ là bảo vật do ngươi quản lý, nếu không có biện pháp khác có thể nghĩ, như vậy thử xem cũng không sao. Tiêu Phàm không khỏi tim đập thình thịch. Thành phố quỷ phía dưới Hồng Sơn chấn. Càn Khôn đỉnh, lóng lánh quang mang sắc đỏ, lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, không có bất kỳ khác thường. Bốn góc phía dưới bảo đỉnh, loáng thoáng có bốn người khoanh chân mà ngồi. Chính là Liễu Chính, Đàm Hiên, Uyển Thiên Thiên và Lục Ninh Trần. Còn Tiêu Phàm lại ngơ ngác đứng ở dưới bảo đỉnh, vẫn không nhúc nhích. Chẳng những động tác, đến trên mặt đều vẫn duy trì bộ dạng lúc đó giao tập với Càn Khôn đỉnh, không có chút thay đổi nào. Uyển Thiên Thiên an vị ở bên cạnh Tiêu Phàm cách đó không xa, cách một thời gian ngắn, liền mở to mắt, nhìn Tiêu Phàm có biến hóa gì hay không. Đã qua gần 24 giờ, Uyển Thiên Thiên mỗi lần mở to mắt, đều là thất vọng thất vọng, lại thất vọng. Liễu Chính suy đoán, tiêu phàm rất có thể là nguyên thần xuất khiếu, đi theo bộ xương khô quỷ vương tiến nhập bảo trong đỉnh. Nhưng đây dù sao chỉ là Liễu Chính phỏng đoán, rốt cuộc là thật hay là giả, ai cũng không thể khẳng định. Hơn nữa, cho dù Liễu Chính phỏng đoán là sự thật, như vậy tiêu phàm một mình tiến vào, càn khôn đỉnh, phải đối mặt với hung thần ác sát như bộ xương khô quỷ vương kia, chẳng phải là càng thêm hung hiểm vạn đoan sao? Chỉ có điều bất kể Uyển Thiên Thiên kêu gọi như thế nào, thậm chí là hô hấp nhân tạo cho Tiêu Phàm đều không làm nên chuyện gì. Tiêu Phàm không có nửa điểm phản ứng, Đàm Hiên vốn đối với Uyển Thiên Thiên không có hảo cảm, lúc này lại cũng không phản đối cách làm của Uyển Thiên Thiên. Mặc dù việc này nhìn qua rất hoang đường, dường như là vô dụng, nhưng nếu chẳng may hữu hiệu thì sao? Trong lúc này, phương pháp gì đều đáng giá thử một lần đều sắp qua một ngày một đêm rồi tiêu phàm lại vẫn không có bất kỳ biến hóa nào uyển thiên thiên cảm thấy sự nhẫn nại của bản thân sắp hết rồi tiêu phàm nếu không tỉnh lại uyển thiên thiên sợ mình sẽ điên mất may mà trong khoảng thời gian này thành phố quỷ này âm quỷ vẫn chưa tới quấy dày bọn họ hiển nhiên những quỷ vật này cũng đang chờ chỉ lệnh nào đó quỷ vương không có phát lệnh cũng không dám tự tiện hành động nếu chủ nhiệm chúng ta không thể cứ như vậy chờ đợi chúng ta phải hành động. Suốt cục, Uyển Thiên Thiên sau khi một lần nữa mở mắt ra, vẫn không nhìn thấy biến hóa của tiêu phàm, không thể kiềm được, thấp giọng kêu lên. chương 595, Thu Quỷ Tiêu phàm xảy ra chuyện, Liễu Chính liền biến thành thủ lĩnh của mọi người xung quanh. Liễu Chính đang tính tỏa tính dưỡng liền mở mắt ra, trầm giọng nói. Uyển Tiểu Thư, cô định lấy cái gì hành động? Tôi không biết, tôi chẳng phải đang hỏi ông sao. Huyền Thiên Thiên rất bực bội kêu la. Tôi nếu biết nên làm như thế nào, còn phải hỏi ông sao? Đã sớm đi làm rồi. Nhưng nếu chúng ta cứ chờ như vậy, khẳng định cũng không phải biện pháp, đúng không? Chúng ta không giải quyết được vấn đề này, vậy thì đi tìm người có thể giải quyết vấn đề. Nói thí dụ như đi tìm nhị sư huynh của tiêu phàm, văn lão gia tử. Ông ta khẳng định có biện pháp. Kỳ thật phan nhị thái gia có biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này hay không, Uyển Thiên Thiên không hề nắm chắc. Cô chẳng qua là cảm thấy, bất kể như thế nào, còn hơn so với cứ chờ đợi ở trong này. Uyển Tiểu Thư, an tâm một chút chớ vội, sự tình liên quan tới an nguy của tiêu chân nhân, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phiền chết được. Không đợi Liễu Chính nói xong, Uyển Thiên Thiên đã kêu một tiếng. Uyển Thiên Thiên cố nhiên tính cách bướng bỉnh không chịu thuần phục, cũng không phải người không nói lễ phép tính cách bướng bỉnh và thô lỗ không giáo dục hoàn toàn là hai việc khác nhau lúc này cũng là rất bực bội mới thất thố hiển nhiên tình lan gặp nạn mình lại chỉ có thể ngơ ngác ở một bên nhìn không có nửa điểm biện pháp cái loại giày vò này không phải người bình thường có thể lý giải được liễu chính khe khẽ thở dài không có nói cái gì nữa ông ta hoàn toàn lý giải tâm tư của uyển thiên thiên kỳ thật chính ông ta không phải là không bực bội. Phiền toái ở ba địa phương khác, vẫn chưa thực sự giải quyết. Sau khi tận mắt nhận thức bản lãnh của tiêu phàm, liễu chính vốn là ký thác hy vọng trên người của hắn, ai ngờ lại xuất hiện tình trạng này. Chúng ta đợi gần 24 giờ rồi, nếu không được, tôi đồng ý đi tìm nhị sư huynh. Người nói lời này đương nhiên là đàm hiên. Quyền thiên thiên cắn môi, nhẹ nhàng cầm tay tiêu phàm, cúi thấp đầu, nước mắt minh mông, từng điểm từng điểm nhỏ xuống trên ông tay áo trắng của tiêu phàm. cô bé ngốc khóc cái gì? bỗng nhiên một giọng nói nhu hòa vang lên. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. uyển thiên thiên mãnh liệt ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước mắt trừng to, vẻ mặt không dám tin. đây rõ ràng là giọng của tiêu phàm, trong khoảng thời gian ngắn, cô lại phân không rõ ràng lắm, rốt cuộc là thật hay là ảo giác? tiêu phàm mỉm cười, vươn bàn tay hơi có vẻ lạnh lẽo, giúp cô lau nước mắt bên má động tác nhẹ nhàng mang theo ý chiều mến nói không nên lời. Wow. Qua uyển thiên thiên bỗng nhiên khóc lớn lên, mở hai tay ra ôm chặt lấy tiêu phàm liên tục dậm chân hai vai ký bản quyền tê ý bản quyền khóc đến không quan tâm. Sau một lát lại vung đôi bàn tay trắng như phấn lên loạn đả loạn đấm ở bộ ngực hắn. tuy rằng không phải dưới ban ngày ban mặt nhưng cũng miễn cưỡng bị cho là trước công chúng. tiêu chân nhân lập tức có phần có vài phần xấu hổ nhưng cũng không có vội vã đẩy uyển thiên thiên ra cô bé hiện tại cảm xúc kích động phải để cho cô giải phóng một chút nếu không trời biết cô sẽ làm ra loại phản ứng kịch liệt thế nào thật vất vả uyển thiên thiên mới xem như miễn cưỡng an tĩnh lại tiêu phàm rốt cuộc sao lại thế này đàm hiên mở miệng hỏi tiêu phàm cười cười nói sư tỷ chuyện này nói rất dài dòng chúng ta để sau hãy nói trước đem giải quyết hết phiền toái ở chỗ này rồi nói sau. Càn khôn đỉnh là không gian trí bảo, thậm chí có thể mở ra đường hầm không gian sụp đổ như vậy, tiêu phàm cho dù quang minh lỗi lạc, cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ cho những người khác biết được. Bí mật như vậy, người biết càng ít càng tốt, đây chẳng những là có trách nhiệm đối với chính mình, cũng là có trách nhiệm đối với người khác. Người biết càng ít, người này sinh tham niệm liền càng ít. Tiêu phàm liền không đến mức bị ép đại khai sát giới. Nhưng tính cách của Tiêu Phàm lại không dễ nói dối, biện pháp duy nhất chính là tránh. Cũng may nếu như hắn không muốn nói, thế gian này người có thể miễn cưỡng hắn, tìm không ra mấy người. Trong lúc này, chỉ cần Tiêu Phàm bình yên vô sự, vậy đều tốt hơn cái khác. Đàm Hiên tuyệt không truy cứu đến cùng. Quỷ vương kia, thế nào rồi? Lục Ninh Trần ở một bên không kìm nổi hỏi một câu, giọng nói vẫn lãnh đạm, lại mơ hồ mang theo một tia ân cần. Có thể làm được như vậy đối với y mà nói, cũng đã là một chuyển biến rất lớn rồi. Đã tiêu diệt, thần hồn câu diệt, khó có thể lại quấy phá. Tiêu phàm mỉm cười nói. Năm đó thanh dương tổ sư bắn chết phương tiên tri, chỉ tiêu diệt nhục thể của y, mà đầu hồn phách không tiêu tan, sớm hay muộn lại đi ra làm hại nhân gian. Lúc này đây, ở trong không gian tu di của Càn Khôn Đỉnh, bị ly hỏa chi tinh của viêm linh chi đao hoàn toàn gờ yêu ta chết, đó là không còn có bất kỳ cơ hội sống lại nào mọi người lập tức thở phào một hơi tên khốn cây ếch iota ép này bị chết là tốt quyền thiên thiên gắt thật mạnh một cái hầm hừ nói tiêu phàm vỗ vỗ đầu của cô lập tức nói nơi đây là trường g iota ếch chóc âm sát khí quá nặng oan quỷ oán khí ngút trời rất dễ bị ác ma lợi dụng hiện tại quỷ vương đã diệt vẫn là dẹp hoàn toàn những oán khí sát khí này thì tốt hơn liễu chính đàm hiên đương nhiên không có ý kiến Lục Ninh Trần hơi nửa tin nửa ngờ. Mặc dù nói bộ xương khô quỷ vương và bốn bộ xương khô mặc giáp đã bị gờ yêu ta -ết chết. Nhưng âm quỷ bình thường nơi đây đâu chỉ hàng trăm, muốn dẹp yên, thật nói dễ hơn làm. Nhưng tiêu phàm nếu nói như vậy, còn phải xem thủ đoạn của hắn rồi nói sau. Tiêu phàm cũng không giải thích nhiều, chậm rãi đến gần đống xương trắng ở đầu đường chữ thập giao nhau, khoanh chân ngồi xuống, nắn bí quyết thực hiện, phóng càn khôn đỉnh, ra hắn hiện giờ hiểu được bí quyết chuyển biến hạo nhiên chính khí thành pháp lực, pháp lực chi hùng hồn, đâu chỉ tăng vọt gấp đôi. Tranh đấu với người thường, dùng võ thuật quyết thắng thua, pháp môn này không có nhiều tác dụng. Nhưng là dùng để đối phó với âm quỷ tà mị, hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng. Trong khoảng khắc, miệng càn khôn đỉnh hiện lên hỗn độn đồ màu đỏ, liền tăng lớn đến phạm vi ba thước, cấp tốc xoay tròn, hình thành một lốc xoáy màu đỏ thật to. Chỉ chốc lát, trên đống xương trắng mọc ra trận xương đen, biến ảo thành đủ loại mặt quỷ. Không đợi chúng có phản ứng gì, liền đều bị lốc xoáy màu đỏ hút vào. Bất kể liều mạng giấy rụa vặn vẹo như thế nào, cũng không thể thoát khỏi lực hút của lốc xoáy mạnh mẽ đến cực điểm này. Trong khoảng thời gian ngắn, gần đống xương trắng âm phong từng trận, quỷ kêu thê lương. Trong lúc này cũng có không ít âm quỷ từ những phương hướng khác vào tới, ra tay với tiêu phàm, lại bị 5 người liên kết ngăn trở. Đối với mấy âm quỷ này, Tiêu Phàm nói rất rõ, không cần cố sức diệt gờ yêu ta ít bọn nó, chỉ cần ngăn cản một lát, tự nhiên chạy không khỏi sự hấp thu của càn khôn đỉnh. Thanh Dương Tổ Sư nói rất rõ ràng, nhiều năm như thế, càn khôn đỉnh hấp thu tinh hoa thiên địa quá ít, không thể tạo ra quá nhiều âm dương nhị khí, đối với bảo vật rất đối bất lợi. Oán khí sát khí này biến thành âm quỷ, tuy rằng không coi là âm khí địa mạch rất thuần túy, cũng có thể cho càn khôn đỉnh sử dụng. Có dù sao cũng tốt hơn không có hơn nữa những oan quỷ này dễ quấy phá, cũng nhất định phải thanh trừ. Xem như một công đôi việc đi. Càn khôn đỉnh, uy năng tăng nhiều, đương nhiên là bởi vì bản thân tiêu phàm pháp lực đại tăng. Ước chừng 3 giờ sau, trong đống xương trắng rốt cuộc không còn có âm quỷ mới xuất hiện. Tiêu phàm lúc này mới thu hồi pháp quyết, thu, càn khôn đỉnh, trở về, cẩn thận đánh giá một chút, rất hài lòng gật gật đầu. Tiêu chân nhân, đa tạ. Liễu chính mỉm cười, tiến lên bắt tay với tiêu phàm, rốt cuộc không ngờ, nơi phiền toái này đã được xử lý sạch sẽ nhất. Tiêu Phàm công lao to lớn, Liễu Chính nói lời cảm tạ, chính là xuất từ thành tâm thành ý. Tiêu Phàm cười nói, "Liễu chủ nhiệm không cần phải khách khí, trừ ma vệ đạo, là việc thuộc bổn phận của vô cực môn chúng tôi." Đợi qua một thời gian ngắn, thời điểm thời cơ thích hợp, chúng ta lại đi tới mấy địa phương quỷ vật khác, đều giải quyết hết. Liễu Chính chính là có ý đó, không đợi y mở miệng, Tiêu Phàm liền chủ động nói ra lại càng là vui mừng. Lục tiên sinh, truyền thừa thượng thanh phái bảo đảo, rất giỏi. Tuy nhiên lục tiên sinh dường như có chút quá mức đi nghiêng, một mặt theo đuổi phương pháp hống hách. Tê tê uy rằng uy lực rất lớn, lại khó có thể kéo dài. Thật sự gặp phải cường địch, vậy rất nguy hiểm rồi. Đợi liễu chính nói vài câu, tiêu phàm lại chuyển hướng sang lục ninh trần. Lục ninh trần mặc dù tính tình không tốt, đối với mọi người đều lạnh lùng. Nhưng hành vi chính trực, trừ ma vệ đạo anh dũng tranh tiên tiêu phàm cũng coi trọng y không so đo tính tình của y hơn nữa thế giới trung thổ loạn tượng dĩ sinh nhiều một người bạn là hơn một phần lực lượng lục ninh trần không có hé răng lại cũng không có phản bác một lát gật gật đầu một cách cực kỳ khẽ thấy bộ dạng có chút xấu hổ như vậy uyển thiên thiên cười khúc khích một tiếng liền cười ra tiếng audio điện tử võ tấn bền chương 596, trao đổi một Cuối mùa thu, tổng đàn thất diệu cung trên núi Lão Quân vẫn xanh um tươi tốt, sức sống giạt rào. Tuy nhiên ở bên trong vạn bụi rậm xanh, ngẫu nhiên cũng sẽ điểm một chút sắc vàng kim. Trong một gian phòng thiết kế đơn giản nào đó ở ổng đàn, lại ngào ngạt mùi thơm, cung chủ đương đại thất diệu cung Lâm Thanh Loan và trưởng giáo chân nhân đương đại vô cực môn tiêu phàm ngồi đối diện với nhau. Tiêu phàm lưng áo thẳng tắp, bên trong thần thái ung dung nho nhã mang theo ý kính cần tất yếu một cô gái thân thể thon thả, xinh đẹp tuyệt trần, chỉ có vẻ mặt hơi có vẻ lãnh đạm, quy củ đứng ở phía sau Lâm Thanh Loan, chính là đệ tử đích truyền của Lâm Thanh Loan, thánh nữ đương đại thất diệu cung Tân Lâm. Tiêu chân nhân lần này tiến đến núi Lão Quân thăm hỏi Lâm Thanh Loan, không bị ngăn trở nữa, hoa bà bà đối với hắn ghét nhất, cũng không ra tay nữa. Cũng không phải hoa bà bà đổi tính, càng không phải là thất diệu cung sửa lại quy củ, mà là lần này, tiêu phàm có hẹn trước. Có được Lâm Thanh Loan cho phép, Tân Lâm đích thân xuống núi đón hắn đi lên, một đường thông suốt. Giờ phút này, trước mặt Lâm Thanh Loan đặt một hộp gỗ cổ kính. Thất diệu cung chủ kiến thức rộng rãi, đương nhiên là một người rất tinh mắt. Liếc thấy cái hộp gỗ này là đồ cổ thực sự, giá cả của thị trường ít nhất trên triệu đồng. Tiêu phàm lại coi là một đồ vật nhỏ để sử dụng, hoàn toàn không có coi là đồ cổ đáng giá mà cất giấu đi. Sắc mặt của Lâm Thanh Loan so với Tân Lâm càng thêm lãnh đạm. Ngay trước mặt tiêu phàm, không chút biểu tình mở hộp gỗ trước mặt ra, bên trong xếp chỉnh tề ba quyển cổ tịch. Mặc dù trải qua bồi bổ tỉ mỉ, vẫn là nhìn ra được, đây mới thực là sách cổ, giá cả đơn thuần tuyệt đối cao hơn hộp gỗ kia. Nếu luận giá trị, vậy càng là bảo vật vô giá. Lâm Thanh Loan đồng tử hai mắt, bỗng dưng co rút lại. Ba quyển điển tịch này chính là truyền thừa công pháp thất lạc nhiều năm của thất diệu cung vẫn luôn được cất chứa ở chỉ thủy quan. Đây là hổ thẹn lớn của thất diệu cung bất kỳ một vị cung chủ và đệ tử trọng yếu nào của thất diệu cung đều biết ba quyển điển tịch này đang nằm ở trong tay vô cực môn vẫn luôn tìm cách mang trở về mấy trăm năm qua đều không đạt được nhiều năm trước ván bài mà lâm thanh loan và chỉ thủy tổ sư đưa ra chỉ thủy tổ sư đưa ra tiền đặt cược chính là ba quyển điển tịch này chỉ cần lâm thanh loan thắng ba quyển điển tịch này lập tức trả lại cho thất diệu cung còn tân lâm chính là tiền đặt cược của lâm thanh loan khi đó Lâm Thanh Loan vừa mới tiếp nhận chức vụ cung chủ không bao lâu, tuổi trẻ khí thịnh, không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng. Sau đó, Tân Lâm liền đi chỉ thủy quan, cùng sống với tiêu phàm. Chuyện này, là vải ngược của Lâm Thanh Loan, rồng có vải ngược, động vào tất nổi giận. Bất cứ kẻ nào chỉ cần ở trước mặt bà vừa nhắc tới, Lâm Thanh Loan cung chủ lập tức sẽ giận tím mặt. Nhiều năm qua, tất cả mọi người của thất diệu cung đều biết chuyện này, ai cũng không dám mở miệng nghị luận. Nếu chẳng may bị cung chủ biết được, cũng không phải là đùa. Ba quyển điển tịch này, liền cất giấu ở chỉ thủy quan. Tân Lâm đã sớm lật xem, tiêu phàm căn bản đối với cô hoàn toàn không đề phòng. Bất luận căn phòng bí mật gì của chỉ thủy quan, đều thoải mái với Tân Lâm vô điều kiện. Nhưng Tân Lâm tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, không có nhắc tới với bất kỳ vị đồng môn thất diệu cung nào về công pháp có liên quan trên điển tịch. Ngay cả đối với Lâm Thanh Loan đều chưa từng nói qua. Lâm Thanh Loan là tính tình kiêu ngạo bực nào, làm sao có thể dựa vào đồ đệ, hy sinh nhan sắc để đổi về ba quyển điển tịch thất lạc này chứ? Nếu thật cứ như vậy cầm ba quyển cổ tịch về, vậy thì Lâm Thanh Loan suốt đời sỉ nhục. So với năm đó bại bởi Chỉ Thủy Tổ sư, càng khiến bà không thể chịu đựng được. Nhưng hiện tại, ba quyển cổ tịch này đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặt ở trước mặt Lâm Thanh Loan, Tiêu Phàm chủ động trả chúng lại cho Thất Diệu cung. Lâm Thanh Loan chưa bao giờ đề xuất yêu cầu như vậy với Tiêu Phàm. Tân Lâm càng không có mở miệng, hoàn toàn là tiêu phàm tự nguyện trả lại. Ánh mắt của Lâm Thanh Loan chỉ khẽ đảo qua trên ba quyển cổ tịch, liền rời đi. Thần sắc trên mặt vẫn vô cùng lãnh đạm, không có chút biến hóa nào, lãnh đạm liếc mắt nhìn tiêu phàm một cái, lãnh đạm nói. Người có ý gì? Không có việc gì mà hiến tặng, tất có mưu lớn. Cổ xưa đã có giáo huấn rõ ràng. Đối với mỗi một vị truyền nhân của vô cực môn, Lâm Thanh Loan đều có tính cảnh giác thiên nhiên. Mặc kệ Tiêu Phàm biểu hiện có tình có nghĩa như thế nào, nhã nhặn nho nhã như thế nào, cũng không thể khiến Lâm Thanh Loan có chút buông thả. Tiêu Phàm khom người, chậm rãi nói: "Tiền bối, vãn bối muốn xin xem Duy Chân Tổ Sư văn tập, không mang đi, chỉ xem 3 ngày." Duy Chân Tổ Sư văn tập, Lâm Thanh Loan đã từng nêu ra với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, chỉ xem ghi chép có liên quan với Thanh Linh Đan, không xem nội dung khác. Nhưng từ bản tập này tiêu phàm biết rõ thất diệu cung kỳ thật hẳn là một truyền thừa thuật pháp chứ không phải là truyền thừa môn phái võ lâm mà nhiều năm giang hồ đồng đạo đã nhận định như vậy lý duy chân không phải một vị hào hiệp mà là một thuật sư đồng thời cũng là một vị tể tướng ông không có khả năng lớn trở thành một trong thủy tổ trường phái giang hồ tiêu phàm rất muốn biết một chút vị duy chân tổ sư này ở trên thuật pháp còn có bí mật độc đáo khác hay không theo phương thuốc phối thanh linh đan mà ông đã ghi lại tiêu phàm nhận định Tối thiểu lý duy chân chính là một vị tông sư luyện đan. Mà bình thường nếu muốn trở thành tông sư luyện đan, trình độ ở trên thuật pháp không thể quá thấp. Ví như Tân Lâm, cô chính là một người luyện đan giỏi. Mặc dù Tân Lâm không hiểu tướng thuật bói toán, cũng không hiểu phong thủy. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, những môn này không phải mỗi một người tu đạo bắt buộc phải biết. Tân Lâm nội lực thâm hậu, tinh thông dược lý, đây mới là điều kiện cần có của một vị luyện đan sư. Lâm Thanh Loan lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu phàm, không chớp mắt, dường như rất muốn nhìn thấu tầng ngoài của người trẻ tuổi kia, hiểu rõ sâu thẳm trong nội tâm của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ba quyển sách cổ thất lạc mấy trăm năm, chỉ đổi lấy ba ngày đọc, duy chân tổ sư văn tập, trong mắt đại đa số người, tiện nghi này, thất diệu cung chiếm lớn. Tiêu phàm kỳ thật chính là tìm cớ, đem ba quyển cổ tịch này không ràng buộc trả lại cho thất diệu cung cho dù không thể như vậy mà hóa giải được khúc mắc oán hận nhiều năm giữa vô cực môn và thất diệu cung tối thiểu cũng muốn giành được thiện cảm của lâm thanh loan từ nay về sau không truy cứu chuyện giữa hắn và tân lâm vừa đúng điểm này lại là vải ngược của lâm thanh loan rồng có vải ngược động vào tất nổi giận bà quyết không thể nhận bố thí của vô cực môn càng không thể chấp nhận dùng tấm thân trinh nữ của ái đổ đi đổi lấy chỗ tốt gì nhưng đối với tiêu phàm mà nói khoản này kỳ thật có phép tính khác Ba quyển cổ tịch này vốn chính là của Thất Diệu cung, trả lại cho Thất Diệu cung chính là đương nhiên, suy xét chỉ là phương thức trả lại và thời cơ mà thôi. Nội dung mà ba quyển cổ tịch này ghi lại, Tiêu Phàm cũng sớm đã thuộc lòng. Hơn nữa đồng thời với việc hắn trả lại nguyên bản, cũng có thể trước đó sao chép bản phụ. Bởi vậy trên thực chất vô cực môn không có bất kỳ tổn thất gì, tuyệt đối sẽ không có người cho rằng đây là vô cực môn sợ Thất Diệu cung, cho nên mới nhận thua. Còn đồng thời với tiêu phàm dùng cái này để lấy lòng lâm thanh loan, còn có thể xem duy chân tổ sư văn tập. Với thiên phú của tiêu phàm, thời gian 3 ngày, đủ để cho hắn đọc một quyển sách không dày từ đầu đến cuối. Cho nên, tiêu phàm trái lại là chiếm đại tiện nghi đấy. Quan niệm của mỗi người khác nhau, cho nên phương thức tính toán cũng hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, lâm thanh loan vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt tiêu phàm, một lát sau, thản nhiên nói tàng thư các của bổn cung mở ra ba ngày đối với ngươi, ngươi muốn xem cái gì thì xem, không có người ngăn cản ngươi. Đây là Lâm Thanh Loan đáp ứng điều kiện trao đổi với tiêu phàm. Vì như thế, Lâm Thanh Loan mới phát giác được hợp lý, bà và thất diệu cung đều không có nhận bố thí của vô cực môn. Sư phụ, Tân Lâm vẫn quy củ khoanh tay đứng hầu không kêu một tiếng, không kìm nổi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ừ, ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Thanh Loan quét tới, Tân Lâm vội vàng ngậm miệng lại, hạ cái đầu nhỏ xuống, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đa tà tiền bối. Lâm Thanh Loan điều kiện trao đổi này, dường như sớm đã nằm trong dự liệu của tiêu phàm, lập tức cũng không chối từ, lại hướng về Lâm Thanh Loan hạ thấp người làm lễ. Tiêu phàm rất rõ ràng, loại tính cách này của Lâm Thanh Loan đó là nói một không hai. Bà nếu đã nói như vậy rồi, người muốn chấp nhận, hoặc là cự tuyệt, muốn khuyên bà thay đổi chủ ý, quả thực chính là khó như với lên trời hắn lần này tiến đến thất diệu cung, cầu đọc duy chân tổ sư văn tập, kỳ thật không phải trọng điểm thứ nhất. Nếu chẳng may trong việc này lại chọc giận Lâm Thanh Loan, vậy thì chuyện sau căn bản không cần nhắc tới, miễn mở miệng. Tiền bối, vãn bối còn có một chuyện, muốn thương lượng cùng với tiền bối. Tiêu phàm nói xong, từ trong túi lấy ra một trang giấy tiên, cung kính đưa cho Lâm Thanh Loan. Lâm Thanh Loan mày nhăn lại, nhận lấy giấy tiên, mở ra vừa thấy, là một phương thuốc mặt trên dùng hàng chữ thảo đẹp đẽ viết tên và phân lượng của hơn 10 vị dược tài. Tiền bối, đây là một phương thuốc, tôi hy vọng tiền bối có thể đích thân hỏi đến, mời các vị sư tỉ muội của thất diệu cung xuất mã, đem phương thuốc phối tể, thời gian càng nhanh càng tốt. Lâm Thanh Loan thản nhiên nói, đây là phương thuốc gì, tại sao ngươi không tự mình đi phối thuốc? Lâm Thanh Loan nhìn ra được, trên phương thuốc này tuy rằng chỉ có hơn 10 vị thuốc, lại không loại nào không phải là dược liệu quý hiếm thậm chí không ít lang trung coi thành trung y cả đời, đối với mấy vị thuốc trong đó, chỉ sợ cũng chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ nghe thấy. Cũng may bà là cung chủ thất diệu cung, tinh thông y lý dược lý, mới không có bị tiêu phàm làm khó. Tiêu phàm thản nhiên nói, không dối gạt tiền bối, trong khoảng thời gian này vãn bối có rất nhiều chuyện bận rộn, thật sự là không thể phân thân, cho nên mới đến thương lượng với tiền bối. Thương lượng, người đây là thương lượng sao? Ngươi là tại hạ chỉ lệnh chứ, tiêu phàm người cảm thấy người có thể mệnh lệnh thất diệu cung sao lâm thanh loan hai hàng lông mày dương mạnh lên trong giọng nói mang theo tức giận không che giấu chút nào tiền bối nói quá lời vãn bối tuyệt không có ý này phương thuốc này cũng không phải phối cho vãn bối mà là vì phối cho tân nhi dược liệu sau khi phối tề đan dược luyện chế ra rất có ích lợi đối với tân nhi thậm chí có thể thay đổi thể chất của tân nhi rất tốt vãn bối vốn là muốn đích thân đi phối dược nhưng mấy ngày này quả thật bận quá thật sự không có thời gian lúc này mới muốn xin tiền bối hỗ trợ tiêu phàm cũng không tức giận không vội vàng không hấp tấp mà nói tân lâm lén liếc tiêu phàm một cái trong mắt đẹp hiện lên một chút kinh ngạc cô đương nhiên biết tình ý của tiêu phàm đối với mình phương thuốc này nếu là phối vì cô đối với tiêu phàm mà nói ban đầu vốn phải là chuyện quan trọng nhất nhưng hiện tại tiêu phàm lại nói hắn thật sự không có thời gian lại không biết rốt cuộc ở trong lòng tiêu phàm còn có chuyện gì quan trọng hơn so với cô. Tân Lâm tin rằng, đó nhất định là chuyện đại sự. chương 597, trao đổi 2. Thể chất trở nên càng tốt, cô bé sẽ biến thành thể chất gì? Lâm Thanh Loan lập tức hỏi, trên mặt lộ ra thần sắc chú ý. Hiểu ra bản thân Tân Nhi chính là tố âm chi thể, một thể chất đặc thù hiếm có, thiên phú cao, ngay cả bản thân Lâm Thanh Loan cũng không theo kịp. Hiện tại, Tiêu Phàm rõ ràng còn thay đổi thể chất cho cô, cũng khó trách Lâm Thanh Loan vừa tò mò vừa lo lắng. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có thể chất tốt hơn so với tố âm chi thể sao? Tiêu Phàm nhìn bộ dạng ỉu xìu của Tân Lâm, nhẹ giọng nói ra: Tiền bối, tất cả mọi việc có lợi tất có cái tệ. Tố âm chi thể của Tân Nhi đúng là thể chất thượng gia hiếm gặp. Trên phương diện tu luyện một số công pháp có thiên phú đặc biệt, nhưng đây thật ra là có giá phải trả đấy quyền học của tân nhi đối với quý môn liền hoàn toàn không thể luyện tân lâm loại tình huống này kỳ thật rất giống cài đặt tham số của một số trò chơi tổng điểm chính là nhiều như vậy người phân phối cho hạng mục pháp thuật này điểm nhiều điểm của hạng mục thể lực đương nhiên là ít ưu điểm ngay tại chỗ phân phối làm sao để hạng mục nào có thể đứng hàng đầu đều do bản thân người chơi quyết định mà người thường ngay cả loại cơ hội phân phối này đều không có vừa ra trận các hạng tham số đã sớm đặt ra rồi Đương nhiên, tổng điểm của Tân Lâm so với người bình thường phải cao hơn nhiều. Lâm Thanh Loan hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên, nói. Người nói là, Tân Nhi ăn đan dược này, là có thể tu tập huyền học sao? Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Có thể tu tập một hai loại trong đó. Đây là, ưu đãi phụ thuộc, Tiêu Phàm ở trong không gian tu di, sau khi từ chỗ Thanh Dương Tổ Sư một lần nữa học tập, vô cực cử cửu tương thiên, mà có được. Lục tương cơ sở của, vô cực cửu tương thiên mà thanh dương tổ sư truyền thụ cho hắn có sự khác biệt rất nhỏ với lục tương vô cực môn hiện tại lưu truyền tiêu phàm cẩn thận tìm hiểu cộng thêm sau khi luyện tập liền phát hiện vô cực cửu tương thiên quả thật là công pháp tu chân bất kỳ một tương nào đó trong lục tương cơ sở chân khí tu luyện đều có thể chuyển hóa thành pháp lực hàng yêu phục ma đương nhiên chân khí chuyển hóa nhiều hay ít phải xem người tu vi sâu cạn mà định ra Đối với tiêu phàm đã tu luyện hạo nhiên chính khí đến cảnh giới viên mãn mà nói, chỉ cần điều chỉnh sơ sơ, gần như là có thể chuyển hóa được trăm phần trăm. Tiêu phàm trong khoảng thời gian này còn nghiêm túc tu tập, vô cực cửu tương thiên luân hồi tương, mới, cố gắng dung hợp hai cái với nhau. Tuy nhiên, luân hồi tương mà thanh dương tổ sư truyền cho hắn thật ra là không đầy đủ. Văn chương thất lạc lúc trước là bắt đầu từ thời trưởng giáo chân nhân đời thứ 36, chính là bắt đầu từ thời sư tổ thiên minh của thanh dương tổ sư truyền thừa mà thanh dương tổ sư nhận được vốn cũng không hoàn chỉnh điểm này tiêu phàm ngược lại mạnh hơn so với thanh dương tổ sư hắn đã tìm về được đại bộ phận văn chương của luân hồi tương đã bị thất lạc đáng tiếc ở trong không gian tu di tiêu phàm không kịp đem văn chương đã tìm về được đó bẩm báo cho thanh dương tổ sư biết lần tới có cơ hội lại tiến vào không gian tu di của càn khôn đình khẳng định phải đem những văn chương này báo cho thanh dương tổ sư biết có lẽ sẽ có trợ giúp đối với việc thanh dương tổ sư duy trì thân thể linh bất diệt cũng không biết chừng đồng thời với tu tập luân hồi tương mới suy luận ra tiêu phàm phát hiện tố âm chi thể của tân nhi kỳ thật còn có đường cải tiến phát hiện này khiến tiêu phàm vô cùng ngạc nhiên vui mừng tân nhi nếu như có thể tu tập huyền học thành tựu trong tương lai càng nâng cao một bước nói cách khác nếu cơ duyên xảo hợp tiêu phàm có thể tìm về phi thăng tam tương đã thất lạc chẳng những chính hắn ngay cả tân nhi đều có cơ hội tu tập trường sinh thuật ở trên trời nguyện làm chim liền cánh hơn nữa thế giới trung thổ loạn tượng dĩ sinh tiêu phàm sắp sửa đối mặt với vô số tà ma quỷ mị chỉ dựa vào lực lượng một người muốn ngăn cơn sóng dữ gian nan chừng nào lúc này đương nhiên là giúp đỡ càng nhiều càng tốt bất cứ lúc nào muốn chọn giúp đỡ tân nhi đều là ứng cử viên đầu tiên hoàn toàn xứng đáng điểm này không thể nghi ngờ ừ ta trước tiên nghĩ một chút, trầm ngâm một chút, lâm thanh loan chậm rãi nói, đem phương thuốc thu vào. sự việc quan trọng, lâm thanh loan cung chủ cũng không thể vì tiện đưa ra quyết định. vâng, tiền bối, vậy vãn bối liền cáo từ trước. tiêu phàm lập tức đứng dậy, khom người kính cẩn nói. tân nhi đích thân tiễn hắn tới cửa, lưu luyến nhìn tiêu phàm được một nữ đệ tử dẫn đi xa, lại cúi đầu quay trở về. tân nhi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? hắn đã thay đổi vừa mới trở lại bên người sư phụ bên tai liền vang lên giọng nói nghiêm túc của lâm thanh loan sư phụ không có a à? tân lâm ngạc nhiên ngẩng đầu lâm thanh loan cả giận nói hừ người có phải bị hắn mê hoặc choáng váng rồi hay không hả bất kể hắn biến thành bộ dạng gì ở trong lòng của ngươi hắn luôn ngàn tốt vạn tốt không có nửa điểm không phải tân lâm cắn cắn môi không lên tiếng thiếu nữ hoài xuân có ai không phải như vậy chứ lâm thanh loan trầm mặt chậm rãi nói trên người hắn ác khí nặng như vậy so với thời điểm mấy tháng trước gặp hắn hoàn toàn khác nhau vô cực môn tự xưng thuật pháp chính tông trưởng giáo chân nhân nhất quán ra vẻ đạo mạo tính cách của tiêu phàm càng là như vậy làm sao lập tức liền có nhiều khí thế hung bạo như vậy trong khoảng thời gian này khẳng định đã xảy ra chuyện gì rất không tầm thường ngươi về sau cùng với hắn phải cẩn thận một chút sư phụ ngừa đồng ý rồi ư ai ngờ tân lâm đối với lời khuyên của sư phụ hoàn toàn coi như gió bên tai vừa nghe thấy sư phụ cho phép mình tiếp tục ở cùng tiêu phàm liền bất ngờ vui sướng kêu lên lâm thanh loan vừa tức giận vừa buồn cười hung hăng chừng mắt nhìn cô cả giận nói cho dù ta không đồng ý chẳng lẽ còn có thể nhốt ngươi lại sao chân ở trên người ngươi hơn nữa đánh cuộc kia với lão già chỉ thủy còn chưa thực hiện xong ta cũng không muốn khiến ông ta chê cười ta nói lời không giữ lời. Hi hi, sư phụ, người là tốt nhất. Đối với gian dạy của sư phụ, Tân Lâm làm như không thấy, tiến lên ôm cổ Lâm Thanh Loan, cười hì hì nói. Tân Nhi của giờ khác này, hoàn toàn chính là một cô bé làm núng, làm gì còn có chút thướt tha của một mỹ nhân băng giá chứ. Dù là Lâm Thanh Loan nhất quán nghiêm túc ngưng trọng, trong lúc này cũng có chút không có cách nào khác. Tuy nhiên vẫn là xa sầm mặt, lạnh lùng, hư, một tiếng. Sư phụ, đừng lo lắng, tiêu phàm tuyệt sẽ không hại chúng ta đâu, hắn nhất định là vì muốn tốt cho chúng ta. Hư, lòng người khó dò, ai có thể cam đoan. Xem xem rồi hãy nói đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, trên vách núi phía sau núi Lão Quân, Tân Lâm tựa sát tiêu phàm, hai người ôm nhau ngồi trên tảng đá. Thưởng thức cảnh mặt trời lặn rực rỡ nhiều màu trên hồ quang minh. Hào quang đỏ rực, nghiêng chiếu vào hai người, tựa như ảo mộng. Tiêu phàm, trong khoảng thời gian này anh rốt cuộc bận cái gì? Mắt nhìn trời chiều cháy đỏ dần dần chìm vào trong hồ nước, Tân Lâm rốt cuộc không kìm nổi thấp giọng hỏi. Tân Nhi, việc này a, à, nói đến liền rất dài. Tiêu phàm một tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, mỉm cười nói. Trải qua có liên quan trong khoảng thời gian này, đặc biệt là hết thảy của không gian tu di, càn khôn đỉnh, tiêu phàm hiện tại đối với tất cả mọi người là giữ bí mật, ngoại trừ huyền thiên thiên. Thậm chí đối với đàm hiên, đều chỉ nói là lực thần thức giao phong với quỷ vương, vẫn chưa đề cập đến tình hình phát sinh trong càn khôn đỉnh. Nhưng mặc kẻ tiêu phàm đối với mọi người giữ bí mật, tân lâm nhất định không nằm trong số đó. Tin tưởng tân nhi, thật giống như tin tưởng bản thân mình vậy. Anh nói đi, em muốn nghe. Tân Nhi lại dựa vào hắn càng chặt hơn một ít. Từ sau khi hòa hợp với tiêu phàm, tính cách của Tân Lâm kỳ thật cũng có chút biến hóa. Trước kia, tính tình của Tân Lâm lạnh hơn, cho dù là đối với tiêu phàm, cũng chưa bao giờ có thời khắc làm nũng như vậy. Hơn nữa, Tân Lâm quả thật cũng rất muốn biết, trong khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sư phụ duyệt vô số người, nếu đối với tiêu phàm có cảm giác như vậy, chắc là sẽ không sai dù là Tân Lâm đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhất định, đối với hết thảy tiêu phàm tự thuật, vẫn là nghe trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin. Bởi vì dựa theo những gì tiêu phàm nói, như vậy kế tiếp, thế giới trước kia cô rất quen thuộc, lập tức sẽ biến dạng lớn. Cho dù Tân Lâm mấy năm nay đi theo tiêu phàm cùng một chỗ, đã trải qua rất nhiều sự tình ngạc nhiên cổ quái, vạn phần mạo hiểm, nhất thời cũng có chút thẫn thờ. Có chuyện như vậy? Ừ. Tiêu phàm gật gật đầu, lại tỏ vẻ khẳng định trên vách đá dựng đứng lâm vào trong yên lặng chỉ có tiếng thét phát ra khi gió núi thổi qua sư phụ nói anh thay đổi trên người của anh có rất nhiều khí thế hung bạo chẳng lẽ là vì nguyên nhân viêm linh chi đao trầm mặc một lát tân lâm mới mở miệng lần nữa giọng điệu có chút trần trừ thật vậy ư tiêu phàm giật mình kinh hãi sắc mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc chính hắn cũng không có cảm giác như vậy vì như thế việc này mới càng thêm làm người ta bất an giống như tân lâm tiêu phàm cũng tin tưởng lâm thanh loan sẽ không nhìn lầm mà chính mình không ngờ cũng không biết khí thế hung bạo đã xâm nhập vào bên trong huyết mạch của mình tiêu phàm anh đừng quá lo lắng có lẽ đó chỉ là bởi vì khí trí dương của hỏa tinh linh ảnh hưởng không nhất định là khí thế hung bạo dù sao đó là tinh linh lực của thời kỳ viễn cổ hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức từ trước đến nay của chúng ta mắt thấy tiêu phàm vẻ mặt ác liệt, tân lâm vội vàng đem lời nói vòng vo trở về, an ủi. Anh hiện tại, đã có thể lấy viêm linh chi đao từ trong, càn khôn đỉnh, ra sao? Lập tức, tân lâm liền nhắc đến một câu chuyện khác. Còn kém một chút xíu, tuy nhiên anh phỏng chừng tầm 2-3 tháng nữa, hẳn là có thể. Tiêu phàm nói, hắn hiện giờ đang dung hợp phương pháp tu luyện của hai bộ, luân hồi tương, từng bước làm được tới trình độ có thể khiến hạo nhiên chính khí trong cơ thể có thể tự do chuyển hóa giữa chân khí và pháp lực, tu vi nâng cao, là rất rõ ràng. Tuy nhiên tiêu phàm cũng biết rõ, cho dù là như như vậy, hắn vận dụng viêm linh chi đao vẫn là vô cùng miễn cưỡng. Giống như Tân Lâm nói, đó là hỏa tinh linh lực của thời kỳ viễn cổ, đến vô cực thiên tôn đều phải toàn lực ứng đối hỏa diệm chi linh. Hắn hiện tại vẫn chưa được coi là một người tu chân thuần túy, muốn thực sự nắm viêm linh lực trong tay, nào có đơn giản như vậy. Chỉ có điều, thời cuộc gấp gáp, không cho phép tiêu phàm làm từng bước. Mấy chỗ quỷ vật tà mị tàn sát bừa bãi kia, nhất định phải toàn bộ dọn sạch trước khi năng lực của quỷ vật hoàn toàn khôi phục. Hiện tại, viêm linh chi đao là chỗ dựa vào duy nhất của hắn. Trừ phi hắn về sau có thể lại tiến vào không gian tu di mà vô cực thiên tôn mở, từ trong tàng bảo các tìm được bảo vật uy lực càng hùng mạnh hơn. Vừa nghĩ đến đây, ngay cả tiêu phàm tính tình trầm tĩnh như vậy cũng có chút hưng phấn dù sao đó là một kho báu không biết được hồi tiếp theo không biết lại có loại kỳ ngộ nào đang đợi hắn thiên thiên thì sao cô ấy như thế nào tân lâm bỗng nhiên lại chuyển sang một đề tài khác toát ra trầm tư tiêu phàm hơi đỏ mặt vội vàng nói cô ấy vẫn tốt thương thế cơ bản đã khỏi anh cũng cho cô ấy một toa thuốc bảo cô ấy mang theo người của yên chi xã đi thu thập dược vật Ừ, vậy là tốt rồi. Tân Lâm khẽ gật đầu một cái, một chút, lại thấp giọng hơn nữa một câu. Cô ấy kỳ thật tâm nhãn rất tốt, chương 598, Mao Sơn Thiên Thư. Tiết trời đầu xuân, phong cảnh Bắc Quốc, vẫn là ngân trang tố bao, hết sức xinh đẹp. Thành phố Lục Khúc mấy ngày hôm trước rơi một trận tuyết lớn, cho tới nay vẫn chưa tan. Thời điểm trạng vạng tối, trên đường cái người lui tới không nhiều lắm. Tòa nhà Hoa Thành đang tiến hành cải tạo, toàn bộ tòa nhà bốn phía đều dùng tường gạch vây lại, tường gạch rất cao, khoảng chừng trên ba thước, kiến tạo cực kỳ rắn chắc. Thậm chí còn dày hơn nhiều so với rất nhiều vách tường phòng thương phẩm. Tòa nhà Hoa Thành là vật kiến trúc có tính tiêu chí của thành phố Lục Khúc, đã từng là khu mua sắm phồn hoa nhất. Một năm bốn mùa đèn nê ông lóe ra, vô cùng náo nhiệt. Mùa thu năm trước, trong một đêm, đã bị đóng kín, tất cả thương hộ không được tiếp tục buôn bán, thậm chí muốn mang hàng hóa thương phẩm trong cửa hàng của mình đi, đều phải phải có chuyên gia phía vật nghiệp cùng đi. Lập tức, công ty Hoa Thành liền tuyên bố với bên ngoài, tòa nhà Hoa Thành phải tiến hành cải tạo quy mô lớn, tất cả thương hộ đều đình chỉ buôn bán. Các thương hộ đương nhiên mặc kệ, thành quần kết đội tuôn về phía tòa nhà Hoa Thành, kết quả đều bị đội ngũ cảnh sát đuổi ra. Ai cũng không biết, công ty Hoa Thành mời nhiều nhân viên bảo an như vậy, ước chừng hơn ngàn người. Hơn nữa huấn luyện có tố chất, hành động đều nhịp, tuyệt không kết nối giao lưu với bên ngoài làm người ta không thể không hoài nghi cái gọi là nhân viên bảo an thật ra là bộ đội cải trang đấy trừ những nhân viên bảo an đó ra còn có đại lượng cảnh sát cũng bị phái đến nơi đây duy trì trật tự một chiếc tường gạch dày rất nhanh liền mọc lên hoàn toàn ngăn cách tòa nhà hoa thành với khu dân cư đường phố xung quanh trên tường gạch cài đặt máy giám sát hồng ngoại đề phòng nghiêm khắc bảo an trẻ tuổi cường tráng mang theo chó săn ngày đêm tuần tra bất cứ kẻ nào đều không cho tới gần không quá mấy ngày sau các thương hộ ầm ầm cả đám đều yên tĩnh lại bọn họ đều không ngoại lệ lấy được đủ tiền bồi thường ở công ty hoa thành độ nhiều của khoản tiền bồi thường đến chính bọn họ đều không thể tin được thậm chí rất nhiều người đều âm thầm hoài nghi công ty hoa thành có thể vì vậy mà phá sản hay không nhưng mặc kệ công ty hoa thành có phá sản hay không đoàn người cầm tiền liền đều an tĩnh lại không tranh cãi ầm ĩ nữa thời gian vừa qua chính là nửa năm từ mùa thu năm trước tới mùa xuân năm nay, mọi người dần dần quên đi việc này. Ngoại trừ thị dân ở phụ cận, ngẫu nhiên đi ngang qua tòa nhà Hoa Thành, trong lòng không khỏi giấy lên nghi vấn, không phải nói cải tạo sao, tại sao nửa năm đều không có động tính gì. Dưới bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà Hoa Thành, một chiếc động đen tuyển lớn, trống rỗng xuất hiện tại khu vực 100 bãi đỗ xe. Bên cạnh động đen tuyển lớn này, lại đề phòng nghiêm khắc. Chỉ có điều, ở trong này đề phòng không phải là bảo an, cũng không phải cảnh sát, mà là một đám đạo sĩ mũ vàng. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, vẫn không nhúc nhích canh giữ ở bên cạnh hắc động, vẻ mặt ác liệt, không nói một lời. Chính là Liễu Chính, chủ nhiệm văn phòng quốc thất. Bên cạnh Liễu Chính, là hai gã đạo sĩ trung niên, tất cả mọi người nhìn hắc động, bên trong vẻ mặt chờ đợi, xen lẫn vẻ lo lắng. Ở chỗ sâu trong thế giới dưới lòng đất, trong một sơn động cực lớn, tích thi thể như núi, xương cốt lởm chởm so với tình hình của thành phố quỷ tại khu công nghiệp thị trấn Hồng Sơn, có vài phần tương tự. Đỉnh núi Thây, một nữ tử tóc dài, áo trắng bồng bềnh, cả người sương mù chẳng không ngừng cuồn cuộn bốc hơi. Nhìn không rõ ngũ quan diện mạo của cô, một nam tử trẻ tuổi đang đối mặt với cô cách đó không xa. Vô cực môn, ha ha, vô cực môn, tiểu ca nhi, chỉ dựa vào người chút tu vi như vậy, cũng dám đến nơi đây chịu chết. Xem người còn trẻ đẹp trai, phong độ như vậy, bản phu nhân thật sự có chút không hạ thủ được. Như vậy đi, tiểu ca nhi, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta liền không gờ yêu ta ít ngươi, còn cho ngươi hưởng hết sắc đẹp thiên hạ. Như thế nào, nữ tử bạch y khi khà mà cười, kỳ quái nói nói. Tiêu phàm lạnh lùng chừng mắt nhìn cô, không nói một lời, cổ tay vừa lật, một thanh trường đao màu đỏ sậm hiện ra. Đối với thân hình của tiêu phàm mà nói, thanh đao này thật sự quá dài, giữ trong bàn tay trắng nõn gầy yếu của tiêu phàm, lộ rõ một loại khí phách bí y thái. Trải qua mấy tháng khổ tu, tiêu phàm sớm có thể tự nhiên kết nối trong, càn khôn đỉnh, mở ra cho mình một không gian tu di nho nhỏ. Chỉ có điều cái không gian tu di kia thật sự quá nhỏ, ngoại trừ thanh viêm linh chi đao, liền không bỏ được quá nhiều đồ. Cũng may, tạm thời tiêu phàm cũng không có bảo vật gì cần cất vào trong càn khôn đỉnh chờ hắn tu luyện tới trình độ có thể tự chủ lại một lần nữa tiến vào trong, càn khôn đỉnh, trái lại có thể suy xét mở rộng không tu di của hắn thêm một chút, lúc này không vội. Viêm linh chi đao vừa ra, sương mù trắng bệch quanh thân nữ tử bạch y lập tức một trận khởi động gấp gáp. Người đây là loại bảo vật nào? Nữ tử bạch y thét to, giọng điệu không còn, bình tĩnh thong dong như vừa rồi, mà trở nên vô cùng rồn rập. Rất hiển nhiên, nữ tử bạch y cảm nhận được hơi thở thô bạo trên mũi đao viêm linh không giống bình thường, chính là khắc tinh của cô. Tiêu phàm lạnh lùng cười, hai tay cầm đao, chậm rãi giơ lên, cả người pháp lực giống như thủy triều cuồn cuộn rót vào trong đó, lưỡi dao tức thì từ màu đỏ sậm biến thành màu đỏ tươi. Ở trong khoảnh khắc dơ cao khỏi đỉnh, đăng, một tiếng, trên lưỡi dao dài, giấy lên lửa cháy hừng hực, chiếu hang động ngầm sáng lên giống như ban ngày. Hang động lạnh như băng, lập tức trở nên nóng cháy vô cùng sắc mặt của tiêu phàm thậm chí hai mắt, cũng theo mũi đao biến sắc mà biến sắc. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mang theo hung ác ý không nói ra được, cả người đều xảy ra biến hóa cực lớn, từ ung dung nhò nhã trở nên tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Viêm linh chảm, tiêu phàm hét to một tiếng, thân mình bay lên trời, giờ cao hỏa diệm đao, mãnh liệt vồ về phía nữ tử bạch y. Đã là đêm khuya, trong hắc động, vẫn không có phản ứng chút nào, một đạo sĩ trung niên đứng ở phía sau liễu chính không thể kìm rồi thấp giọng hỏi sư thúc tiêu chân nhân sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ có cần chúng ta đi xuống tiếp viện không tiếp viện tiếp viện như thế nào ngươi không phải nói quỷ mẫu kia đã hoàn toàn thức tỉnh rồi sao liễu chính cũng không quay đầu lại lạnh lùng hỏi ngược lại vừa nhắc tới hai chữ quỷ mẫu trên mặt đạo sĩ trung niên lập tức một trận co giật trong mắt hiện lên một chút sợ hãi đến cực điểm nuốt từng ngụm nước miếng, hạ giọng nói. Đúng vậy, sư thúc, quỷ mẫu đã hoàn toàn thức tỉnh. Nếu sư thúc và tiêu chân nhân vẫn không được, chỉ dựa vào mấy người chúng ta là khẳng định không thủ được. Một khi đã như vậy, dựa vào chút tu vi ấy của chúng ta, làm sao có thể nhúng tay vào? An tâm chờ đi. Vâng, đạo sĩ trung niên vội vàng thấp giọng đồng ý, không dám nhiều lời nữa. Kỳ thật liếu chính vẫn có thực lực theo bên cạnh hiệp trợ tu vi của y cố nhiên không bằng tiêu phàm, hơn nữa bảo vật bị hủy. Nhưng đối mặt với quỷ vương, cũng không phải hoàn toàn không có lực chống đỡ. Tối thiểu, có thể ngăn cản quỷ binh cho tiêu phàm, giảm bớt chúng nó quấy dày tiêu phàm. Truyền thừa Mao Sơn, tuyệt không đơn giản, liễu chính không có cùng đi theo xuống, là bởi tiêu phàm không đồng ý. Viêm linh chi đao, tiêu phàm tạm thời vẫn muốn giữ bí mật đối với bên ngoài. Đông Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, ba thành thị phát sinh dị thường, Thành phố Lục Khúc là trạm cuối cùng của Tiêu Phàm. Tết âm lịch qua đi, Tiêu Phàm liền dưới sự bồi cùng của Liễu Chính, trước sau đi Đông Nam và Đông Bắc, càn quét sạch sẽ hai nơi tà ma ngoại đạo dị thường. Mỗi lần Tiêu Phàm đều là một mình hành động, không cần bất cứ kẻ nào hiệp trợ, ngay cả Uyển Thiên Thiên đều không dẫn theo bên người. Liễu Chính không hỏi vì sao, hết thảy chỉ nghe lệnh Tiêu Phàm. Nếu Tiêu Phàm có năng lực này, vậy thì còn có cái gì đáng nói chứ, đương nhiên là lấy hắn là chủ. Chẳng qua lúc này, thời gian chờ đợi quả thật có chút dài, ngay cả liễu chính trong lòng đều không kìm nổi lầm bẩm Dù sao không phải quỷ vật ở mỗi xứ đều là dễ đối phó. Quỷ mẫu của thành phố Lục Khúc có lẽ đặc biệt hùng mạnh cũng không nhất định. Ngay tại lúc tất cả mọi người tâm thần không yên, trong huyệt động đen tuyền bóng người chợt lóe tiêu phàm thả người mà ra, đứng ở trước mặt mọi người. Liễu chính lập tức vẻ mặt tươi cười, tiếp đón. Tiêu chân nhân, quỷ mẫu kia đã gỡ yêu ta hết chết. Tiêu Phàm gật gật đầu. Liễu Chính mặt mang mỉm cười, lại âm thầm kinh hãi. Rất rõ ràng, khí chất của Tiêu Phàm và nửa năm trước có bất đồng rất lớn, dường như trở nên vô cùng thô bạo, mơ hồ có hơi thở nguy hiểm. Liễu Chính không biết loại tình huống này là như thế nào tạo thành, nhưng rất hiển nhiên, đây không phải hiện tượng tốt gì. Trước mắt mà nói, Tiêu Phàm đã đại diện cho thành tựu thuật pháp đỉnh cao nào đó. Nếu chẳng may tính cách của hắn phát sinh chuyển biến trọng đại, ai có thể giữ cân bằng? Người này, dùng sức một mình bình diệt hang quỷ chung quanh, chém gỡ yêu ta S4 quỷ vương cấp bậc tà ma ngoại đạo. Không hề nghi ngờ, năng lực của tiêu phàm mạnh, đã siêu việt trên những quỷ vật này. Nếu như hắn tác loạn, vậy đúng thật là tai họa ngập đầu rồi. Đối với suy nghĩ trong lòng liễu chính, tiêu phàm không có để ý tới. Cổ kết vừa lật, trong tay xuất hiện một vật màu đen, dài chừng 8 tấc, rộng chừng 4 tấc, là một tấm biển màu đen, lại không biết là từ loại chất liệu gì chế thành. Liễu chủ nhiệm, đây là sau khi G ta S chết quỷ kia mấu tìm được. Tôi nhìn kỹ qua, đây là đồ của phái Mao Sơn các ông. À. Liễu chính chấn động, vội vàng hai tay tiếp tới, cẩn thận bắt đầu đánh giá, trên mặt thần sắc kinh ngạc càng ngày càng đậm. Mao Sơn Thiên Thư, đây, đây là dấu vết đích thực của Mao Sơn Thiên Thư. Một chút, Liễu chính lên tiếng kinh hô, vẻ mặt không dám tin, trong đó xen lẫn vẻ mừng như điên khó có thể kiềm chế cái gọi là mao sơn thiên thư chính là thư mà chân quân mao sơn đời thứ nhất tổ sư sáng lập ra môn phái mao sơn tự tay viết cũng là tổng luận của đạo thuật mao sơn trên miếng ngọc bài này rậm rạp có khác mấy trăm chữ tuy rằng không có khả năng hàm chứa tất cả chi tiết của đạo thuật mao sơn cũng là hết thảy quy tắc chung của đạo thuật mao sơn bởi vì cái gọi là nắm lấy mấu chốt mọi vấn đề sẽ được giải quyết có phần mao sơn thiên thư này rất nhiều đạo thuật khó có thể tu luyện của phái mao sơn sẽ trở nên vô cùng dễ dàng uy lực đạo thuật sẽ nâng cao gấp bội từ nhiều năm trước tới nay phái mao sơn vẫn luôn khổ sở tìm kiếm thiên thư thất lạc này thật giống như vô cực môn tìm kiếm văn chương thất lạc của vô cực cửu tương thiên vậy nó đã trở thành phiền muộn mà trong lòng mỗi một đệ tử môn nhân không thể bỏ xuống được thật không ngờ cũng là rơi vào tay một quỷ vật tà ma nhờ vào tiêu phàm mà thu trở về quả nhiên là thiên thư quý phái vậy là tốt rồi có thể vật quy nguyên chủ rồi. Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Đây, đây, Tiêu chân nhân, thật không biết nên cảm tạ ngài như thế nào mới tốt." Dù là Liễu Chính trầm ổn dị thường, giờ phút này cũng kích động cả người phát run, nói năng lộn xộn. Tiêu Phàm mỉm cười, trái lại cũng không có nói lời khiêm tốn. Thế giới trung thổ loạn tượng dĩ sinh, bằng hữu càng nhiều càng tốt, thực lực của bằng hữu càng mạnh càng tốt. Lại càng không cần phải nói Hắn đã hoàn toàn ghi tạc nội dung của Mao Sơn Thiên Thư vào trong óc, có thể nảy sinh tác dụng tham khảo rất tốt. Hiện giờ bán cho Liễu Chính và phái Mao Sơn một ân tình lớn như vậy, chắc hẳn trong tương lai mọi người có thể chân thành hợp tác rồi. Chương 599: Trả thù. Ở địa khu Tây Bắc, thành phố Lục Khúc được cho là là thành phố lớn. Tuy nhiên so sánh với những thành phố lớn thực sự ở phía Đông và Nam Bộ kia thì còn kém xa. Thời gian vừa qua 12 giờ khuya, cả thành phố liền trở nên vô cùng an tĩnh, lâm vào trong giấc ngủ say. Trong tiểu khu một cách tòa nhà hoa thành ước chừng hai cây số, cũng chỉ có số ít phòng vẫn sáng ngọn đèn mông lung, đoán chừng là người trẻ tuổi thức đêm lên mạng. Tại lầu 4, tòa nhà B của cư xá cũng còn sáng ánh đèn nhàn nhạt. Cái tiểu khu này, ở thành phố Lục Khúc có thể coi là là một cư xá được xây dựng tương đối sớm, phòng ở đều khá cũ kỹ. Cùng loại cư xá, ở thành phố Lục Khúc cũng không có thiếu một hai mươi năm trước những cư xá này là khu quần cư của người giàu có một số giai tầng tiên phú đều cáo biệt nhà ngang truyền thống chuyển vào căn nhà lớn của cư xá mới xây dựng đó theo thời gian chuyển rời tốc độ phát triển kinh tế cực nhanh xa xa vượt ra khỏi dự kiến của toàn bộ thế giới những cư xá đó cũng với tốc độ cực nhanh biến thành hai hạng thậm chí ba hạng tin rằng không lâu nữa sẽ suy thoái thành xóm nghèo cùng loại với nhà ngang rồi cho nên không ai sẽ nghĩ tới uông vĩ thành lại ở đây mùa thu năm trước nhị gia uông ra uông vĩ thành bỗng nhiên cáo bệnh chủ động xin cấp trên từ chức lãnh đạo xí nghiệp đại hình nào đó đảm nhiệm công ty cố vấn lập tức rời khỏi quốc cảnh đi tới bờ đối diện đại dương chạy chữa bệnh nghe nói là loại bệnh liên quan tới tâm huyết quản loại bệnh này ở trong cơ thể uông vĩ thành như vậy là loại bệnh đầu tiên hàng năm đều có không ít nhân vật trọng yếu cùng thân phận địa vị với uông vĩ thành sẽ vì bệnh mà nhập viện. Cho nên Uông Vĩ Thành vì bệnh mà từ chức, tuy rằng làm cho người ta cảm thấy không ngờ, nhưng chưa dẫn phát nhiều phỏng đoán. Uông Vĩ Thành cũng không phải trong chóng đo chiều gió của Uông Gia, chỉ cần Uông Lão Gia Tử vẫn khỏe mạnh, Uông Vĩ Minh vẫn đang làm chức vị quan trọng, bên ngoài cũng sẽ không tùy tiện suy đoán. Cũng giống như Tiêu Gia, chỉ cần ông cụ chuyển Nguy Thành An, vậy cũng không có gì phải lo lắng cả. Uông Nhị Gia Hẳn là thật sự bị bệnh, bằng không làm sao sẽ chủ động từ chức tất cả mọi người cho rằng hơn nửa năm nay uông vĩ thành vẫn luôn ở bờ đối diện đại dương chữa bệnh trong bản ghi chép phía xí nghiệp đại hình nhà nước mà uông vĩ thành từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt vẫn luôn là như vậy mỗi tháng đều chi trả cho uông vĩ thành một khoản tiền thuốc men không nhỏ tất cả sân bay quốc nội đều không có ghi chép uông vĩ thành nhập cảnh về nước dưới tình huống như thế cho dù có người quen tại thành phố lục khúc gặp uông vĩ thành cũng tuyệt đối sẽ cho rằng là mình hoa mắt chỉ là một người có diện mạo tương tự mà thôi loại tình hình này diễn ra vô số kể. Cuống, Uông Vĩ Thành từ sau khi vào ở cư xá cũ kỹ này, gần như không mấy khi ra khỏi cửa. Tất cả đồ dùng sinh hoạt và việc vật đều do người yêu của ông ta đi xử lý. Người yêu của ông ta cũng là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, diện mạo bình thường, dáng người bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Ngày bình thường du rú trong nhà, rất ít giao tiếp với người ngoài, hàng xóm cùng lầu cũng chỉ biết vị này gọi là dương di có một người chồng làm thủy thủ hàng năm đi làm ở bên ngoài rất ít trở về nhà trừ những thứ đó ra tình huống khác hoàn toàn không biết gì cả cũng không ai đi để ý một người phụ nữ trung niên không có ảnh hưởng đối với tất cả mọi người xung quanh ai đi để ý cô ta chứ nửa năm trước uông vĩ thành ở vào ngẫu nhiên có người nhìn thấy uông vĩ thành từ căn phòng đơn này đi ra ngoài cũng chỉ cho là chồng làm thủy thủ của dương di kia về nhà nghỉ ngơi Khết thảy đều không chút kinh ngạc. Uông Vĩ Thành rất hài lòng. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, một hang này chính là hậu thuẫn ứng đối cấp bách mà ông ta đã chuẩn bị nhiều năm trước. Hiện tại xem ra, vô cùng thành công. Khiến những người vô cực môn kia đi nước ngoài tìm ông ta được rồi. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ đã biết một thân phận khác của mình. Uông Vĩ Thành cảm thấy, từ sau khi sư phụ và các sư huynh đệ tiến vào kinh sư, nhất cử nhất động của ông ta đều rất cẩn thận không có lộ ra bất kỳ sơ hở và dấu vết nào. Tiêu phàm và văn thiên không phải thần tiên, hẳn là điều tra không ra. Về phần dùng thủ đoạn thuật sư để đối phó ông ta, Uông Vĩ Thành lại càng không để ý. Cho dù không tính cấm chế mà dung thiên tổ sư gia tăng trên người cho ông ta, đều là đại thuật sư, lực thiên cơ che đậy trên người ông ta cực kỳ trầm trọng, thủ đoạn bình thường tuyệt đối khó có thể khám phá. Thêm một thời gian ngắn nữa, thương thế của ông ta có thể khỏi hẳn. Trận chiến tháng 8 năm trước ấy, thật sự quá mức hung hiểm. Dưới Dung Thiên Tổ sư, tứ đại tế sư của Tây Ly giáo, mỗi người đều trọng thương. Nếu không phải Diệp Cô Vũ kịp thời ra tay, Tây Ly giáo gần như sẽ toàn quân bị diệt rồi. Uông Vĩ Thành cũng bị thương không nhẹ. May mà ông ta nhiều năm phía trước đã có sắp xếp tất yếu, bằng không thật đúng là chỉ có thể đi theo sư phụ cùng nhau lui về Tây Á. Nhưng Uông Vĩ Thành thật sự không muốn đi sa mạc, cũng không phải vấn đề thói quen sinh hoạt không quen. Nói cho cùng, ông ta Tây Ly Giáo chỉ là một người ngoài, một ngoại tộc. Hiện giờ Dung Thiên Tổ Sư Trọng Thương, Đại Sư Huynh Tát Bỉ Nhĩ, Tứ Sư Đệ Áp Bát, Ngũ Sư muội đều đều trọng thương, chỉ còn lại một nhị Sư Huynh chủ trì giáo vụ. Kế tiếp vì tranh đoạt quyền kế thừa giáo chủ, ai mà biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc Sư Phụ mạnh khỏe, lại không phải lo. Mấu chốt là, Dung Thiên Tổ Sư bị thương nặng nhất. Còn có thể lại bình phục hay không, đó là việc ai cũng không thể nói chính xác đấu tranh quyền lực, từ trước đến nay đều là tàn khốc nhất, không có nửa phần giảng đạo nghĩa, càng không có khả năng luận tình nghĩa sư môn. Tình huống tương tự, Uông Nhị Gia thấy cũng nhiều, tại sao trong thời điểm như vậy, lại phải một mình chạy đến sa mạc đi tìm hành hạ chứ? Huống chi, còn có một tên Diệp Cô Vũ ở bên cạnh như hổ rình mồi. Đối với những chuyện giữa Dung Thiên Tổ Sư và Diệp Cô Vũ kia, Uông Vĩ Thành ít nhiều biết một chút. Chỉ cần Dung Thiên Tổ Sư còn sống, Diệp Cô Vũ không đến mức bùng nổ. Một khi dung thiên tổ sư quy thiên, vậy sẽ rất khó nói. Với tính cách bá đạo như vậy của Diệp Cô Vũ, chỉ cần dung thiên tổ sư không có chuẩn bị để lại chế ước gã, ai dám cam đoan gã không thâu tóm Tây Ly Giáo. Mặc dù do một người phương đông đến thống trị Tây Ly Giáo, dường như rất thái quá. Nhưng lúc trước thời điểm Diệp Cô Vũ gia nhập, thiên ưng giáo, ai có thể tưởng tượng, sau gần một năm, gã liền trở thành lão nhân trong núi của một thứ di tân, trở thành Diệp Vương tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ Tây Á. Nếu Diệp Cô Vũ có thể không trở ngại chút nào trưởng quản một thứ gì, như vậy gã tiếp trưởng Tây Ly Giáo, lại có gì mà không thể chứ? Nếu như nói Uông Vĩ Thành căn bản không muốn lâm vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của nội bộ Tây Ly Giáo, như vậy ông ta tình nguyện đối mặt tiêu phàm, cũng không muốn đối mặt với Diệp Cô Vũ. Bất kể nói thế nào, tiêu phàm mặc dù là kẻ thù của ông ta, lại cũng là một chính nhân quân tử trưởng giáo đương đại vô cực môn cũng không phải kẻ có tính hiếu sát điểm này diệp cô vũ vĩnh viễn đều kém xa tiêu phàm ở trong nội tâm của uông vĩ thành không thừa nhận cũng không được dựa theo giáo lý và tôn chỉ vô cực môn trăm ngàn năm qua thừa hành trưởng giáo đương đại vô cực môn phải là tiêu phàm không thể là diệp cô vũ uông vĩ thành yên lặng ngồi ở trong phòng của mình nghĩ ngợi toàn nhà b về bề ngoài không có bất kỳ khác nhau với những tòa khác nếu đi tới xem mở gian phòng của uông vĩ thành ra vậy lại không giống với lúc trước bên trong căn phòng này dùng đá cuội nhiều loại màu sắc khác nhau trải thành một đồ án đầu mãnh thú nhìn qua vô cùng quỷ dị uông vĩ thành hiện tại đang khoanh chân ngồi ở giữa đầu mãnh thú vừa mới kết thúc một hồi tĩnh tọa uông vĩ thành cảm thấy có chút mệt mỏi nếu là trước kia loại tình hình này là khó có thể tưởng tượng vu thánh phương đông tây ly giáo thanh thiên đại tế ti chưa từng suy yếu như vậy. Làm gì có chuyện kết thúc khoanh chân luyện công, thần thái không sáng láng, tinh thần tỏa sáng chứ. Lần này, thương thế thật sự quá nặng, suy yếu tới căn nguyên rồi. Cũng may các loại linh đan rượu dược chuẩn bị đầy đủ. Hậu thủ an bài nhiều năm trước này, rốt cuộc tạo nên tác dụng, Uông Vĩ Thành rất vui mừng. Hiện tại dường như có thể thoải mái suy nghĩ một chút, sau khi thương thế khỏi hẳn nên ra động tác như thế nào chỉ cần không bị tiêu phàm và vô cực môn tra ra lai lịch của mình, sự tình liền không đến mức quá tệ. Theo tình huống hiện tại, Uông Gia vẫn chưa bị nhiều ảnh hưởng, chỉ là trong khi giao phong với tiêu gia, áp dụng thích hợp thứ sách lược nhượng bộ và khoan dung nhẫn nài. Điều này đã chứng minh, tối thiểu tiêu phàm không có nhầm vào Uông Gia ra tay. Kẻ nào? Đang lúc Uông Vĩ Thành Lâm vào trong trầm tư, trong phòng khách bỗng nhiên vang lên tiếng quát cảnh giác lớn của Dương Di. Người phụ nữ trung niên tên Dương Di này, có thể khác với cái vẻ bề ngoài như vậy. Làm cấp dưới tín nhiệm nhất của Uông Vĩ Thành, cô gánh vác nhiệm vụ cảnh giới và phòng vệ cuối cùng, thân thủ mạnh, cho dù so với đại nội thị vệ mà nói, cũng không thua kém. Trừ cô này ra, trên lầu dưới lầu và hộ gia đình của tòa a đối diện đều là thân tín Uông Vĩ Thành đã sớm an bài tốt. Nhìn qua không có bất kỳ khác thường, kỳ thật đây là một hệ thống phòng ngự hoàn bị sớm đã được tạo thành. Nhị gia Uông gia cũng không phải loại người ưa may mắn. An toàn của hết thảy đều phải thành lập trên thực lực tuyệt đối. Hệ thống phòng ngự, lập thể này, 24 giờ bị vây trong tình trạng báo động, bất cứ kẻ nào muốn vô thanh vô tức tiếp cận trụ sở của Uông Vĩ Thành đều tuyệt không có khả năng. Cho nên, hiện tại tiếng quát lớn của Dương Di trong phòng khách này liền đặc biệt khiến người ta bất ngờ. Lại có người xuất hiện tại phòng khách, xuất hiện tại chỗ cách Uông Vĩ Thành gần trong gang tấc trạm canh gác giám thị lầu trên lầu dưới và bên trái đều không có phát ra cảnh cáo gì sao lại thế này cho dù có người có thể tránh thoát những người giám thị này cách gần như vậy rồi như thế nào ngay cả uông vĩ thành ông ta đều không có bất kỳ phát hiện quả thực không thể tin nổi dương di chỉ kêu một tiếng như vậy liền không có câu dưới uông vĩ thành vừa không có nghe được tiếng kêu thảm như trong dự liệu cũng chưa từng nghe thấy tiếng người ngã xuống đất âm thật giống như tiếng quát lớn của dương di vừa rồi kia là do mình nghe nhầm vốn không có phát sinh bất ngờ gì nhưng lập tức uông vĩ thành liền biết mình sai lầm rồi đại tế ti mời ra đây một lát ngay sau đó một giọng nói lãnh đạm liền vang lên xuyên thấu qua cửa phòng đã trải qua xử lý đặc thù dành mạch truyền vào trong tai uông vĩ thành uông vĩ thành không khỏi cười khổ một tiếng xem ra hết thảy đều chỉ là mộng đẹp của mình mà thôi sự thật vĩnh viễn là tàn khốc như vậy nên phát sinh, nhất định sẽ phát sinh, tuyệt không di chuyển theo ý muốn chủ quan của mình. Chỉ có điều không ngờ tiêu phàm trực tiếp gờ yêu đến nơi này. Ban đầu cho rằng hắn sẽ nhằm vào những người khác của Uông Gia, ép mình hiện thân. Tuy nhiên Uông Vĩ Thành lập tức từ bỏ ý nghĩ của mình, trưởng giáo chân nhân đương đại vô cực môn, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào chứ? Quyết không đến mức làm loại chuyện tự hạ mình như vậy. chương 600, điều kiện bảo toàn sinh mệnh Uông Vĩ Thành không trần chờ lập tức mở cửa phòng xuất hiện ở cửa phòng tiêu phàm đứng trong phòng khách hai tay chắp sau lưng vẻ mặt lãnh đạm xen lẫn một chút ác khí khó có thể che giấu được dương di đang nằm ở một bên tất nhiên là hôn mê bất tỉnh uông vĩ thành gật gật đầu chậm rãi nói tiêu chân nhân cảm ơn cậu hạ thủ lưu tình trước đó bọn họ đã từng gặp mặt tuy nhiên trong bối cảnh lúc đó thì uông vĩ thành là bề trên cao nghiêm còn tiêu phàm chỉ là hậu sinh khiêm tốn mỗi người tự phân và đóng tốt vai diễn của mình tơ vân không lọ ẩn nếu tiêu phàm đã mở miệng gọi ông ta là đại tế ti thì uông vĩ thành cũng có thể gọi hắn là tiêu chân nhân đây là cuộc gặp gỡ giữa trưởng giáo của vô cực môn và đại tế ti thanh thiên tây ly giáo chứ không phải là cuộc gặp giữa nhị đại uông gia và tam đại tiêu gia điểm này tuyệt đối không thể tính sai nếu không sẽ có nhiều chuyện phiền phức tiêu phàm lạnh lùng nhìn ông ta lạnh lùng nói đại tế ti ông nợ tôi một lời giải thích hợp lý. Uông Vĩ Thành cười, phối hợp đi đến sofa trong phòng rồi ngồi xuống, bình tĩnh nói. Tiêu chân nhân, nếu đã đến rồi thì mời ngồi. Cho dù muốn gỡ yêu ta tôi thì cũng không nhất thiết phải gỡ yêu ta ngay lúc này, dù sao thì tôi cũng không chạy được. Ông chạy không thoát đâu. Tiêu phàm không chút khách khí nói. Lúc này rõ ràng là tính tình tiêu phàm không ôn hòa như trước nữa, giọng điệu nói chuyện và thần thái cũng thay đổi cũng không phải là do tiêu phàm thích thế, nhưng vô tri vô giác lại không ngừng thay đổi. Tiêu phàm có muốn ngăn cản, cũng không được, tiếp xúc nhiều với hỏa diệm đau lần nào, thì ác khí cũng sẽ xâm nhập vào mình lần đó. Tiêu phàm có thể cảm nhận một cách rõ ràng, ác khí đã xâm nhập vào cốt tủy của mình. Nhưng kẻ địch mạnh và uy lực của lưỡi đao viêm linh đã khiến cho tiêu phàm không cách nào cự tuyệt sử dụng lò ai vũ khí này. So sánh với tính cách thay đổi, thì tính mạng của bản thân cấp bách hơn, sự an nguy của thế giới trung thổ càng cấp bách hơn uông vĩ thành hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn hạ giọng nói tiêu chân nhân cậu thay đổi rồi trước kia tính cách của cậu không phải như thế này vì thế các vị mới có gan lớn như vậy mới có gan làm chuyện như vậy tiêu phàm không ngồi thậm chí là không nhích người mà đứng dậy từ trên cao nhìn xuống đe dọa uông vĩ thành lời nói càng thêm không khách khí Uông Vĩ Thành khe khẽ thở dài, ông ta biết rằng tiêu phàm sẽ đến trả thù. Cho dù tính cách của tiêu phàm có ôn hòa thế nào, bị người khác tính tuần thế này, thì chắc chắc không thể dừng tay không truy xét được. Chẳng qua là khi thực sự đối mặt với tiêu phàm, hơn nữa họ ẩn tò ẩn biết là mình đang ở trong họ ẩn cảnh xấu, thì lọ ai cảm giác này cực kỳ kém. Từ bản chất, thì Uông Vĩ Thành là một người có tính cách cực kỳ hống hách, nói một không hai. Nhiều năm nay, chỉ có ông ta cao cao tại thượng dạy bảo người khác gian dạy người khác, từ lúc nào lại chuyển thành mình bị người khác chất vấn. Cho dù là sư phụ ông ta ta dung thiên tổ sư cũng rất khách khí với ông ta. Nhưng hiện tại, ông ta lại không còn cách nào khác. Tiêu chân nhân, không biết là cả chuyện này cậu nắm được bao nhiêu phần. Tiêu phàm lạnh lùng cười, nói. Tôi không cần biết nhiều, tôi chỉ cần các vị cho tôi một lời giải thích. Uông Vĩ Thành Nhân lông mày lại nói. Nếu cậu đến đây là để gờ yêu ta ết tôi, vậy thì không còn gì để nói nữa rồi, ra tay đi. Ông ta cứ ngồi trên sofa như vậy, to ẩn thân thả lỏng, không hề có ý kháng cự. Bởi vì ông ta biết rõ lúc này thương thế của mình chưa lành. Hơn nữa đối mặt với tiêu phàm lại càng không thể lường trước được. Hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc nữa. Nếu tiêu phàm muốn gỡ yêu ta ông ta, cho dù mình dùng toàn lực để đối phó cũng là tự dước lấy nhục mà thôi. Nếu như vậy, cần gì phải làm việc thừa thải? Được, tiêu phàm cũng không chút do dự tay phải giơ lên một dòng khí cực kỳ mạnh mẽ bắt đầu khởi động trong phòng khách đây là tiêu phàm đang thích thế ngay sau đó liền đánh ra một trường trong mắt Vuông vĩ thành rốt cục cũng hiện lên chút hoảng sợ ông ta đương nhiên không muốn chết có ai lại muốn chết chứ nhất là với một người có xuất thân thân phận địa vị xã hội như ông ta đó là điều mà vô số người có nằm mơ cả đời cũng không được hưởng thụ còn chưa đủ, sao có thể chết được chứ? Trong ánh mắt và động tác của tiêu phàm, Uông Vĩ Thành có thể hiểu được rằng tiêu phàm thực sự sẽ gỡ yêu ta ết ông ta. Không một chút kiêng nể. Sau khi gỡ yêu ta ết ông ta, liệu có dẫn đến cuộc tranh đấu quy mô hai đại tộc, liệu có thể dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn được hay không, tiêu phàm cơ bản là không suy xét qua. Giống như lời hắn vừa nói, hắn cần một lời giải thích. Uông Vĩ Thành cho tiêu phàm một lời giải thích, Tiêu Phàm cũng muốn tự cho mình một lời giải thích. Trong chớp nhoáng, Uông Vĩ Thành đã hối hận rồi. Trước kia thực sự không nên đi theo sư phụ càn quấy, nên dùng tò ân lực khuyên can ông ấy, không nên đối địch với Tiêu Gia. Ai mà biết được Tiêu Phàm là trưởng giáo chân nhân của vô cực môn chứ? Chờ một chút, hiển nhiên là Tiêu Phàm sẽ không xuất trưởng. Uông Vĩ Thành bỗng nhiên kêu lên, trên trán dịn ra một tầng mồ hôi. Tiêu Phàm dừng lại lực, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, mang theo ý châm chọc và khinh thường. Uông Vĩ Thành chỉ cảm thấy một luồng máu nóng dâng lên từ bụng và ngực, sông thẳng lên trán, sao bay loạn xả trước mắt, trong đầu ầm ầm rung động, nhục nhã, xấu hổ, đủ các lò ai tư vị ùn ùn kéo đến. Nhục nhã, nhục nhã quá, không ngờ ông ta lại khuất phục một ván bối của tiêu gia, chủ động cầu xin tha thứ. Chỉ có điều, lọ ai cảm giác nhục nhã mãnh liệt này nhanh chóng bị ham muốn sống sót thay thế lúc này thì chẳng để ý đến thể diện nữa trước mắt phải giữ được mạng sống đã rồi tính sau cũng may là ngò ai tiêu phàm ra thì không có người thứ ba nữa tiêu chân nhân chúng ta có thể thảo luận về điều kiện uông vĩ thành vội vàng nói đưa tay lau mồ hôi trên trán ông nói xem tiêu phàm thản nhiên nói tôi có thể nói cho cậu biết tất cả những thứ mà tôi biết bao gồm cả căn cứ của tổng đàn tây ly giáo cấu tạo thể cách thức phòng hộ còn cả tình hình của thiên ưng giáo nữa. Chắc chắn cậu đã biết Diệp Cô Vũ giáo chủ của thiên ưng giáo, chẳng phải anh ta chính là kẻ phản đồ của vô cực môn sao? Nói thì nói thế, trong lòng Uông Vĩ Thành vẫn mang theo vài phần may mắn, hy vọng có thể nhìn thấy ánh mắt cây ếch yêu ta ếch sợ trên mặt tiêu phàm, như vậy thì anh ta càng có đem một lợi thế đàm phán. Có thể thấy rằng, không ai lại không căm hận đồng môn của mình phản bội, thậm chí còn căm thu hơn là kẻ thù ở bên ngoài ví dụ như cần hán gian càng đáng giận hơn là tiểu quỷ tử. Tuy nhiên đáng tiếc là Uông Vĩ Thành phải thất vọng rồi, ánh mắt tiêu phàm vẫn lạnh băng như trước, dường như hắn sớm đã biết chuyện này. Hơn nữa, tiêu phàm chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, không nói câu nào. Thần sắc châm chọc trên mặt lại càng thêm sâu, thể hiện không hài lòng với điều kiện mà ông ta đưa ra. Như thế cũng đúng, một chút tin tức tình báo mà đổi lấy một cái mạng thì còn kém xa lắm. Uông Vĩ Thành khẽ cắn môi, nói nếu cậu muốn tôi phối hợp hành động thì cũng có thể thương lượng thực ra đây rõ ràng là muốn nói cho tiêu phàm biết tôi đồng ý làm phản đi theo địch đối với nhân vật thân phận địa vị như uông vĩ thành thì có thể đưa ra quyết định như vậy quả thực không dễ dàng gì cho dù bỏ qua một bên không đàm phán nữa chỉ cần gọi dung thiên tổ sư và diệp cô vũ thì cũng là chuyện lớn rồi bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không thể đưa hai người kia vào chỗ chết thì một khi họ phản kích thì không những là Uông Vĩ Thành không thể chạy thoát, mà ngay cả Uông Gia cũng không thể chạy thoát. Tiêu Phàm vẫn cười lạnh như trước, không hề có dự định đồng ý với giao dịch này. Trong lòng Uông Vĩ Thành hận tới mức ngứa ngáy cả lên. Ông ta cảm thấy điều kiện mà mình đưa ra đã đủ cao rồi. Tiêu Phàm lại giống như thao thiết lòng tham không đáy. Ngay tại lúc này, rèm cửa của phòng khách động đậy, một bóng dáng chợt lóe lên, một con mèo to lông màu trắng đen xuất hiện tại một góc phòng, Mắt xanh to gắt gao nhìn thẳng Uông Vĩ Thành, tràn đầy cảnh giác và thù địch. Trong lòng Uông Vĩ Thành hồi hộp, lập tức liền ý thức được, đây là linh sủng của Tiêu Phàm. Những tin tình báo về Tiêu Phàm đều là do ông ta thu thập và chuyển lại cho Dung Thiên Tổ sư và Tát Bỉ Nhĩ. Tiêu Phàm có một con mèo lớn có thể hù ngã chó ngao tây tạc, đây từng là tình báo quan trọng mà trước kia thủ hạ đã thông báo cho ông ta. Cuối cùng thì đã được nhìn thấy con mèo này rồi trong nháy mắt Uông Vĩ Thành hiểu được tại sao tiêu phàm lại trực tiếp gửi Iota S đến phòng khách rồi. Thiết bị theo dõi ở tầng trên tầng dưới đều không phát ra tín hiệu báo động nào, nguyên nhân chính là vì con mèo này. Nhưng việc con mèo lớn này đến lập tức khiến Uông Vĩ Thành thấy được hy vọng sẽ đàm phán thành công. Uông Vĩ Thành liếc mắt một cái có thể nhìn ra được con mèo lớn này đã bị thương, và vết thương cũng chưa lành. Tinh khí của Hắc Lân cũng chưa đạt tới đỉnh cao dù sao uông vĩ thành cũng là một trong năm trụ cột của tây ly giáo nên lò ai nhãn lực này cũng có tiêu chân nhân tôi có đồ tốt muốn mời tiêu chân nhân giám định một chút uông vĩ thành nói xong cũng không đợi tiêu phàm trả lời liền đứng dậy đi vào phòng dưỡng thương của mình rất nhanh lại đi ra trong tay cầm một hộp gỗ đen sắc mặt có chút ngưng trọng hộp gỗ này không lớn màu đen thui khiến người ta có cảm giác vô cùng trầm trọng không biết là được làm từ lò ai gỗ gì Uông Vĩ Thành không đến gần Tiêu Phàm mà đứng cách rất xa, mở hộp gỗ ra. Rất hiển nhiên, nếu đứng gần quá tông ta sợ Tiêu Phàm hiểu lầm, nghĩ rằng ông ta ta giấu ám khí gì đó trong hộp. Hộp gỗ vừa mới vừa mở ra, Tiêu Phàm còn chưa có cảm giác gì thì Hắc Lân vốn dĩ ngồi ở một góc phòng giám sát Uông Vĩ Thành đột nhiên đứng thẳng lên, lông ở cổ dựng đứng lên, một đôi mắt xanh như mắt mèo hào quang lóng lánh giống như là gặp kẻ địch lớn vậy. Thấy vẻ mặt như thế của Hắc Lân, Uông Vĩ Thành lập tức thở phào một cái ông ta biết lần này mình thành công rồi. Tiêu chân nhân, hạt châu này mấy năm trước tôi đã lấy được, lúc ấy cũng không biết đó là vật gì, còn đặc biệt mời người đến xét nghiệm qua. Dường như đó là một phần trong cơ thể động vật, nhưng là lọ ai động vật nào thì lại không xét nghiệm ra được. Một vị bằng hữu nói cho tôi biết đây là nội đan của một loài dị thú sớm đã tuyệt chủng. Tôi thấy linh sủng của cậu đã bị thương, lại chưa khỏi ho ân to ân, đây là nội đan của dị thú, có lẽ sẽ có chút tác dụng với linh sủng của cậu. Lấy ra cho tôi xem." Giọng của Tiêu Phàm vẫn rất thản nhiên. "Được, mời nhận lấy." Uông Vĩ thành gật gật đầu, giơ tay nhấc, hộp gỗ đó chậm rãi về phía Tiêu Phàm, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đưa đến. Tiêu Phàm vẫy tay một cái, hộp gỗ kia liền bay vào trong tay hắn. Chỉ thấy trong hộp gỗ có một viên nội đan nhỏ, phảng phất một mùi tanh, đồng thời cũng tản ra một loại khí uy áp. Tiêu Phàm nhấc ngón tay lên, viên nội đan kia liền bay ra khỏi hộp dừng lại trong lòng bàn tay hắn. Hai mắt Tiêu Phàm hơi nhíu lại, một luồng lực thần niệm lập tức bao phủ viên nội đan. Mà con mèo to kia lập tức dựng người lên, đứng vững trên đầu vai Tiêu Phàm, thò đầu ra, gắt gao nhìn thẳng viên nội đan kia. Trong mắt không còn chút đề phòng nào mà ngược lại lại tràn đầy vẻ mặt khát cầu, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra liếm một vòng, bày ra bộ dạng thèm ăn. Rất rõ ràng là Hắc Lân coi đây là vật đại bổ. Uông Vĩ Thành không hề lo lắng rằng sau khi tiêu phàm lấy đi viên nội đan dị thú này thì vẫn lấy mạng ông ta như trước. Người này đến một ngưỡng nào đó sẽ có quy củ nhất định. Nhưng quy củ này không phải là để cho người khác xem, mà lập ra cho chính bản thân mình. Nếu tiêu phàm làm như thế, thì tâm tính của hắn sẽ nhập vào ma chướng. Việc này hoàn toàn trái ngược với tác phong làm việc của hắn, nói chuyện mà để đạo đức sang một bên sẽ khiến sau này khi tiêu phàm tu luyện sẽ khó mà vượt qua được tâm ma. Tính tham lam, tất cả đều là của ta, chẳng qua xuất phát từ suy nghĩ chủ quan của những kẻ yếu mà thôi." Một lúc sau, Tiêu Phàm bỏ nội đan vào trong hộp, gật đầu nhẹ. Uông Vĩ thanh lập tức thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 600.